Quan thần, hạ tưởng. Tập 81. Đợi sau khi tất cả mọi người đi rồi, Hạ Tưởng đứng giữa Phó Tiên Phong và Khâu Tự Phong, có chút bất đắc dĩ. Hai người đều có ý mời hắn, Phó Tiên Tiên lại cứ kéo cánh tay hắn, cứ như không đi cùng cô ta thì cô ta sẽ không buông. Hạ Tưởng cũng không đợi hai người mở miệng mà trực tiếp nói luôn. Tôi muốn đi thăm Hoa Nhài Vàng, bạc một chút, ngày mai có thời gian thì sẽ đi thăm trưởng ban Khâu, mà quên bí thư Khâu mới đúng. Hắn ta không nói muốn đi thăm nhà họ Phó là vì với nhà họ Phó vẫn có khoảng cách rất sâu. Phó Tiên Phong lại nói. Thị trưởng Hạ hiếm có mới có một lần đến Bắc Kinh. Ngày mai tôi làm chủ, bác cả và chú ba đều muốn gặp để cảm ơn anh. Hạ Tưởng muốn khách khí, Phó Tiên Tiên cứ mặc kệ nói. Nếu anh không đi thì em sẽ để ông em đích thân đến mời anh. Xem ý anh thế nào đây. Hạ Tưởng đương nhiên không dám để ông cụ Phó ra mặt. Nhưng nếu như nói phải ngồi cùng với người nhà họ Phó thì cũng cảm thấy không tự nhiên. Hắn đành mơ hồ đáp. Ngày mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, tôi vốn là muốn về thành phố Yến đoàn tụ với người thân. Kết quả là xảy ra chuyện này, bây giờ đến về nhà cũng không còn kịp nữa. Khâu Tự Phong ha hả cười. Nếu không thì đón Thù Lê và Hạ Đông đến đây, anh cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Anh ở Bắc Kinh nghỉ lễ Quốc Khánh cũng được mà. Ý của Hạ Tưởng ban đầu là muốn về thành phố Yến. Kết quả Khâu Tự Phong không biết cố tình hay có ý hiểu lầm ý của hắn. Và Phó Tiên Tiên cũng vỗ tay tán thành và còn bảo Phó Tiên Phong nhanh chóng sắp xếp đến thành phố Yến đón hai mẹ con Tào Thù Lê, khiến Hạ Tưởng chẳng còn biết nói sao. Phó Tiên Phong không ngờ đáp ứng, gọi ngay một cuộc điện thoại phái một chiếc xe sang trọng đến thành phố Yến, cũng chẳng để Hạ Tưởng có cơ hội thoái thác. Hạ Tưởng cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh. Gọi điện về nhà thông báo một tiếng. Thật là một sự không ngờ dẫn đến một sự không ngờ khác. Hắn đến Bắc Kinh là để giải cứu Hoa Nhài Vàng, bạc. Đến cuối cùng thì lại thành điểm tựa lôi kéo trong cuộc đấu tranh thế lực của mấy gia tộc lớn. Vốn là khi ở thành phố Lang thì giữa hắn và thế lực gia tộc càng ngày càng xa. Bây giờ chuyến đi đến thành phố Lang vừa kết thúc, còn chưa đặt chân đến thành phố Thiên Trạch thì lại một lần nữa rơi vào gút mắc giữa thế lực gia tộc. Ở trong chốn quan trường thì sẽ luôn có những thời điểm không làm chủ được. Sau khi cáo từ Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng đi cùng với Phó Tiên Tiên đến thăm Hoa Nhài Vàng, bạc. Đến khách sạn thì Tiêu Ngũ và Dương Uy đều ở đó. Phòng mà Hoa Nhài Vàng, bạc là một phòng lớn, Tiêu Ngũ và Dương Uy bảo vệ vòng ngoài, hai chị em đều đang ngủ bên trong. Hạ Tưởng vừa bước vào, Hoa Nhài Vàng, bạc tỉnh ngay. Hai người gặp được Hạ Tưởng vốn là lại muốn xà vào lòng hắn mà khóc lóc kể lệ nhưng lại thấy mối quan hệ khăng khít giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng thì lại chùn bước. Hạ Tưởng biết rằng lúc này là lúc bọn họ cần sự an ủi nên chủ động kéo hai người vào lòng mình nhẹ nhàng vỗ lưng họ, an ủi vài câu. Sau đó liền cùng Tiêu Ngũ, Dương Uy đi ra ngoài. Để lại Phó Tiên Tiên với hai chị em. Dương Uy đã thông báo tin Hoa Nhài Vàng, bạc được cứu cho Nga Ni Trần biết. Nga Ni Trần vô cùng cảm kích, chỉ có điều ông ta bây giờ hành động đang bị hạn chế, không có cách nào rời thành phố Lang được. Nếu không thì ông ta sẽ ngay lập tức chạy đến Bắc Kinh. Hạ Tưởng thấy trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Nga Ni Trần. Với Nga Ni Trần đấu đá một trận, dù là đối thủ, nhưng hắn vẫn tôn trọng Nga Ni Trần, liền gọi lại cho ông ta. Điện thoại gọi một cái là được ngay. Nga Ni Trần nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh, cảm ơn thị trưởng Hạ. Cả đời này tôi sẽ nhớ ơn anh. Nói là cảm ơn nhưng kỳ thực tình cảm của Nga Ni Trần đối với Hạ Tưởng rất phức tạp. Chính là Hạ Tưởng một tay phá hủy đế quốc lớn của ông ta, là Hạ Tưởng gián tiếp bức tử Trần Đại Đầu, lại là Hạ Tưởng làm hại khiến cho ông ta bây giờ trở thành con chó không có nhà. Nhưng cũng là Hạ Tưởng người đã cứu Hoa Nhài Vàng, bạc. Hơn nữa ông ta hiểu rõ chỉ có Hạ Tưởng mới có gan mạo hiểm đi đắc tội một ủy viên bộ chính trị ra tay cứu người. Trong những người mà ông ta quen biết thì có người ở ghế cao chức cao hơn rất nhiều so với Hạ Tưởng nhưng khi ông ta thế lực đang ở đỉnh cao thì tuyệt đối sẽ không vì ông ta mà đi làm chuyện mạo hiểm chính trị đó. Hạ Tưởng vừa là một nhân vật mặt lạnh khi công kích người khác thì lòng lang dạ sói không nương tay nhưng mặt khác chỉ cần là chính nghĩa thì hắn lại ra tay cứu người một cách nghiêm túc, tuyệt đối không hề sợ gánh chịu trách nhiệm. Công và tư rõ ràng, và coi sự ghen ghét như kẻ thù là điểm rất đáng kính nể trong tính cách của Hạ Tưởng. Tôi cho người đưa Trần Mạt Trần Lị về thành phố Lang. Tình trạng hiện tại thì các cô cũng không phù hợp ra nước ngoài,
cần có người nhà đi cùng. Hạ Tưởng cũng không quá khách khí với Nga Ni Trần, giữa hắn và Nga Ni Trần không có nhiều điều đáng nói. Việc cứu Hoa Nhài Vàng, bạc hoàn toàn là vì nguyên tắc đối nhân xử thế theo chính nghĩa của hắn. Nga Ni Trần liên thanh nói lời cảm ơn. Hạ Tưởng bảo Dương Uy và Tiêu Ngũ phụ trách đưa Hoa Nhài Vàng, bạc về thành phố Lang. Hoa Nhài Vàng, bạc vốn rụt rè, đi đến cửa, hai người đều hiểu ý nhau, không kìm nổi tiếng khóc thét lên đồng thời xà vào lòng Hạ Tưởng, cùng đồng thanh gọi. Hạ Tưởng, chỉ gọi tên thôi chứ không nói nội dung gì cả nhưng tâm tình của người phụ nữ đã rung động đến cả tâm can. Điều này khiến Phó Tiên Tiên ở một bên lại lau nước mắt, trong lòng lại chua xót nhìn chừng chừng Hạ Tưởng. Thấy Hạ Tưởng được phụ nữ yêu mến như thế thì trong lòng chua xót khôn kể. Phụ nữ luôn thích người đàn ông mình yêu có duyên với phụ nữ. Vì anh ta càng được phụ nữ săn đón thì chứng tỏ anh ta càng có sức hút. Nhưng cũng không muốn hắn quá có duyên với phụ nữ, vì như thế dù là đàn ông có sự kiềm chế đi nữa cũng sẽ có phụ nữ vào lòng, khó tránh có ngày sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi. Phó Tiên Tiên trong lòng lo được lo mất, cô rất hiểu tình trạng hiện tại của mình lúc này. Cô đã yêu Hạ Tưởng rồi. Hoa Nhài Vàng, bạc vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên. Thời gian vẫn còn sớm, Hạ Tưởng định nghỉ ngơi một chút. Hôm nay đã mệt quá rồi. Đi đi lại lại nửa ngày, mệt đừ người. Buổi tối chắc chắn sẽ lại phải đi xã giao. Cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đã rồi tính sau. Bởi vì căn phòng là hai gian nên hắn để Phó Tiên Tiên ở gian ngoài, hắn đi vào gian trong. Vừa nằm xuống thì Phó Tiên Tiên liền lại đẩy cửa tiến vào, hỏi nhỏ một câu. Lần trước em đã nói nếu như em muốn anh làm cho em một chuyện. Anh đã đồng ý với em rồi, chỉ cần anh có thể làm được thì sẽ làm đúng không? Ừ, đúng rồi, anh đã từng nói thế. Hạ Tưởng rất rõ ràng thừa nhận, hắn nhớ rất rõ lúc đó là để giải đáp khúc mắc của Phó Tiên Tiên nên hắn đáp ứng cô. Hắn trêu chọc một câu. Phó tiểu thư có gì dặn dò? Phó Tiên Tiên đỏ mặt, dựa vào cánh cửa không đi vào cũng không đi ra. Hạ Tưởng mới chú ý đến quần áo cô ta mặc trên người, chỉ che phần mông còn đôi chân dài trắng khiến người ta mê người, khiến hắn cũng hoa cả mắt, vội quay mắt đi. Chắc là bên dưới chỉ mặc mỗi quần chip thì Hạ Tưởng cũng sẽ có ý nghĩ an phận. Trong lòng biết rõ Phó Tiên Tiên đang cố ý dụ dỗ hắn. Đàn ông thích phụ nữ mặc quần áo lộ đùi gợi cảm, thu hút mê lòng người. Phó Tiên Tiên cắn môi, trong ánh mắt mờ mịt ướt át. Cô có rất nhiều những cảm xúc không hiểu. Cô ta trần trừ chốc lát, chân bước lên trước một bước rồi lại chậm chậm thu chân về phía cửa. Lần trước em nói muốn giúp anh có được chứng cứ của Cổ Hướng Quốc. Xin lỗi nha, em vụng về vẫn chưa lấy được, làm anh thất vọng rồi. Không vấn đề gì. Hạ Tưởng muốn khuyên Phó Tiên Tiên vài câu. Không ngờ vừa mở miệng ra thì không biết làm sao Phó Tiên Tiên đột nhiên nổi giận. Anh không hiểu đâu, có liên quan đấy, có liên quan. Nước mắt tuôn rơi. Là em vô dụng, không thể giúp anh làm được chuyện gì. Em là một con bé điên không ai yêu thương, không ai để ý. Cô tông cửa xông ra, để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng người yểu điệu quay đi. Ngoài việc mơ màng ra thì càng khiến người ta phải buồn sầu trong lòng. Hạ Tưởng ngủ suốt một buổi chiều, đến lúc 6 giờ chiều bị Tiêu Ngũ làm tỉnh giấc, Tiêu Ngũ và Dương Uy đã trở về từ thành phố Lang. Vừa vào phòng nhìn thấy chỉ có một mình Hạ Tưởng đang ngủ. Ở phòng ngoài, chỉ còn Vương Vấn Mùi Hương, không thấy người đẹp đâu, hai người liền hiểu ra và nhìn nhau cười. Không lâu sau, mẹ con Tào Thù Lê đã đến, đi cùng họ không phải là người nhà họ Phó mà là Liên Nhược Hạm. Hạ Đông vừa thấy Hạ Tưởng, liền bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng kích động kêu to. Ba 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 ba, tiếng gọi của đứa con khiến Hạ Tưởng áy náy trong lòng. Hắn bận quá, thời gian cho con quá ít. Có lẽ lúc nó lớn lên thì trong ký ức về thời thơ ấu của nó, hình ảnh của người cha cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ. Tào Thù Lê mặc một chiếc váy dài, tóc búi cao đơn giản phía sau một cách tùy ý. Cô ấy năm nay đã 30 tuổi nhưng dáng vóc vẫn thế vẫn như hồi mới đầu khi gặp Hạ Tưởng, không gầy không béo cân đối và xinh đẹp. Nụ cười của cô ấy có hạnh phúc, có ngọt ngào. Cô ấy chỉ nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt khiến cho hắn trong giây phút như quay về cảnh tượng cùng cô trong công trường siêu thị dai ra cách đây mấy năm. Cảm xúc khi lần đầu gặp nhau trào dâng trong lòng. Còn Liên Nhược Hạm thì mặc một cái váy dài đến đầu gối. Cũng là trùng hợp, có lẽ là cùng tâm tư. Váy của cô ta giống y hệt cái váy đã mặc vào đêm ý loạn tình mê ở cao ốc quốc tế năm đó.
Tuy không phải là cùng một cái nhưng kiểu cách thì hoàn toàn giống. Hạ Tưởng nhìn hai người phụ nữ đẹp như hoa như ngọc trước mắt, hai người phụ nữ hắn yêu nhất trong đời, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Tiêu Ngũ và Dương Uy đã sớm đi ra rồi. Hạ Tưởng dạt dào cảm xúc như quay lại khoảng thời gian mới quen Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm. Hắn liền làm một việc rất lớn gan, ôm chặt hai người phụ nữ vào lòng. Tào Thù Lê đỏ mặt, tựa đầu vào vai Hạ Tưởng, không nói gì. Ngay cả Liên Nhược Hạm cũng đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ Hạ Tưởng, muốn tách ra nhưng vẫn ỡ mở tựa vào vai của hắn. Sau đó cắn tai hắn nói nhỏ. Anh thật là... Điều khiến Hạ Tưởng kinh ngạc nhất chính là ngay sau đó Tào Thù Lê cũng nói một câu. Anh thật là... Hai mỹ nhân trong lòng, may mắn của cuộc đời. Hạ Tưởng cười ha hả muốn nói vài câu xúc động thì đột nhiên cảm thấy đau phần đùi sau đó bị đẩy một cái. Lực đẩy không nhỏ khiến cho hắn hai chân bước lùi về phía sau hai bước. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy Hạ Đông. Hạ Đông thở phì phì nhìn Hạ Tưởng. Ba xấu quá, Đông Đông không thích ba nữa. Không cho ba ôm người khác, chỉ được ôm mẹ thôi. Ôi, vợ không ghen mà lại là con ghen. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng được một trận buồn cười. Hơn 7 giờ, Phó Tiên Phong và Khâu Tự Phong lần lượt gọi điện thoại tới mời Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ Tưởng đều khéo léo từ chối, bởi vì Liên Nhược Hạm đem đến một thông tin khiến hắn khiếp sợ, tối nay Ngô Tài Dương muốn cùng với ăn cơm hắn. Ngô Tài Dương vẫn vô cùng lãnh đạm đối với hắn đột nhiên lại muốn ăn cơm cùng hắn. Hơn nữa lại là một giọng điệu không dễ từ chối, khiến cho hắn vô cùng hoài nghi cái quyết định tạm thời này. Khẳng định có liên quan đến ba nhà họ Mai, họ Phó và họ Khâu. Hạ Tưởng không thể không đáp lại lời hẹn, bởi vì Ngô Tài Dương không chỉ là trưởng ban tuyên giáo trung ương mà ông ta còn là lực lượng kiên trung nhất của nhà họ Ngô, là cha của Liên Nhược Hạm, cũng là người tiếp nối trong tương lai của nhà họ Ngô. Liên Nhược Hạm vốn thịnh tình mời Tào Thù Lê ở trong biệt thự của cô. Nhưng Tào Thù Lê lại khéo léo từ chối, thứ nhất là không tiện, thứ hai là tránh bị soi mói. Ngay cả Liên Nhược Hạm cũng không miễn cưỡng. Buổi tối cô liền mời Tào Thù Lê ăn cơm, Hạ Đông còn không vui, không muốn đi vì có ý kiến rất lớn với cô. Điều này khiến cô cười không ngớt. Hạ Tưởng cũng đã đến giờ đi rồi liền lái xe đến Thanh Hiên Các. Thanh Hiên Các ở phía đông thành phố Bắc Kinh. Hắn ở phía Bắc, có khoảng cách khá xa mà không thể đến muộn. Đến muộn để Ngô Tài Dương đợi lâu là thất lễ. Thanh Hiên Các nhìn từ bên ngoài rất giống một tiệm trà. Mà thực sự chính là một tiệm trà, nhưng có cung cấp thêm một số món điểm tâm và một số món ăn kết hợp đồ Trung Quốc và đồ ăn phương Tây. Chủ yếu là khung cảnh rất thoải mái và thư giãn, rất thi vị, không có sự hàn huyên ồn ào như những quán ăn bình thường. Hạ Tưởng đi thật nhanh nhưng vẫn để Ngô Tài Dương phải đợi mười mấy phút. Nhưng Ngô Tài Dương cũng không thể hiện ra nét mặt khó chịu. Ông ta đang ngồi xem báo một cách thản nhiên trong một căn phòng, dường như rất có nhã hứng. Phòng không lớn, tràn ngập tiếng nhạc nhẹ du dương. Sự bố trí khung cảnh rất thoải mái không giống như một nơi ăn uống mà như một nơi để tâm sự. Hạ Tường bày tỏ sự xin lỗi trước rồi mới ngồi đối diện với Ngô Tài Dương. Giao thông của thành phố càng ngày càng đau đầu. Ngô Tài Dương dạo đầu, có vẻ tùy ý hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hạ Tường. Ngày nào cũng tắc đường, chẳng có lúc nào là không tắc cả. Thị trưởng thành phố vì vấn đề giao thông mà bị Quốc vụ viện chất vấn. Nhưng ông ta chẳng có cách nào cả, dân số tăng, xe ô tô tăng lên, đường thì có hạn, không tắc làm sao được. Bất cứ một thời đại nào thì cũng thuận trị đến nghiêm trị rồi mới đến đổ trị xử lý việc ùn tắc. Mười mấy năm nay nước ta phát triển quá nhanh, vượt qua cả sức chịu đựng của thành phố và đất đai. Ngô Tài Dương cảm xúc như vậy không giống với cảm xúc của trưởng ban tuyên giáo trung ương mà giống như lời của Thủ tướng Quốc vụ viện. Hạ Tưởng liền nói tiếp. Thành phố Yến hiện tại cũng bắt đầu kẹt xe. Kẹt xe là một vấn đề có tính khó của toàn thế giới. Những thành phố lớn trên thế giới cũng thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường trên diện rộng. Việc sinh ra thành phố là để theo đuổi cuộc sống càng thoải mái hơn. Nhưng thành phố phát triển đến một mức độ nhất định thì cũng sẽ sinh bệnh. Đó là bệnh thành phố. Muốn trị được bệnh đó thì bây giờ dường như vẫn chưa có cách nào tốt. Đợi đến khi tôi già thì nhất định sẽ phải về quê dưỡng già. Bắc Kinh nơi này không phải là thành phố dễ ở được. Ngô Tài Dương nở nụ cười hiếm có trước mặt Hạ Tưởng. Ông ta thậm chí còn tận tay rót trà cho Hạ Tưởng. Thực ra cũng có cách trị bệnh thành phố. Đó chính là kiến thiết lại vành đai thành phố lớn, phát triển đường sắt cao tốc,
lợi dụng tình thế thuận lợi của giao thông. Tách riêng khu sinh hoạt, khu làm việc và các khu chức năng ra. Như thế thì sẽ giảm được khá nhiều áp lực giao thông trong những lúc cao điểm. Vừa mới gặp mà đã nói đến những vấn đề to tát. Hạ Tưởng cũng theo lời của Ngô Tài Dương mà tiếp tục nói. Sau khi Hàn Huyên nói chuyện được 10 phút thì bắt đầu có người đưa thức ăn lên. Đồ ăn không tồi, nhìn đẹp và tinh tế, nhưng lượng thì ít. Cũng giống như cuộc nói chuyện vừa nãy vậy, chỉ nói ý chính lướt qua mà thôi. Đồ ăn vừa lên thì Ngô Tài Dương liền chuyển ngay đề tài và nói thẳng. Hạ Tưởng, cậu nên xác định rõ nên đứng về bên thế lực bình dân hay thế lực gia tộc rồi. Chương 897, quan niệm, tình người. Tay Hạ Tưởng đặt lên tách trà, không ngừng xoay chén trà, ánh mắt dừng lại ở bức tranh phía sau Ngô Tài Dương. Đó là một bức tranh phong cảnh. Trong bức tranh là một ông lão trong trời gió tuyết ngồi trên một con thuyền độc mộc trên một dòng sông cô quạnh một mình thả câu. Bức tranh rất ý nhị, núi xa xa mơ hồ, chỉ có hình ảnh ông lão là rõ ràng. Và còn có cả một trời hoa tuyết trắng càng làm nổi bật lên vẻ cô tịch thanh cao, cái tang thương cô độc của cõi đời. Ở phía dưới còn có lời đề tặng chính là bài thơ, Giang Tuyết của Liễu Tông. Nghìn non, bóng chim tắt. Muôn nẻo, giấu người không. Thuyền đơn, ông tơi nón. Một mình câu tuyết sông. Bức tranh vẽ cảnh câu cá một mình trong trời tuyết này thật đẹp. Nhưng ông lão mạo hiểm trời giá lạnh, một mình trong rừng núi sâu thẳm, hoa tuyết đầy trời chắc không chỉ là để câu cá mà là đang chờ đợi hy vọng. Cái ông lão câu chính là tâm trạng, thậm chí có thể nói là đang mua danh chuộc tiếng. Hạ Tưởng không trả lời thẳng vào câu hỏi của Ngô Tài Dương mà đàm luận về bức tranh trên tường. Ngô Tài Dương hiển nhiên là khách quen, ông ta không cần quay đầu lại cũng đã biết bức tranh phía sau mình là bức tranh gì. Ông ta mỉm cười nói. Liễu Tông Nguyên vốn là bị giáng chức cho đi Vĩnh Châu, tâm trạng đương nhiên là không tốt lắm nên viết bài thơ, Giang Tuyết, này. Trên thực tế là mượn cảnh đưa tình thôi, nhà văn nhà thơ mà lại. Tự nhận mình là có khí khái, có khí tiết nhưng chung quy lại một câu, học văn hay võ giỏi cũng là phục vụ hoàng đế, mà thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vĩnh Châu bây giờ thuộc Hồ Nam là một vùng khí hậu gió mùa nhiệt đới, trong núi sẽ không có gió tuyết lớn như thế được. Nhưng cũng chứng tỏ một điều. Ông ta không có đủ độ nhạy cảm chính trị, chính là vì ông ta không đứng vào đúng vị trí, không có ai trợ giúp ông ta cả. Lấy ngày xưa nói ngày nay, nói đi nói lại, vẫn là vấn đề xếp hàng, Hạ Tưởng cũng cười. Có khi gió thổi, có lúc tuyết rơi, nhưng trong trường hợp thông thường thì có cả gió lẫn mưa. Gió và tuyết dường như hai thế lực nhưng cũng là trong anh có tôi có anh, không thể tách rời. Ngô Tài Dương sửng sốt, lập tức lắc đầu cười. Có chút đạo lý, nhưng có điều vẫn là nói xạo. Gió là gió, tuyết là tuyết, cho dù có gió tuyết xảy ra thì gió cũng có sức của gió, tuyết cũng có sức của tuyết. Làm sao lại nói chung với nhau được? Anh là gió thì chính là gió, là tuyết thì là tuyết, làm sao lại vừa có thể là gió vừa có thể là tuyết được? Rồi lại giơ đũa lên ý muốn ăn cơm. Nghe nói, cậu và nhà họ Phó lại có dấu hiệu xích lại gần nhau. Cũng không hẳn. Chỉ là trong một việc thì có tiếng nói chung, trên thực tế thì mâu thuẫn trước đây vẫn chưa được hóa giải. Hạ Tưởng thưởng thức một món ăn, không hợp với hắn lắm, không mặn không nhạt, vị không ra sao. Cách nấu có vẻ quá cầu kỳ, mất đi vị ngon vốn có. Chuyện về Sơn Toàn Mỹ, cậu làm rất tốt, rất cao tay. Ngô Tài Dương khen Hạ Tưởng, quả thật thì đó cũng là những lời nói thật lòng của ông ta. Giữa các phái đều đang cật lực bồi dưỡng cho người tiếp nối của mình. Bộ máy cấp tỉnh vừa mới điều chỉnh xong, bây giờ mọi người đều hướng ánh mắt đến những cán bộ thế hệ trẻ cấp sở. Cậu là một trong những cán bộ trẻ sáng giá cấp sở, thủ tướng rất là thích cậu. Đặc biệt là rất hài lòng với công việc của cậu ở thành phố Lang. Nhưng ông cụ vẫn là cao tay hơn một bậc, đưa ra việc điều cậu đến thành phố Thiên Trạch, mở rộng cánh cửa cấp giám đốc sở cho cậu. Nụ cười hiếm hoi của Ngô Tài Dương đột nhiên lại nở trên môi, từ mấy nụ cười của ông ta cũng có thể thấy được, thái độ của ông ta đối với Hạ Tưởng có sự đổi mới. Ngô Tài Dương vừa mới lộ ra hướng đi, có ảnh hưởng rất lớn đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiểu rõ rằng, mục đích Ngô Tài Dương gặp hắn hôm nay chính là muốn thám thính, là muốn hắn biểu lộ rõ thái độ. Giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc hắn cần chọn chỗ đứng cho mình. Hay nói cách khác giữa thủ tướng và nhà họ Ngô thì hắn nghiêng về bên nào? Thế lực gia tộc ở đây là thế lực gia tộc của bốn nhà mà nhà họ Ngô là đại diện.
Tuy nói rằng giữa bốn nhà cũng có cạnh tranh mâu thuẫn, nhưng trong sự đối kháng cùng phái bình dân hệ, đoàn hệ, thì bốn nhà lại có lợi ích chung. Nói rộng ra, đến cấp cao, sự phân biệt giữa các hệ phái cũng không phải là sự phân chia đội ngũ đơn giản nữa, mà là sự kỳ thị của quan niệm lãnh đạo, là sự phân nhánh của hình thái ý thức. Trong nước, cuộc cạnh tranh quan niệm lãnh đạo giữa cánh tả và cánh hữu chưa bao giờ dừng. Cánh tả có thiên hướng về công bằng và công chính, nhấn mạnh sự phối hợp tài nguyên xã hội. Cánh hữu chú trọng đến hiệu suất và tự do, nhấn mạnh năng lực và quan niệm khôn sống mống chết của cá nhân. Không thể nói được là phái nào tốt hơn, chỉ có thể nói là mỗi phái có ưu điểm khuyết điểm riêng. Nhưng luôn luôn xuất hiện nhân vật của cực hữu và cực tả, thì sẽ xuất hiện chủ nghĩa bảo thủ cánh tả và chủ nghĩa cấp tiến cánh hữu. Trên thực tế, các nhà kinh tế học trào lưu chính trong nước hiện tại đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng của cánh hữu. Cánh tả phát triển cực đoan, quá cường điệu chế độ công bằng phân chia tài nguyên xã hội, cũng là một sự công chính giả tạo. Bởi vì năng lực của mỗi người, cá tính không giống nhau. Áp chế cá tính cá nhân mà dùng quyền lực để mua sự công chính thì chính là cộng sản của thời cơm tập thể. Cánh hữu phát triển đến cực đoan, quá cường điệu tự do và năng lực cá nhân mà coi nhẹ trách nhiệm xã hội mà mỗi người nên đảm nhận thì sẽ trở thành sự tự do giả tạo. Bởi vì tự do quá độ thì sẽ ngăn cản sự tự do của người khác cũng giống như nước Mỹ thúc đẩy cái gọi là dân chủ tự do. Dùng vũ lực để phủ định chính quyền quốc gia khác chính là một sự tự do giả tạo cực đoan và sự công chính dối trá. Chế độ cực hữu, thông thường thể hiện ở chủ nghĩa tư bản quyền quý và đầu sỏ chuyên chính. Tình hình trong nước trước mắt còn chưa rõ ràng lắm. Qua mấy năm nữa, Hạ Tưởng biết rõ là, chủ nghĩa tư bản quyền quý trong nước đã bắt đầu ngóc đầu lên, sẽ có các chuyên gia có liên quan trực tiếp chỉ ra trong nước đã bước đầu đi vào thời đại chủ nghĩa tư bản quyền quý. Nói cho cùng, hiện tại bốn đại gia tộc chính là cái nôi của chủ nghĩa tư bản quyền quý. Có thể nói một cách không khoa trương rằng tình hình trong nước trước mắt đang ở thời kỳ chủ nghĩa tư bản quyền quý lớn mạnh. Ví dụ như quy mô con nhà quan, con nhà giàu mới nổi dần dần hình thành lên, ví dụ như những con cháu của những cán bộ càng ngày càng bị lên án thì vĩnh viễn là quan chức, con của nhà nghèo mãi mãi là khuyết điểm của chế độ của người nghèo, cứ thế mãi sẽ tạo nên sự đối lập của các giai cấp. Xã hội một khi hình thành giai cấp, hình thành thế đối địch thì sự sụp đổ chẳng còn xa nữa. Hạ Tưởng xuất thân nghèo khó, thừa biết rằng muốn dựa vào năng lực của một người bình thường muốn trèo lên cao thì đích thị là nói mớ. Không có chỗ dựa, không có hậu thuẫn phía sau, lại chẳng có ai tán dương thì trong chốn quan trường trong nước dù có năng lực đến mấy thì cũng chỉ là may áo cho kẻ khác. Đứng trên điểm xuất phát công chính, lập trường chính trị của hắn thực ra càng nghiêng về hệ bình dân. Nhưng thế lực gia tộc cũng không phải là không có gì đáng để tiếp thu hơn nữa, hiện tại đã ảnh hưởng mạnh đến trình độ chính trị, cũng chỉ có thể chứng tỏ trong nước có thổ nhưỡng sinh trưởng khác. Chỉ có thể hợp tác chứ không thể chèn ép bởi vì đã nó lớn thành một quái vật lớn mà không ai có thể đè nén được. Dù là Hạ Tưởng trong lòng vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng hắn cũng ít nhiều có chút quan niệm chính trị của riêng mình. E rằng người có thể đồng thời giữ mối quan hệ tốt đẹp với thế lực bình dân và thế lực gia tộc thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Dù là có điều kiện may mắn như thế nhưng bản thân hắn là có rất nhiều ưu thế, có rất nhiều tâm huyết, nhiều năng lực. Hắn hy vọng trên con đường chính trị về sau của hắn, có thể từ chỗ là điểm tựa giữa bốn gia tộc lớn đến chỗ trở thành điểm tựa giữa thế lực gia tộc do nhà họ Ngô dẫn đầu với thế lực bình dân do thủ tướng dẫn đầu. Hôm nay gặp Ngô Tài Dương, dùng một bức tranh sơn thủy để nói ra, cuối cùng vẫn nhắc đến vấn đề vị trí đứng ở đâu. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ ràng rằng hắn phải đưa ra một câu trả lời xác thực cho Ngô Tài Dương, nếu không thì sẽ có khả năng bị chân đạp ngã trên chính trị. Bởi vì cuộc gặp hôm nay giữa hắn với ba nhà, thậm chí bao gồm cả cuộc nói chuyện với Ngô Tài Dương tối nay thì đều đã đến tai thủ tướng. Hơn nữa lại thêm lần này điều động hắn là bút tích của Ngô Tài Dương, thủ tướng có phải có cách nhìn khác về hắn hay không, hắn vẫn không dám chắc. Có một điều khiến hắn ảo não chính là chiều nay chỉ mãi lo ngủ, vẫn chưa kịp nói chuyện với lão cổ, thám thính một chút về thủ tướng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng trong nháy mắt vẫn hạ quyết tâm, hắn không phải là một người hay do dự dễ bị dao động. Bất kể là thủ tướng có cái nhìn thế nào về hắn thì bây giờ hắn vẫn phải tiến gần đến nhà họ Ngô. Bởi vì cơ hội đã chín muồi rồi. Có lúc tôi muốn trực tiếp cảm ơn ông cụ, cảm ơn sự quan tâm của ông với tôi. Ông cụ lớn tuổi rồi. Về sau tôi cũng muốn thăm hỏi ông cụ nhiều hơn. Hạ Tưởng đưa ra câu trả lời mà Ngô Tài Dương mong muốn. Ngô Tài Dương vừa lòng mỉm cười.
ông cụ cũng sớm muốn mời cậu đến làm khách, chỉ là điều kiện vẫn chưa chín muồi. Hiện tại tôi thấy thời cơ đã thích hợp rồi. Trong dịp quốc khách sẽ sắp xếp một buổi tiệc, cậu cũng đừng quay về thành phố Yến nha, ở Bắc Kinh này nghỉ lễ quốc khánh là được rồi. Hạ Tưởng liền gật đầu đáp. Vậy được, chắc là sẽ phiền đến trưởng ban Ngô. Ha ha, Ngô Tài Dương vui vẻ cười. Tài Giang cũng sắp về Bắc Kinh và cả Nhược Thiên nữa. Họ muốn nói chuyện với cậu, năm nay phải có một kỳ nghỉ lễ quốc khánh náo nhiệt mới được. Muốn lấy được điều gì thì phải cho đi trước, Hạ Tưởng không phải là có ý nghiêng về thế lực gia tộc, chỉ là đâm lao phải theo lao mà thôi. Cáo biệt Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng nhìn đã hơn 10 giờ tối rồi. Nghĩ một lúc hắn không gọi điện thoại cho lão cổ nữa. Buổi tối, cả nhà ở căn phòng xa hoa của khách sạn. Hạ Đông lần đầu tiên ở qua đêm tại khách sạn, vui sướng chạy tới chạy lui, không muốn đi ngủ. Điều này khiến cho việc ôn lại mộng uyên ương giữa Hạ Tưởng và cô bé Lê phải lùi về đêm khuya. Chiếc giường rộng mà thoải mái, môi trường lạ lẫm, không có cái mệt nhọc của những công việc nhà, Tào Thù Lê hoàn toàn thoải mái và rất ăn nhập. Người phụ nữ sau tuổi 30 dần dần trưởng thành và rất quyến rũ. Đồng thời, nhu cầu về một phương diện nào đó cũng sẽ mạnh mẽ thêm, Hạ Tưởng là người từng trải, tự nhiên quen với sự trưởng thành về tâm sinh lý của người phụ nữ nên cũng cố hết sức mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng vừa mới ngủ dậy thì không ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Ngả Thành Văn. Thị trưởng Hạ, tôi nghe nói cậu ở Bắc Kinh có cơ hội thì gặp mặt, thế nào? Ngả Thành Văn giọng điệu rất khách khí. Hạ Tưởng đối với y bỗng nhiên trở nên thân thiện có chút không thích ứng kịp, xã giao quá nhiều, cũng là chuyện khiến người ta bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói rằng, người nhà đến Bắc Kinh nên phải ở cùng bọn họ, xin lỗi bí thư Ngả. Đợi khi nào tôi có thời gian thì sẽ mời ông vậy. Ngả Thành Văn cũng không tức giận mà cười ha hả. Ở cùng người nhà là chuyện quan trọng hơn mà. Không sao đâu. Sau đó liền để lộ ra một thông tin với Hạ Tưởng. Nghe nói, tỉnh ủy cố ý sắp xếp phó thị trưởng thường trực An Hưng Nghĩa của thành phố Thiên Trạch đến thành phố Lang đảm nhiệm chức thị trưởng. An Hưng Nghĩa và chủ tịch tỉnh Tống quan hệ khá tốt. Thị trưởng Hạ đối với con người An Hưng Nghĩa có phải là có điều gì cần nói không? Hóa ra Ngả Thành Văn gọi điện thoại mục đích thực chính là điều này. Hạ Tưởng liền mỉm cười. Tôi và thị trưởng An không tiếp xúc nhiều với nhau lắm. Tôi sẽ hỏi chủ tịch tỉnh Tống xem thế nào. Ngả Thành Văn thứ nhất là vì muốn hiểu cách đối nhân xử thế của An Hưng Nghĩa. Một mặt khác là vì để chuẩn bị trước xây dựng nên bộ máy với An Hưng Nghĩa. Tống Chiêu Độ cài người của mình vào thành phố Lang, cũng là bắt đầu hành động gieo rắc thế lực của mình. Đã điều một phó thị trưởng thường trực từ thành phố Thiên Trạch, thì thành phố Thiên Trạch tất sẽ chống một ghế ủy viên thường vụ. Nếu như phó thị trưởng thường trực là được đề bạt ngay ở đó thì về cơ bản sẽ là tiến dần lên ủy viên thường vụ phó thị trưởng. Do đó, thành phố Thiên Trạch sẽ thiếu một ghế ủy viên thường vụ phó thị trưởng. Cơ hội tới, Hạ Tưởng nói điện thoại xong với Ngả Thành Văn thì lập tức gọi ngay cho Tống Chiêu Độ. Không ngờ điện thoại gọi cái là kết nối liền, nhưng lại là Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm vừa nghe là Hạ Tưởng, rất không vui đáp. Anh Hạ, anh nghỉ lễ mà cũng không quay về thành phố Yến thăm em. Em giận rồi đấy. Hạ Tưởng kỳ thật không quên Tống Nhất Phàm nhưng chuyện ở Bắc Kinh quá nhiều, nước quá sâu, để không bị ngập thì hắn không thể không xã giao một phen. Thế nên hắn dụ dỗ Tống Nhất Phàm vài câu. Cũng may Hạ Tưởng có bản lĩnh dỗ con gái cao siêu. Mới vài câu thì Tống Nhất Phàm liền vui vẻ trở lại. Ba đi xã giao rồi. Mới sáng ra đã bị người ta đưa đi rồi. Để một mình em ở nhà, thật là chán. Cô ấy tuy đã vui vẻ nhưng vẫn có chút buồn buồn. Hay là em đi Bắc Kinh, em vừa học lái xe, cũng muốn luyện tập chút. Hạ Tưởng hoảng sợ, vội khuyên can Tống Nhất Phàm bỏ đi ý nghĩ đó. Sau khi ngắt điện thoại, nghĩ một hồi, lại bỏ đi ý nghĩ gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Không cần vội vàng lúc này. Đợi đến lúc trong tỉnh ra quyết định đã thì tin rằng Tống Chiêu Độ sẽ chủ động thông báo cho hắn thôi. Hiện tại chỉ là một tin đồn còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Những chuyện về chính trị thì luôn có rất nhiều biến số. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, vừa qua 8 giờ, Khâu Tự Phong đã gọi điện thoại đến mời Hạ Tưởng đến nhà. Hạ Tưởng hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Là đồng nghiệp với Khâu Tự Phong mấy năm, cũng quen nhau bao nhiêu năm, tình cảm bằng hữu luôn duy trì.
Hơn nữa hiện tại hắn có suy nghĩ đến gần hơn một bước với gia tộc bốn nhà, thế nên hắn liền cùng với Tào Thù Lê và con trai đi ra ngoài. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng thời gian kết hôn cũng không ngắn. Hạ Tưởng vẫn chưa thực sự dẫn cô đi gặp người ngoài bao giờ. Chủ yếu là vì trước đây Hạ Tưởng chủ yếu là ở thành phố Yến. Thành phố Yến đối với cô ấy mà nói, tất cả các nhân vật ở các lĩnh vực thì hầu như đều quen biết rồi. Nghe nói hôm nay muốn đến nhà họ Khâu làm khách, cô vừa mừng vừa sợ, ăn mặc trang điểm cũng tỉ mỉ hơn. Tào Thù Lê vốn xinh đẹp hơn người, bây giờ lại trưởng thành hiền thục thướt tha. Vẻ đẹp trong sáng lại thêm khuôn mặt xinh đẹp, đúng thật là một mỹ nhân. Hạ Tưởng thấy cô ăn mặc rất nổi bật liền không khỏi khen ngợi. Đúng là vợ của anh, thật là tuyệt. Tào Thù Lê thẹn thùng vô cùng, còn chưa nói Hạ Đông liền chen giữa hai người. Nó mặc bộ quần áo vest, đeo cà vạt, tuổi nhỏ cũng mặc đồ tây, đi giày ra nhìn vừa nghiêm trang mà cũng hay hay. Cậu bé ngước cái cổ lên hỏi. Ba ơi, con có tuyệt không? Có chứ. Hạ Tưởng ôm đứa con vào lòng. Trong mắt của ba con là đẹp trai nhất đấy. Đẹp hơn mẹ ạ. Ừ, đẹp hơn, đẹp hơn. Tào Thù Lê liếc Hạ Tưởng một cái. Bây giờ đã bắt đầu thu phục con, quên mất người ngậm đắng nuốt cay nuôi con này hả? Hạ Tưởng liền ha hả mỉm cười. Tiêu Ngũ lái xe, Phượng Mỹ Mỹ ngồi ở ghế lái phụ. Hạ Tưởng một nhà ngồi phía sau. Phượng Mỹ Mỹ đi Bắc Kinh cùng với Tiêu Ngũ. Vốn là Hạ Tưởng bảo Tiêu Ngũ về thành phố Yến, Tiêu Ngũ nói thế nào cũng không muốn đi. Chuyện bất động sản Giang Sơn cũng giao cho Chu Hổ xử lý. Anh ta bây giờ là lái xe kiêm vệ sĩ của Hạ Tưởng. Nửa đường, lại nhận một cuộc điện thoại của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng có chút kỳ lạ khi thấy Phó Tiên Phong gọi đến, lại là Phó Tiên Phong đích thân ra mặt. Phó Tiên Phong cũng mời hắn đến nhà và nhấn mạnh rằng cha anh ta muốn trực tiếp cảm ơn hắn. Lại còn nói Phó Tiên Tiên còn đặc biệt đến toàn tụ Đức mua vịt quay cho hắn nữa. Ai nói Phó Tiên Tiên là một tiểu ma nữ vô tâm chứ? Từ lần đầu gặp gỡ cô ta mời hắn ăn vịt quay đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi. Cô ta vẫn nhớ và điều này khiến Hạ Tưởng không khỏi xúc động. Đối với lời mời thỉnh tình của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng muốn cự tuyệt nhưng lại thấy không hay lắm. Lý do của nhà họ Phó rất chính đáng lại rất nhiệt tình. Nếu như hắn không đi thì thứ nhất có vẻ toái thác, thứ hai nhất định là sẽ làm tổn thương Phó Tiên Tiên. Chỉ đành chần chừ một chút. Buổi trưa không đi được, phải ở cùng với Tự Phong, chỉ có thể vào buổi tối. Phó Tiên Phong rất vui vẻ đồng ý. Tốt lắm, vậy buổi tối. Đúng rồi, anh dẫn cả người nhà đến nhá. Dẫn người nhà đến dự tiệc, ý nghĩa không giống như bình thường nữa rồi. Đến nhà họ Khâu còn không có gì, đến nhà họ Phó cũng mang theo người nhà đến, dường như có chút quá nồng nhiệt. Nhưng nghĩ một chút, Hạ Tưởng vẫn quyết định đem theo người nhà đi, cũng là cho nhà họ Phó thấy và không nghi ngờ gì về mối quan hệ của hắn với Phó Tiên Tiên. Đến nhà họ Khâu, người ra nghênh đón chính là Khâu Tự Điệp. Khâu Tự Điệp hơi béo, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng một cái liền hỏi này hỏi nọ, ôm lấy Hạ Tưởng một cái. Sau đó cô mới nhìn Tào Thù Lê và Hạ Đông ở phía sau và tuyệt nhiên không cảm thấy hành động của mình lúc nãy là không phù hợp. Cô ta kéo tay Tào Thù Lê nói. Chậc chậc, thật sự là một đại mỹ nhân, chả trách Hạ Tưởng gặp các mỹ nhân bên ngoài thì không hoa mắt. Hóa ra là vì chị đã làm cho anh ấy điêu đứng rồi. Tào Thù Lê vì Hạ Đông mà rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nhưng cần phải biết rằng cô xuất thân từ nhà quan chân chính, tốt hơn rất nhiều so với Hạ Tưởng. Tuy không bằng Khâu Tự Điệp con gái nhà họ Khâu nhưng cô ấy cũng là thiên kim của thị trưởng thành phố và phu nhân thị trưởng. Phu nhân thị trưởng chưa đầy 30 tuổi, lại xinh đẹp như hoa. Trong nước này chẳng tìm được mấy người như vậy. Cho nên, cô cũng rất biết ăn nói. Chị cũng rất đẹp, da rất đẹp, mà lông mi vừa dài lại vừa cong. Thật là đẹp. Vấn đề của phụ nữ với nhau, đàn ông luôn không thể hiểu được. Hạ Tưởng không nghe ra được điều gì cả. Nhưng Khâu Tự Điệp thì vui sướng, lập tức có tiếng nói chung với Tào Thù Lê. Hai người cùng đến một chỗ, líu díu không ngớt. Hạ Tưởng lắc đầu cười, liền kéo tay của con, hai cha con khoan thai bước về phía trước, vừa bước đến cửa thì cánh cửa lớn mở ra có vài người bước ra. Người đi trước là Khâu Tự Phong, người phía sau là Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc làm sao lại ở nhà họ Khâu? Nếu như Mai Hiểu Mộc chỉ khiến Hạ Tưởng có một chút kinh ngạc thì người phía sau Mai Hiểu Mộc còn khiến hắn phải sợ hãi. Đó là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Mộc và Mai Hiểu Lâm cùng xuất hiện ở nhà họ Khâu, nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì là lạ.
Đây là sự thể hiện của mối quan hệ sâu sắc thêm giữa nhà họ Khâu và nhà họ Mai. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, biến cố bất thình lình này lại khiến hắn đối diện với một tai ương. Không phải là tai ương về chính trị mà là tai ương gia đình. Bởi vì nếu như Mai Hiểu Lâm dẫn theo Mai Đình nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ gọi hắn là cha. Trước mặt người nhà họ Khâu, mà mấu chốt là trước mặt Tào Thù Lê, hắn phải làm sao đây? Chương 898, quyết đoán thế nào? Khâu Tự Phong là ý gì đây? Sắp xếp như thế này không phải là muốn cố ý khiến hắn xuống đài sao? Khâu Tự Phong nhìn thấy Hạ Tưởng xấu hổ liền cười cười xin lỗi. Âm thầm vẫy tay, ý là không phải là anh ta cố ý sắp đặt như thế mà là sự trùng hợp mà thôi. Hạ Tưởng chưa bao giờ lo lắng như ngày hôm nay khi nghĩ đến việc có một bé gái như con bướm bay đến ôm chân hắn và gọi hắn là cha. Cũng may Mai Hiểu Lâm cũng nhìn thấy gánh nặng lo lắng của hắn liền ám hiệu mắt với hắn khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Cô không mang theo Mai Đình đến. Gặp mặt, hàn huyên, giới thiệu, về cơ bản là đều quen biết lẫn nhau. Chính là Tào Thù Lê và Hạ Đông cần Hạ Tưởng giới thiệu. Mọi người đều cùng khen ngợi vẻ đẹp của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng không cảm thấy gì nhưng Hạ Đông thì thấy rất kiêu hãnh. Mẹ đẹp nhất, mẹ của những người bạn mà con từng gặp, chẳng ai đẹp bằng mẹ cả. Lời của trẻ con là lời nói thật, những người có mặt ở đó, Khâu Tự Điệp không thể sánh với Tào Thù Lê còn Mai Hiểu Lâm cũng kém cỏi vài phần. Mùa thu Bắc Kinh, thời tiết mát mẻ, Tào Thù Lê mặc váy dài, tóc dài búi cao thể hiện vẻ trầm tĩnh xinh đẹp. Mai Hiểu Lâm ăn mặc trang điểm bình thường, phù hợp với thân phận của cô ta. Trong con mắt của Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm điềm đạm hơn rất nhiều. Cũng khiến cô ta thiếu chút dịu dàng của phụ nữ. Quan trường là một nơi rất tốt để rèn luyện. Mai Hiểu Lâm một khi say mê con đường làm quan thì cô sẽ bị cái không khí của quan trường che đi cái ý vị của phụ nữ, thiếu đi sự dịu dàng mà thay vào đó là sự lãnh đạm và cứng nhắc. Trong quan trường không cho phép một cán bộ nữ nói chuyện trên bục với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Cũng may, Mai Hiểu Lâm nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ khẽ gật đầu chứ không có biểu hiện gì lạ. Sau khi bắt tay, cô ta nói với Tào Thù Lê vài câu, không nhiệt tình như Khâu Tự Điệp nói với Tào Thù Lê mà rất lạnh lùng xa cách, phù hợp với thân phận hiện tại của cô ta. Đúng vậy, nghe nói Mai Hiểu Lâm hiện tại rất được Trịnh Thịnh tán dương. Cô ta đã lên chức phó giám đốc sở, có hy vọng 3 năm sau sẽ lên làm chính, ít nhất thì sẽ trở thành thị trưởng của một thành phố. Vài năm sau, sẽ trở thành một cán bộ ngôi sao sáng chói trong giới chính trị trong nước. Tào Thù Lê cũng đã từng gặp Mai Hiểu Lâm. Trong lễ kết hôn của cô, Mai Hiểu Lâm cũng tham gia. Cô không để ý lắm đến thái độ lạnh lùng của Mai Hiểu Lâm nhưng lại có chút khó hiểu với biểu hiện cố ý xa cách giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Khâu Nhân Lễ ở cửa đón chào, không bước xuống bậc. Hạ Tưởng bước về phía trước, biểu hiện sự cung kính. Xin chào Bí Thư Khâu. Khâu Nhân Lễ đưa tay ra về phía Hạ Tưởng, nói một cách oán trách. Sao lại là Bí Thư Khâu chứ? Sao lại xa cách thế? Hạ Tưởng hiểu ý, lập tức sửa ngay. Xin chào bác Khâu. Khâu Nhân Lễ mới cười ha hả sau đó nắm tay Tào Thù Lê. Tôi và Vĩnh Quốc tuy rằng không quen nhau nhưng cũng đã nghe tên của ông ấy. Có cơ hội thì nhất định muốn làm quen với ông ấy. Cháu quay về thì nói với ông ấy cho tôi gửi lời hỏi thăm. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Khâu Nhân Lễ là chính bộ, đến tỉnh Tề đảm nhiệm chức phụ bí thư tỉnh ủy, coi như là bước một bước vững vàng. Ông ta hỏi thăm đến phó bộ Tào Vĩnh Quốc, thể hiện thiện ý, hơn nữa, giọng điệu hết sức chân thành. Tào Thù Lê liền vội vàng nói. Đã sớm nghe Hạ Tưởng nói bác Khâu rất thân mật dễ gần, không làm cao. Cháu còn tưởng anh ấy nói dối. Không ngờ lại là thật, cháu sẽ quay về nói với ba cháu, chắc chắn là ông ấy sẽ rất vui. Ba cháu rất thích kết bạn đặc biệt là những người bạn độ lượng và tính tình tốt như bác Khâu đây. Khâu Nhân Lễ cười ha hả. Chả trách Hạ Tưởng đã sớm thành ra lập nghiệp, hóa ra là vì Vĩnh Quốc sinh ra một cô con gái tốt. Không sợ phải nói với cô, Thù Lê, ở Bắc Kinh không biết có bao nhiêu người có quyền có thế muốn nghe ngóng hỏi thăm Hạ Tưởng. Nói là Hạ Tưởng chưa kết hôn thì đều rất muốn anh ấy là con rể. Nhưng họ đều muộn một bước, mà không muộn 10 bước đấy chứ, đều kém xa con mắt của cháu. Tào Thù Lê vẻ mặt thẹn thùng, Hạ Tưởng liền trêu ghẹo nói. Bác Khâu nói sai rồi. Không phải là cô ấy có con mắt nhìn tốt mà là vì cháu quá hấp dẫn.
Gặp cháu một cái là yêu luôn. Là em theo đuổi anh trước đúng không? Tào Thù Lê liếc Hạ Tưởng một cái, vẻ mặt hạnh phúc. Đừng quá đắc ý, anh tưởng anh là người mà ai gặp cũng thích sao? Không tin. Khâu Tự Điệp cố ý nói to ra. Thù Lê, cô thực sự không tin. Cô bây giờ không cần Hạ Tưởng nữa. Tôi dám nói chắc rằng lập tức sẽ có hàng trăm cô gái ảo đến muốn lấy cậu ta. Tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng. Ha ha. Tất cả mọi người đều cười, Mai Hiểu Lâm cũng chỉ đành phụ họa cười theo, có nụ cười nhưng không có ý cười gì cả. Ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm tỏa sáng kia của Tào Thù Lê. Ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Làm khách ở nhà họ Khâu, khách và chủ đều vui vẻ, đến Hạ Đông cũng rất nổi bật. Lúc đầu cậu bé còn có chút gò bó nhưng lát sau thì quen dần, chạy tới chạy lui khắp nơi, trêu người này, đùa người khác. Đến cuối cùng, ngay cả Mai Hiểu Lâm dù không hứng thú lắm cũng trở nên thích Hạ Đông, còn kéo đôi tay nhỏ bé của Hạ Đông chạy vài vòng trong sân. Cậu bé Hạ Đông nho nhỏ, làm sao biết được những người xung quanh là ai? Nó chỉ để ý đến việc chơi cho vui chứ chẳng biết các cô các chú xung quanh, ai nấy đều là những nhân vật quan trọng. Mấy năm sau, thì lại là những ông quan to của tỉnh xuất hiện. Giờ ăn trưa, sau khi đã ngồi yên vị thì vang lên tiếng nhạc đệm. Khâu Tự Phong vốn là ở bên trái của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê ở bên phải. Sau đó Mai Hiểu Lâm lại ở bên phải Tào Thù Lê. Vốn là tiệc nhà, chỗ ngồi sắp xếp không quá coi trọng. Tùy ý là được rồi. Nhưng Mai Hiểu Lâm nhìn thấy Hạ Tưởng ôm lấy con và ở cùng với Tào Thù Lê, cùng nhau vui vẻ hòa thuận khiến cô thấy buồn phiền. Cô liền lấy cớ vì ngồi đầu gió nên đau vai nên đổi chỗ với Mai Hiểu Mộc. Khâu Nhân Lễ mắt sáng như đuốc, nhìn ra điều gì đó, nhưng chỉ cười thầm. Trong bữa tiệc, ông ta và Hạ Tưởng cũng mấy ly. Chỉ nói một số câu chuyện không quan trọng, nhưng Hạ Tưởng hiểu rõ rằng, Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc mà nhà họ Mai phái ra trùng hợp thế nào mà lại đến nhà họ Khâu làm khách. Chẳng phải là cái gì trùng hợp, với thân phận của nhà họ Khâu. Với sự khôn khéo của nhà họ Mai thì sẽ không tạo ra những sự sắp xếp không hợp lý. Sở dĩ có cục diện như hôm nay vẫn là có liên quan đến việc tiếp cận nhà họ Mai và nhà họ Khâu. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng có thể đoán được, sự xuất hiện của Mai Hiểu Lâm cũng là tuyệt chiêu của Mai Thái Bình, là nhắc nhở, là ám thị, chính là muốn cho hắn biết, hai nhà họ Mai và họ Khâu liên thủ hoan nghênh hắn. Hắn có nên thịnh tình đáp ứng hay không? Đáp ứng cái gì? Sau đó tự sẽ có người nói ra vấn đề. Đương nhiên, cũng có tâm tư của Mai Thái Bình bên trong. Vẫn là đừng để hắn quên Mai Đình. Mai Hiểu Mộc tìm một cơ hội, cũng nói với hắn vài câu. Đề tài không rời khỏi Nghiêm Tiểu Thì. Nghe ý của Mai Hiểu Mộc, Nghiêm Tiểu Thì đối với y vẫn là lạnh lùng. Về cơ bản, y đã gần hết hy vọng nhưng vẫn còn tia may mắn, muốn để Hạ Tưởng đưa ra chủ ý cho y. Chuyện tình cảm thật sự không miễn cưỡng được. Hạ Tưởng cũng không có biện pháp gì cả liền khuyên Mai Hiểu Mộc vài câu, đơn giản chính là mấy câu đưa đẩy, trên đời này thiếu gì hoa thơm của ngọt, sao lại phải yêu đơn phương một loài hoa. Rất cũ mà cũng chẳng có gì thuyết phục, hắn thực sự đâu phải là chuyên gia tâm lý về mặt tình yêu và hôn nhân cơ chứ. Bên trong vẻ mặt của Mai Hiểu Mộc không che giấu được sự bất đắc dĩ và thất vọng. Sau khi ăn xong, Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc cũng không ở lâu, cáo từ đi luôn. Hạ Tưởng biết rằng cha con nhà họ Khâu khẳng định là có điều muốn nói. Quả nhiên, sau bữa cơm và uống trà, Khâu Nhân Lễ liền đề xuất ý kiến đi ra vườn dạo. Mùa thu không khí mát mẻ, lại là thời gian sau chiều thoải mái nhất. Hạ Tưởng cùng Khâu Nhân Lễ, Khâu Tự Phong bước chậm chậm trong vườn. Bởi vì nguyên nhân trong lòng đã có quyết định, thế nên rất thoải mái. Khâu Nhân Lễ ở phía trước, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong ở phía sau. Khâu Nhân Lễ không nói chuyện. Hạ Tưởng liền nói nhỏ với Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong cười hi hi ha ha giải thích Mai Hiểu Lâm cũng là tức thời nảy sinh ra ý định đến nhà họ Khâu dự tiệc, cũng không có sự sắp xếp trước. Anh ta cũng nói chắc là bút tích của Mai Thái Bình, bảo Hạ Tưởng đừng hiểu lầm anh ta. Hiểu Lâm bây giờ trưởng thành nhiều hơn rồi. Khâu Tự Phong hơi xúc động nói, đưa tay hái một chiếc lá, nắm chơi trong tay. Nhưng có điều, cô đến gần với người của Đoàn Hệ thì tôi không thấy hay lắm. Đoàn Hệ hiện tại có xu thế rất lớn. Trong việc điều chỉnh quy mô lớn cán bộ cấp tỉnh vừa qua, xuất thân từ Đoàn Hệ đã chiếm 1/3, đã là hình thái người sau vượt lên người trước rồi. Hiện tại thế lực tổng thể đã vượt qua thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Hạ Tưởng gật đầu.
Đoàn hệ phát triển nhanh chóng có nguyên nhân khách quan của nó. Nhưng tôi không hề lo lắng việc thế lực của đoàn hệ lớn mạnh. Ồ, vậy cậu có cao kiến gì? Khâu Nhân Lễ chỉ đi trên đường không nói gì thì lại quay lại, nhìn Hạ Tưởng một cách hứng thú. Suy nghĩ của người trẻ tuổi luôn nằm ngoài mọi sự giải thích. Đặc biệt là cậu, có những cái khiến người ta kinh ngạc. Hạ Tưởng vội khiêm tốn xua tay. Bác Khâu đừng khen cháu thế. Bác khen cháu là cháu sẽ nói năng linh tinh đấy. Ha ha. Khâu Nhân Lễ cười vỗ vai Hạ Tưởng, vừa đi vừa nói. Coi như nói chuyện phiếm. Điểm khác biệt giữa đoàn hệ, hệ bình dân và hệ gia tộc chính là, chỉ là vì đều là những quan viên đi ra từ trung ương đoàn, chứ không phải là vì sự tương đồng quan niệm lãnh đạo nên mới trở thành một thể. Còn hệ bình dân và hệ gia tộc là xuất thân giống nhau và lại thêm điểm chung về quan niệm chính trị mới trở thành một thể. Đoàn hệ số quan viên tuy nhiều nhưng chỉ thể hiện ra họ đều có kinh nghiệm về công việc của đoàn thanh niên, chứ không thể hiện quan niệm chính trị giống nhau của họ. Có lẽ một số quan viên của đoàn hệ có khuynh hướng bảo thủ, có người lại cấp tiến. Khâu Nhân Lễ dừng bước chân, quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng. Một lúc lâu mới lại lắc đầu thở dài. Hai ngày trước đây bác có nói chuyện này với Thái Bình, bá cử. Mấy người nói chuyện hồi lâu mới đưa ra một quyết định, không ngờ cậu nói một cái là nói ra ngay được. Hạ Tưởng, bác không đánh ra nhầm cháu, quả nhiên là có ánh mắt chính trị siêu phàm. Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười. Nếu như không phải là hắn có cái nhìn xa rộng hơn người khác, là hắn hiểu biết về tương lai hơn người khác, nên biết được hướng đi đại thể của lịch sử, trước mặt Khâu Nhân Lễ, thái độ vẫn là phải rất đoan chính. Khâu Nhân Lễ hiện tại xem ra rất bình dị gần gũi, nhưng ông ta dù sao cũng là quan lớn vùng biên giới, nhân vật có thể quản lý một tỉnh trong nước, cũng chỉ có hơn 20 người mà thôi. Có thể đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, không chỉ cần có sự tán thành nhất trí của Trung ương, càng có chỗ hơn người trên chính trị. Khâu Tự Phong cũng nói, nếu như tôi có được ánh mắt và kiến giải của cậu thì chắc là bây giờ cũng là bí thư thành ủy rồi. Trong lúc cười nói thì đi đến dưới một giàn nho, nho mọc rậm rạp, phía dưới hình thành bóng râm, còn có một cái bàn đặt dưới đó. Trên bàn còn có ấm trà, ba người ngồi xuống, rồi lại nói một số chuyện ngoài lề. Khâu Nhân Lễ liền nhớ tới một điều gì đó, đột nhiên hỏi. Buổi tối có phải đến nhà họ Phó không? Chẳng có gì giấu giếm, Hạ Tưởng liền gật đầu. Cậu ở thành phố Lang những gì làm được thực sự là rất tốt. Đả kích được thế lực đen tối. Đó là điều người bình thường không làm được. Nhưng có người ném cậu vào thành phố Lang, cho cậu tự sinh tự diệt thì có chút không đúng lắm. Vẫn là cha con nhà họ Ngô lợi hại. Ra tay trong thời khắc mấu chốt lại hòa nhau một ván. Tôi nói cho cậu một câu này, cậu và nhà họ Khâu, họ Mai, họ Phó. Họ Ngô mối quan hệ cũng không tồi, là cơ hội tốt. Đừng đi đường vòng nữa, đường vòng của thành phố Lang quá nhiều nguy hiểm. Suýt nữa là cậu bị hại. Cách thức nuôi dưỡng người nối tiếp của hệ bình dân và hệ gia tộc không giống nhau, bởi vì người của hệ bình dân đều là tự phấn đấu một con đường riêng, từ bậc thấp rồi đến bậc cao đều rất chú trọng cái năng lực cá nhân này. Nhấn mạnh sự rèn luyện cá nhân, thế lực gia tộc có không ít người là xuất thân thái tử đảng. Sau người đều có thế lực gia tộc to lớn chiếu cố, gặp chuyện thì sẽ cầu viện lên trên. Ý ngoài lời của Khâu Nhân Lễ là cùng với hệ bình dân, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ té ngã. Bởi vì đối phương trong thời khắc mấu chốt sẽ không đưa tay ra kéo lấy bạn, chỉ khiến cho bạn tự mình đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn thôi. Nguy hiểm quá lớn. Mạo hiểm chính trị, có lúc chỉ cần có một lần sai lầm thì vạn kiếp không khôi phục lại được. Bình tĩnh mà xem xét. Lời nói của Khâu Nhân Lễ cũng không phải là không có lý. Nhưng người trong chốn quan trường, không chỗ nào mà không cẩn trọng cẩn thận, như một lớp băng mỏng, đều muốn hướng về phía trước, không chịu gặp nguy hiểm. Quả thật, mạo hiểm tuy quá nguy hiểm, nhưng có lúc thu lợi cũng lớn, là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Nhưng nói trắng ra Hạ Tưởng cũng không muốn mạo hiểm, cũng muốn chắc chắn làm chuyện thật tế làm chính sự. Nhưng mạo hiểm ở thành phố Lang là hắn không tự chủ được. Sau khi bị điều đến thành phố Lang thì đã bước vào nơi thị phi. Không thể không hai tay mở ra cánh cửa sinh tử. Sự lên chức sóng yên biển lặng, ai ai cũng đều muốn. Ngay cả Hạ Tưởng cũng không dám tự nhận hắn luôn luôn có thể tính toán không chút sơ hở. Sau đó, trải qua cửa ải đáng sợ nhưng không nguy hiểm. Ở thành phố Lang, hắn thiếu chút nữa là bị người ta hại đến không phản kháng lại được. Chỉ có thể lấy bạo trị bạo, không chút nương tay. Cũng có vài lần nửa đêm thức giấc,
hắn cũng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thân ở trong đó, cái dư vị bên trong, không thể nói ra cho người ngoài biết. Mỗi người đều có một mặt yếu ớt, Hạ Tưởng cũng thế. Ở thành phố Lang mâu thuẫn kịch liệt nhất, hắn làm sao không cầu xin sự trợ giúp của lão cổ. Mượn cả thế mượn cả lực, chẳng có cách nào, người khác đều có chỗ để dựa. Hắn chỉ đơn thương độc mã muốn làm chấn động một hòn núi lớn thì căn bản không có khả năng. Từ nội tâm mà nói, hắn không dám có cái nhìn bất mãn gì với thủ tướng ngồi yên không quan tâm. Nhưng ít nhất về sau ngẫm lại, cũng thực sự mấy lần mạo hiểm, nếu như có được sự hỗ trợ của cấp trên thì bước đi sẽ cao xa hơn, hắn cũng sẽ giảm bớt áp lực. Khâu Nhân Lễ rất thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự nguy hiểm và nhu cầu của hắn tại thành phố Lang. Nếu như hoàn toàn hướng về thế lực gia tộc, không đề cập đến sự trợ giúp của nhà họ Khâu và nhà họ Mai thì nhà họ Ngô cũng sẽ giúp đỡ hắn hết mức. Con đường của hắn nhất định sẽ rất vững vàng, thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều hoàn toàn dựa vào thế lực gia tộc thì cũng là một con đường không có đường lui. Nếu như hắn lớn mạnh lên nhờ vào một tay bồi dưỡng của thế lực gia tộc, vậy thì hắn hoàn toàn nghe theo thế lực gia tộc, trở thành người đứng đầu hàng ngũ giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc. Xem xét lâu dài một chút, thậm chí trở thành người tiếp nối thế lực gia tộc hơn nữa theo như quan niệm chính trị hiện tại của thế lực gia tộc, thế tất sẽ đứng ở vị trí người phát ngôn đối lập với lợi ích của dân chúng bình thường. Hạ Tưởng xuất thân hèn kém, không muốn vì riêng cá nhân mình mà trở thành một trong những thành viên của cái mà bao người gọi là chủ nghĩa tư bản quyền quý. Hơn nữa trong quan niệm chính trị của hắn, chủ nghĩa tư bản quyền quý cần phải dẫn dắt, cần phải tìm một con đường phù hợp nhất với thổ nhưỡng chính trị trong nước, thuận theo trào lưu lịch sử và tạo ra một gương lớn cho đất nước. Nếu không thì chỉ là đối lập với dân chúng bình thường, dễ dẫn đến sự mất khống chế xã hội. Đi thành phố Thiên Trạch là một cơ hội tốt. Khâu Nhân Lễ lại nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Mối quan hệ giữa Trần Khiết Văn và nhà họ Khâu thì cũng nói được. Mối quan hệ giữa Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh và nhà họ Khâu cũng rất tốt. Cậu tuy có chút mâu thuẫn với Quốc Hòa Thụy nhưng không đánh nhau thì không quen nhau, không cần để ở trong lòng. Một tầng hàm nghĩa khác của việc không cần để trong lòng, chỉ cần Hạ Tưởng giữ lập trường khuynh hướng về thế lực gia tộc, Quốc Hàm Dương và Quốc Hàm Thanh tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Cảm ơn lời dạy bảo của bác Khâu, cháu nhớ rồi. Hạ Tưởng rất thành khẩn tiếp nhận lời nói của Khâu Nhân Lễ. Điều hiện tại hắn muốn là nghe ý kiến từ nhiều phía. Từ đó thu hoạch được quan điểm tiến bộ cho chính mình, chứ không phản bác, không phân biệt. Khâu Nhân Lễ đứng dậy. Nghe nói công tác của Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây vẫn thuận lợi chứ. Tào Vĩnh Quốc hiện tại là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, xếp thứ ba ở bộ máy chính phủ tỉnh Tây. Mặc dù đang xếp ở vị trí gần chót nhưng cũng đã bước được một bước đi đáng mừng. Chủ yếu là Hạ Tưởng lần trước đưa ra một chủ ý hiệu quả cho ông ta về việc đầu cơ vốn lưu động than đá. Ông vừa nêu ra một cái ở Ủy ban Nhân dân tỉnh thì lập tức được Hình Đoan Đài nhiệt liệt hưởng ứng và được thực thi ngay. Sau khi thực thi thì vượt quá cả tưởng tượng, tỉnh Tây có thu hoạch lớn. Hơn nữa lại còn khiến cho Văn Châu ngậm bồ hòn. Tào Vĩnh Quốc trên người còn có chiến tích chói mắt. Hơn nữa lại thêm Hình Đoan Đài ra sức ủng hộ, địa vị của ông ta ở tỉnh Tây càng ngày càng được củng cố. Hạ Tưởng đáp một câu. Cũng được à. Khâu Nhân Lễ liền híp mắt mỉm cười. Nói không chừng có một ngày, tôi còn có cơ hội vào bộ máy cùng tiếng nói với Vĩnh Quốc. Trên đường trở về, Hạ Tưởng liền suy nghĩ mãi lời nói của Khâu Nhân Lễ. Cha vợ hiện tại là phó tỉnh, muốn vào bộ máy cùng tiếng nói với Khâu Nhân Lễ thì phải cùng là chức chủ tịch tỉnh. Lẽ nào nói rằng, ý của nhà họ Khâu là muốn lôi kéo cha vợ? Rất có khả năng. Nhà họ Khâu thất thế trong cuộc điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh. Tất nhiên muốn lấy lại trận địa. Nhưng muốn đánh tan cục diện hiện tại thì không có khả năng. Chỉ có lựa chọn trong lực lượng cấp phó tỉnh thôi, cha vợ vừa có năng lực, lại không bị các phái lôi kéo, đúng là người được lựa chọn phù hợp nhất. Mấu chốt hơn nữa còn có, lôi kéo cha vợ cũng chẳng khác nào cột hắn vào cuộc chiến của nhà họ Khâu. Một công đôi việc, đều là những nhân vật dày dạn kinh nghiệm, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười một cái, quay về sẽ khuyên cha vợ. Nếu như có người lôi kéo thì đừng vội biểu hiện. Rụt rè một chút để xem rõ tình hình rồi mới chọn vị trí đứng. Vừa mới trở lại khách sạn, chưa nghỉ ngơi được một giây. Phó Tiên Phong gọi điện thoại đến. Thị trưởng Hạ, tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Tôi cho người đi đón anh nhá. Không cần, tôi lập tức sẽ đến.
Hạ Tưởng không dám để người nhà họ Phó đến đón hắn. Nhà họ Phó thái độ càng thấp thì hắn càng khấp khởi không yên. Dù là hắn có ngụy trang là đã cứu Phó Tiên Tiên thì cũng có chút nhiệt tình quá độ. Dù sao hắn cũng từng có mâu thuẫn không thể điều hòa với nhà họ Phó. Đến nhà họ Phó, đã là thời gian mới lên đèn. Nhà họ Phó đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười liên hồi. Phó Tiên Phong tự mình đi ra nghênh đón coi như cho Hạ Tưởng thể diện. Vừa vào cửa, lại xuất hiện cảnh tượng khiến Hạ Tưởng kinh ngạc, người theo sát phía sau Phó Tiên Phong không ngờ lại là Ngô Nhược Thiên. Ngô Nhược Thiên vẻ mặt tươi cười, sau lưng anh ta còn có một người đàn ông trung niên, có nét trông giống Ngô Tài Dương, Ngô Tài Giang. Đúng là Hạ Tưởng chưa từng gặp ông lớn của nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà. Chương 899, di chuyển khác thường. Trong một ngày, liên tiếp xảy ra hai sự kiện khiến hắn giật mình, Hạ Tưởng biết. Sự điều chuyển cán bộ cấp tỉnh, không những khiến xếp hạng của bốn đại gia tộc có sự thay đổi, mà còn khiến cho quan hệ đối lập và liên hợp của họ, lại càng có thêm sự hỗ trợ và thay đổi mới. Nhưng nghĩ lại, trên thực tế giữa nhà họ Mai và nhà họ Khâu, vốn dĩ đã khá thân thiết với nhau. Chỉ có điều nhà họ Phó và nhà họ Ngô thân thiết với nhau quá nhanh, khiến Hạ Tưởng không ngờ được. Theo Hạ Tưởng thấy, nhà họ Ngô là một gia tộc đơn độc, không qua lại với ba nhà kia nhiều. Hơi có chút ý tứ tài trí hơn người, hơn nữa hai lần trước hợp tác với nhà họ Phó, thì cả hai lần đều khiến nhà họ Phó bại gia, nhà họ Phó không ghi thù mới lạ. Nhưng bây giờ hai cha con Ngô Tài Hà và Ngô Nhược Thiên cùng xuất hiện tại nhà họ Phó, lại còn cùng Phó Tiên Phong ra tiếp đón hắn, thật không giống bình thường. Có thể thấy quan hệ giữa nhà họ Ngô và nhà họ Phó, chắc chắn đã có nền tảng vững chắc. Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng bắt tay nhau, cũng không giới thiệu Ngô Tài Hà, liền bước đi. Để Ngô Nhược Thiên và Hạ Tưởng hàn huyên. Gã thấy Hạ Tưởng đến một mình, không dẫn ai theo, ánh mắt có vẻ phức tạp. Cuối cùng Hạ Tưởng cũng quyết định không dẫn theo Tào Thù Lê và Hạ Đông, cũng là do suy nghĩ cẩn thận, tiếng nói chung giữa hắn và nhà họ Phó không nhiều, không cần trong chốc lát tiến đến quá gần, giảm sóc trước một chút cũng tốt. Hạ Tưởng bắt tay Ngô Tài Hà, không xưng chức vụ. Chào bác Ngô. Ngô Tài Hà nhìn Hạ Tưởng đánh giá mấy lần, vẻ mặt hiền lành nói. Nhược Thiên đã nhiều lần nói tốt về cậu trước mặt tôi bảo nó học tập cậu nhiều hơn. Trận chiến Sơn Toàn Mỹ đánh rất đẹp, tôi cũng không dám tin một người trẻ như cậu lại có được thủ pháp lão luyện như vậy. Ngô Tài Hà hơi híp mắt, lúc lão nói chuyện, lúc nào cũng có vẻ cười tủm tỉm, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. So với sự cứng rắn và mạnh mẽ của Ngô Tài Dương, sự nhẹ nhàng của Ngô Tài Hà lại hoàn toàn khác hẳn. Lão giống như một người bề trên không hề có chút tự cao nào. Khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. Nhưng trong chốn quan trường, thường cần phải có chút tự cao, cần có chút đắn đo, nếu không người khác sẽ không đánh giá cao về bạn. Trừ khi bạn đã lên được vị trí đứng đầu, bạn không tự cao chính là gần gũi bình dị, chính là thân thiết quan tâm. Nhưng ở cấp sở hay cấp tỉnh, thì cần phải duy trì một sự thần bí và sự khác biệt, như vậy mới có thể đảm bảo được quyền uy và sự tôn trọng. Có lẽ do Ngô Tài Hà quá hiền từ và nhân hậu, nên khiến người khác không có nổi cảm giác sợ hãi. Không có cảm giác sợ hãi, liền không cảm thấy coi trọng người này. Khách khí vài câu, hàn huyên một lúc, Hạ Tưởng được đón vào bên trong. Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn ở giữa phòng khách, bên cạnh có một người, mặc váy dài liền thân, tóc dài buông ra, trầm tĩnh xa xôi, mang lại cho người khác một vẻ đẹp yên tĩnh. Hạ Tưởng suýt chút nữa không nhận ra, không ngờ cô là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên cũng có lúc điềm đạm nho nhã như vậy. Hạ Tưởng và ông cụ Phó cũng có tiếp xúc hai lần, một lần thì phải mang bộ mặt khách sáo, còn một lần lại nói chuyện trực tiếp, dù sao cả hai lần cũng không phải là những ký ức vui vẻ gì. Cũng may, mọi người cùng cảnh ngộ, đều biết trước khác nay khác, tuy ông cụ Phó chưa đứng dậy, chỉ gật đầu với Hạ Tưởng, nhưng trong mắt ông cụ, vẫn có sự nhiệt tình. Hạ Tưởng cũng cung kính hỏi thăm, rất khách sáo, rất xa cách. Nhưng biểu hiện được sự tôn trọng đúng mức. Ngược lại Phó Tiên Tiên luôn cúi đầu, cũng không biết cô đang làm bộ cái gì, mà cũng không dám nhìn Hạ Tưởng lâu, chỉ thản nhiên gật đầu. Ngồi xuống, trà được bưng lên, cái gọi là xã giao chẳng qua cũng chỉ là một vài việc theo khuôn khổ như cũ, nhưng tình cảm giữa người với người cũng được nuôi dưỡng dần trong những việc bình thường. Con người là động vật có tình cảm, gần gũi ai xa lánh ai, ngoài việc có những lợi ích giống nhau, thì sự gắn bó về tình cảm cũng rất quan trọng. Đương nhiên thân là một người làm chính trị, tình cảm lại là thứ không đáng tin cậy nhất, sự cung cung kính kính bên ngoài,
ai mà biết được sau lưng lại không mang hai ba ngọn dao. Sở dĩ Hạ Tưởng có thể ngồi uống trà trước mặt ông cụ phó, cũng không phải do ông cụ phó có tình cảm gì với hắn, mà hoàn toàn do có liên quan đến lợi ích. Thức ăn nhà họ Khâu quả thật không ngon như thức ăn nhà họ Phó. Ông cụ phó vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện ăn. Khẩu vị nhà họ Khâu hơi nhạt, thức ăn thiếu muối lại không có vị gì, tôi ăn không quen. Hoặc là mặn, hoặc là ngọt, không mặn không ngọt, sao có thể ăn được. Hạ Tưởng cũng không quá chú trọng đến chuyện ăn, hắn ăn sơn hào hải vị cũng được, ăn bánh mì dưa muối cũng no, nên đối phó với lý luận ăn uống của ông cụ phó, đành phải nở nụ cười. Được đón tiếp vinh dự quá, nên đến mùi vị thức ăn cũng quên mất. Ha ha! Ông cụ phó cười sảng khoái. Hôm nay Tiên Tiên cố ý vì cậu mua một con vịt quay ngon nhất, nhất định phải nhấm nháp một chút. Đừng lại quên mất mùi vị gì, dù sao cũng là tâm ý của nó. Hạ Tưởng hàm ơn. Thật ra không cần phiền phức quá, tôi ăn gì cũng được, không bắt bẻ. Nhưng cũng phải cảm ơn ý tốt của Tiên Tiên. Không cần cảm ơn nó, cảm ơn gì chứ? Nhà họ Phó chúng tôi đều phải cảm ơn cậu đã cứu Tiên Tiên. Ông cụ phó trịnh trọng nói một câu. Những ân ân oán oán trước đây đều đã qua rồi, từ giờ phút cậu cứu Tiên Tiên, cậu đã trở thành khách quý của nhà họ Phó. Phân lượng của câu nói này không hề nhỏ, nhưng Hạ Tưởng lại không làm nổi khách quý của nhà họ Phó, đang định nói khách khí mấy câu, ông cụ phó lại xua xua tay. Ơn cứu mạng lớn như trời, nếu nói những cái khác nữa thì cũng là dối trá, nào, ăn cơm, ăn cơm. Hạ Tưởng đành cung kính không bằng tuân mệnh, ngồi vào chỗ ăn cơm. Phó Tiên Tiên ngồi bên cạnh hắn, gắp thức ăn cho hắn, lại còn chọn những miếng thịt ngon nhất cho hắn, cẩn thận, dụng tâm, thân mật, chẳng qua cũng chỉ muốn Hạ Tưởng ăn nhiều một chút. Ở ngay trước mặt nhà họ Phó, hắn ít nhiều cũng cảm thấy không tự nhiên, may mà cha của Phó Tiên Phong, bác lớn và chú ba đều không có ở đây, nếu không áp lực lại càng lớn. Giữa Hạ Tưởng và nhà họ Phó, dù sao cũng đã từng có khúc mắt rất sâu, giữa người với người rất khó có được nụ cười xua tan thù hận. Ngô Tài Hà còn may, vẫn là bộ dạng cười tủm tỉm, dường như không hề quan tâm đến sự thân mật giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng. Ngô Nhược Thiên vốn dĩ không có lòng dạ sâu xa gì, ánh mắt cũng chỉ quét qua mấy lần, dừng lại trên người Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, vẻ mặt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Không cần phải nói, trong lòng Ngô Nhược Thiên đã biết rõ ràng quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Một bữa cơm, vừa ăn có mùi có vị vừa không mùi không vị gì. Có mùi có vị là vì những lời ông cụ phó nói không phải là giả, quả thật bữa cơm này rất ngon. Không mùi không vị là vì, một bàn những người ngồi cùng nhau, nhưng tiếng nói chung lại không nhiều, có ngăn cách, mà cũng xa lạ, mặc dù cũng có nói mấy lời với nhau, nhưng phần lớn đều có liên quan đến việc ăn uống, không đề cập đến những đề tài gì hay ho. Cũng bình thường thôi, vì hôm nay chỉ là một lần gặp thăm dò, muốn cùng nhà họ Phó có chung lợi ích, con đường sau này còn dài. Đương nhiên hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất mối quan hệ với nhà họ Phó cũng đã tiến thêm được một bước nhỏ, ít nhất trước mặt Hạ Tưởng ông cụ Phó cũng toát lên sự từ ái và khoan dung, ít nhất sự xuất hiện của Ngô Tài Hà và Ngô Nhược Thiên, chắc chắn cũng đã có được sự đồng ý ngầm của ông cụ Ngô, cũng gián tiếp cho thấy, nhà họ Ngô hy vọng hắn và nhà họ Phó bắt tay giảng hòa. Tay thì vẫn bắt, nhưng nói đến giảng hòa, Hạ Tưởng còn cần thời gian. Buổi tối sau khi trở về, Tào Thù Lê và Hạ Đông đã ngủ, họ được Liên Nhược Hạm dẫn ra ngoài chơi một vòng, cũng mệt rồi. Nhưng Hạ Tưởng lại chưa có ý định đi ngủ, ngồi một mình trong phòng, cũng không mở đèn, ngồi trong bóng đêm để suy nghĩ. Việc đến thành phố Lang nhậm chức cũng rất đột ngột, khiến hắn cũng không có nhiều sự chuẩn bị, nhưng việc đến thành phố Lang có điểm khác biệt là, đến Thiên Trạch nhậm chức, cho hắn đủ thời kỳ giảm sóc, cũng cho hắn có đủ thời gian để làm công tác giai đoạn đầu. Đồng thời cũng nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, lần đến Bắc Kinh này, nghiễm nhiên trở thành lời chú giải cho việc đến Thiên Trạch nhậm chức. Nhậm chức ở thành phố Lang khoảng một năm, sự liên kết giữa hắn và thế lực gia tộc cũng ít dần. Chỉ có một lần trao đổi ngắn ngủi với nhà họ Phó, nhà họ Mai lúc vừa mới bắt đầu xây dựng nông nghiệp mới, cho đến bây giờ vẫn chưa hề có sự đụng độ về lợi ích nào khác, và cũng không có điểm giao nhau nào về lợi ích. Thậm chí những mâu thuẫn với nhà họ Phó cũng vì thời gian dần qua mà phai nhạt đi nhiều. Nhưng khi chưa đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức, đột nhiên đúng lúc đó bốn nhà liên động, khiến mối quan hệ giữa hắn với bốn nhà đột nhiên đi lên, đương nhiên cũng có những nguyên nhân khách quan. Mà cũng khó đảm bảo không có nhân tố thúc đẩy phía sau,
là nhà họ Ngô, nhà họ Phó, hay là ai? Hạ Tưởng lại càng rõ hơn một điểm, thật ra bốn nhà cũng có ý muốn mượn thời điểm này để nắm động thái của hắn, gây áp lực với thủ tướng cũng tốt, thậm chí diễn kịch cho mọi người cũng xem cũng được. Dụng ý chính trị vô cùng rõ ràng, nói đùa, mọi người đều là người trong chốn quan trường, nhất cử nhất động đương nhiên đều có ý đồ bên trong. Còn có một điểm nữa, hắn luôn nhẫn nhịn không gọi điện thoại cho lão cổ, lão cổ cũng cứ im lặng như vậy. Với cách của lão cổ, cộng thêm thanh thế mà bốn nhà cố ý tạo nên, lão cổ sớm đã nắm được nhất cử nhất động của hắn ở Bắc Kinh, nhưng lại không nói gì. Hoặc là quá thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là thủ tướng đã hoàn toàn thất vọng về hắn, đã bỏ qua hắn. Hoặc là đang âm thầm quan sát hắn cũng chưa biết. Bắc Kinh về đêm, ồn ào náo nhiệt mà lại xinh đẹp. Thật ra ở Bắc Kinh và thành phố Yến, ít nhất Hạ Tưởng cũng không có cảm giác khác biệt quá lớn, đều là những thành phố ở phương Bắc, đều phát âm giống nhau, con người giống nhau, ngoài việc ở Bắc Kinh có những tòa nhà cao hơn, xe nhiều hơn, người nước ngoài trên đường cũng nhiều hơn ra, thì sự khác biệt đối với thành phố Yến cũng không khác biệt rõ ràng lắm. Bắc Kinh là thành phố cổ, còn thành phố Yến là thành phố mới, những thành thị trong nước đều có quy hoạch giống nhau, không có sự xây dựng thêm mới nào, cũng khiến cho những thành thị đều giống nhau, không thể không nói chính là một loại bi ai. Vì vậy nên ngành du lịch trong nước, du lịch thành thị chưa từng chiếm được thị trường. Thiên Trạch cũng là một thành phố du lịch, mặc dù có danh xưng là một trong 10 thắng cảnh trong nước, nhưng thực tế nguồn tài nguyên du lịch lại không hề phong phú. Ngoài một Lâm Viên Hoàng gia nổi danh ra, những cảnh sắc khác, thứ nhất không có quy mô, thứ hai không đặc sắc. Hơn nữa do nguyên nhân khí hậu, những phong cảnh khác cũng phát triển không nổi. Còn những sự phát triển đáng để được nhắc đến cũng rất ít. Công nghiệp bình bình, nông nghiệp cũng bình thường, khoáng sản nghèo nàn. Có thể nói trong 10 năm trở lại đây, cùng với thành phố chương trình anh tranh tôi đuổi, cuối cùng cũng chỉ có được danh hiệu nghèo nhất tỉnh Yến. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng cùng với Tào Thù Lê, Hạ Đông cùng đi du lãm Trường Thành. Tiểu Ngũ và Phượng Mỹ cũng là lần đầu tiên đến Trường Thành, hai người vui chơi có vẻ rất hứng thú. Mãi cho đến chiều, sau khi nhận được điện thoại của Liên Nhược Hàm, Hạ Tưởng mới quay về khách sạn, mệt đến nỗi hai chân như nhũn ra, thắt lưng rũ rượi, nằm trên giường không hề nhúc nhích. Nhưng không muốn nhúc nhích cũng phải nhúc nhích, Ngô Tài Dương có lời mời hắn đến nhà họ Ngô dự tiệc. Đến nhà họ Ngô thì không nên dẫn theo Tào Thù Lê thì tốt hơn. Liên Nhược Hàm cũng cố ý dặn dò, cô sẽ cùng mẹ con Tào Thù Lê đi mua quần áo. Nếu như Hạ Tưởng thì có đánh chết cũng không đi mua quần áo gì hết, leo Trường Thành cả ngày đã mệt gần chết, đâu còn có tinh thần gì. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ, mặc dù đó là một Tào Thù Lê tính tình nhạt nhẽo, nhưng hứng thú với quần áo đã vượt qua sự mỏi chân. Hạ Tưởng đem tấm thẻ ngân hàng trước đây Liên Nhược Hàm tặng hắn cho Tào Thù Lê. Dùng thoải mái đi, thích gì thì cứ mua, anh không thể đi cùng được, em cứ thoải mái tiêu tiền đi, nghe nói phụ nữ tiêu tiền là thấy vui. Tào Thù Lê cầm lấy, bỏ vào túi. Hình như thật sự chưa từng tiêu tiền của anh, lương của anh một tháng được bao nhiêu? Có đủ để em mua một bộ đồ lót không? Nụ cười trên mặt cô có vẻ bỡn cợt, rõ ràng có ý trêu chọc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, một tháng lương của hắn mới chỉ 2-3 ngàn tệ, nếu bàn về kiếm tiền, đừng nói khác xa một trời một vực với Liên Nhược Hạm, ngay cả Tào Thù Lê một năm cũng có thể kiếm được 5-6 triệu tệ, thật sự hắn không thể so nổi. Cũng do Hạ Tưởng không quá coi trọng tiền bạc, nhưng Phượng Mỹ Mỹ lại giải vây giúp hắn. Năm trước bất động sản Giang Sơn lãi đến mấy trăm triệu. Hạ Tưởng là một cổ đông ẩn danh lớn nhất của bất động sản Giang Sơn, Phượng Mỹ Mỹ nhắc tới, hắn mới chợt nhớ ra, thì ra hắn là người có tiền. Buổi tối, Hạ Tưởng tự mình lái xe đến nhà họ Ngô, để Tiêu Ngũ đi cùng Phượng Mỹ Mỹ, Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê, vừa làm lái xe vừa kiêm vệ sĩ. Mặc dù nói ở Bắc Kinh, không ai dám gây sự với Liên Nhược Hạm, nhưng có Tiêu Ngũ ở đó, mấy tuyệt sắc mỹ nữ cũng không bị mấy tên háo sắc không chồng quấy rầy. Đến nhà họ Ngô rồi, người ra đón là Ngô Tài Giang cũng không khiến Hạ Tưởng bất ngờ, nhưng người đi bên cạnh Ngô Tài Giang là Mai Thái Bình lại khiến Hạ Tưởng ngây ngốc tại chỗ, suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình. Cho đến lúc vẻ mặt tươi cười của Mai Thái Bình xuất hiện trước mặt hắn, không để ý đến quyền uy của một người đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hắn mới tỉnh lại, cũng ngượng ngùng cười. Sau khi cười xong mới hiểu ra, thật ra quan hệ giữa bốn đại gia tộc, trình độ phức tạp đương nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn.
không phải nói quan hệ giữa nhà họ Mai và nhà họ Khâu rất tốt đẹp, phải liên thủ đối phó với nhà họ Phó, thì nhà họ Mai cũng không thể qua lại với nhà họ Ngô. Cũng không phải nhà họ Ngô và nhà họ Phó nhanh chóng xích lại gần nhau, thì nhất định phải phân rõ giới hạn với nhà họ Mai, nhà họ Khâu. Giữ bốn nhà, cạnh tranh là cạnh tranh, hợp tác là hợp tác, nhìn tổng thể chính là tìm điểm chung, gác lại điểm bất đồng. Nhưng sự qua lại của bốn nhà gần đây, cho đến việc dung hòa và kết hợp giữa các cá nhân, khiến Hạ Tưởng biết được một việc rất nghiêm trọng. Chính là trong lần điều động cán bộ cấp tỉnh lần này, nhìn bên ngoài thì nhà họ Khâu thất thế, nhà họ Phó được lợi, nhưng nếu như không nằm ngoài tính toán của hắn, thực tế thế lực của cả bốn nhà đều giảm sút. Nhóm đoàn thể cũng được nâng thực lực, nhóm bình dân cũng có thể phá thành chiếm đất, chỉ có thế lực gia tộc lại bị tổn thương nghiêm trọng. Thì mới có hành động lạ thường trong thời gian quốc khánh này. Khí sắc của Ngô Tài Giang còn tốt, thấy Hạ Tưởng, bắt tay, lại vỗ vai Hạ Tưởng, nhưng không nói gì, kéo tay Hạ Tưởng vào trong nhà. Mai Thái Bình có lẽ buổi trưa đã uống không ít rượu, vẫn còn mùi rượu, nụ cười trên mặt vẫn đầy thâm ý, cũng không biết cười cái gì. Vào trong phòng mới phát hiện, người nhà họ Ngô đều ở đây, ngoài Liên Nhược Hạm ra, tất cả đều đầy đủ. Ông cụ Ngô ngồi giữa, bên trái là Ngô Tài Hà, bên phải là Ngô Tài Dương, phía sau là Ngô Nhược Thiên, còn có một người khoảng 20 tuổi, chắc là Ngô Nhược Cửu con trai của Ngô Tài Dương. Cộng thêm Ngô Tài Giang cùng đi vào với hắn, chính là toàn bộ thành viên gia đình của đệ nhất gia tộc Ngô gia đương triều. Bữa tiệc nhà họ Ngô long trọng như vậy, mọi người cùng có mặt, không chỉ đơn giản là lôi kéo Hạ Tưởng nữa, mà có một tầng ý nghĩa sâu hơn, chính là trong lòng ông cụ Ngô đã xem Hạ Tưởng là thành viên của nhà họ Ngô. Bởi vì Hạ Tưởng là người con rể mà nhà họ Ngô không thể công khai, nhưng trên thực tế đã là con rể. Ánh mắt Mai Thái Bình rất phức tạp, trong lòng có đủ các loại cảm giác. Chuyện nhà họ Ngô chấp nhận Hạ Tưởng đối với y mà nói, nửa vui nửa buồn. Hạ Tưởng là một minh tinh về chính trị trong số những cán bộ cấp sở, đang thời cơ đi lên. Không những thủ tướng vô cùng thưởng thức hắn, có ý cho hắn tham gia vào phạm vi thế lực hệ bình dân, mà nghe nói ngay cả thế lực đoàn thể cũng có người dò hỏi lập trường chính trị của Hạ Tưởng, có ý lôi kéo Hạ Tưởng tham gia hệ đoàn thể. Mặc dù Hạ Tưởng chưa có kinh nghiệm làm trong đoàn thể tổ chức, nhưng cũng không làm giảm đi sự thiện cảm và hứng thú của những lãnh đạo hệ đoàn thể đối với hắn. Nhưng nghe nói sau khi hệ đoàn thể biết được lập trường chính trị của Hạ Tưởng đang dao động giữa hệ bình dân và thế lực gia tộc, liền tạm thời từ bỏ ý định tiếp xúc với hắn. Chủ yếu là ông cụ Ngô chọn thời điểm ra tay rất tốt, nghe nói thủ tướng cố ý cho Hạ Tưởng ở lại thành phố Lang rèn luyện 2 năm, không ngờ ông cụ Ngô đột nhiên ra tay, điều Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, từ đó để Hạ Tưởng rời khỏi trốn thị phi ở thành phố Lang. Mai Thái Bình biết rất rõ dụng ý của nhà họ Ngô, truyền thống của thành phố Thiên Trạch luôn thuộc phạm vi của thế lực gia tộc. Để Hạ Tưởng dưới sự bảo vệ của thế lực gia tộc, yên ổn mà lên đến giám đốc sở, rèn luyện ở vị trí giám đốc sở vài năm, tạo nền tảng thuận lợi để hắn tiến lên phó bộ. Bây giờ tầm nhìn phải xa một chút, trước đây cấp trên cũng chọn nhân tài từ vị trí giám đốc sở để tiến cử vào cán bộ cấp tỉnh, bây giờ ngay cả vị trí phó giám đốc sở cũng đã có người nhắm đến rồi. Cũng do quan niệm chấp chính phân kỳ tăng lên, trong những cấp trên, về vấn đề làm thế nào để trị nước, làm thế nào để tiến thêm một bước trong việc cải cách mở cửa, cũng đã bắt đầu có mâu thuẫn. Quan niệm chính trị của bí thư và chủ tịch tỉnh đều đã khá vững, muốn thay đổi cũng không có khả năng, mà cán bộ sở là lực lượng trung kiên, đặc biệt là những cán bộ sở thân là bí thư thành ủy và thị trưởng, quan niệm chính trị của họ nên nghiêng qua phải hay hướng qua trái, còn hoàn toàn chưa xác định được. Mà họ lại là cán bộ dự bị cấp tỉnh, đặc biệt là những người nổi bật bên trong, càng khiến người khác chú ý, không được cấp trên chú ý thì không được. Càng không cần nói đến một người vừa được thế lực bình dân chú ý, lại được thế lực gia tộc không ngừng lôi kéo. Lập trường chính trị của hắn hướng về bên nào, không những khiến cho một bên nào đó có thêm một sức mạnh không thể bỏ qua, đồng thời còn mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn trong việc đả kích thế lực còn lại. Vì vậy thu phục được Hạ Tưởng, không phải không có ý nghĩa khách quan, cũng là một lối suy nghĩ lệ thường dưới hình thức cạnh tranh dẫn đến thế lực bình dân càng muốn có được Hạ Tưởng, thế lực gia tộc lại càng không buông tay, tầm quan trọng của Hạ Tưởng càng nổi trội. Cũng may, điều khiến Mai Thái Bình cảm thấy được an ủi chính là, Hạ Tưởng không vì vậy mà quên hết tất cả, vẫn bình tĩnh đối mặt với thế cục rối loạn. Cũng khiến y âm thầm cảm thán, quả thật là phong độ của một đại tướng, quả nhiên ánh mắt của các thế lực đều có điểm giống nhau.
Hạ Tưởng có thể được các thế lực coi trọng, cũng không phải không vì tố chất có thể vượt qua thử thách của hắn. Biết rõ nhà họ Ngô sớm muộn cũng chấp nhận Hạ Tưởng, nhưng tận mắt nhìn thấy ông cụ Ngô mở tiệc gọi cả nhà đến, Mai Thái Bình nghĩ đến Mai Hiểu Lâm, trong lòng lại không kìm nổi tiếng thở dài. Hôm nay y đến đây, là vì đã có hẹn với Ngô Tài Giang, cũng muốn thông báo cho mọi người biết, nhưng bây giờ y có chút hối hận vì hôm nay đã đến đây rồi, nên không đến mới đúng, nhưng sau đó lại nảy sinh một việc, khiến y cảm thấy may mà hôm nay đến đây. Chương 900, khiếp sợ, bất ngờ. Bởi vì ông cụ Ngô đột nhiên nói một câu. Khó có được dịp tập trung đông đủ như thế này, thật không dễ dàng. Trong nháy mắt đầu óc Mai Thái Bình quay một vòng, cười ha hả. Vừa may tôi có thể giúp mọi người chụp một tấm hình chung. Trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng, lời của Mai Thái Bình còn có ý khác, Ngô Tài Dương liệu có cảm thấy không vui không? Không ngờ Ngô Tài Dương khẽ chau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ dùng ánh mắt để trưng cầu ý kiến ông cụ. Ông cụ chậm rãi gật đầu, nói. Đề nghị của Thái Bình rất hay, tuổi tôi cũng đã lớn rồi, khó có được dịp đầy đủ như hôm nay. Ồ, Nhược Hạm không đến. Không đến thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Chụp một tấm hình chung được rồi, sau này không biết còn có cơ hội nữa không? Lời nói này thật sự u buồn, nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự vui vẻ. Mai Thái Bình liền giúp nhà họ Ngô chụp hình chung. Trong lòng y biết rõ, trong lòng ông cụ Ngô, chắc chắn muốn xem thành một bức ảnh gia đình. Lúc chụp ảnh, vốn dĩ Hạ Tưởng đứng ở mép ngoài cùng, nhưng lúc Mai Thái Bình sắp chụp, ông cụ Ngô lại vẫy tay bảo Hạ Tưởng đến, để Hạ Tưởng đứng bên cạnh. Ánh sáng lóe lên, ảnh được chụp lại. Từ tấm hình có thể thấy, Hạ Tưởng đứng bên cạnh ông cụ Ngô, vẻ mặt tươi cười, toàn bộ tấm hình tràn đầy vẻ hòa hợp. Người ngoài vừa nhìn vào, chắc chắn sẽ cho rằng là tấm hình toàn gia đình. Nhưng nếu quan sát kỹ, sắc mặt Ngô Tài Dương hơi tối tăm, phiền muộn không vui, vẻ mặt Ngô Tài Hạ ẩn sau nụ cười tủm tỉm cũng có vẻ bất mãn, Ngô Nhược Thiên cũng phụng phịu, rõ ràng không vui. Vốn dĩ ông cụ Ngô ngồi ở giữa, cũng không biết do Mai Thái Bình lấy cảnh, hay do tư thế của Hạ Tưởng vừa đúng khiến ông cụ Ngô nhường một chút, khiến Hạ Tưởng trở thành trung tâm bức hình. Nhiều năm sau, Mai Thái Bình còn nhiều lần nhắc đến bối cảnh lúc y chụp tấm hình này. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, khi y nói chuyện với mọi người, cũng nói rất say sưa. Trong đời người, có rất ít chuyện khiến người ta cứ nhớ mãi không quên được. Đặc biệt một người xuất thân trong gia tộc lớn như y, có trường hợp gì chưa trải qua, có chuyện gì chưa từng gặp. Có thể khiến y nhớ mãi trong lòng, chắc chắn chuyện đó ảnh hưởng sâu xa và lâu dài. Thật ra chuyện chụp hình lúc ấy cũng không gây sự xúc động quá lớn cho Mai Thái Bình. Nhưng điều khiến y mãi sau này cũng không quên được tấm hình hôm đó chính là một sự việc phát sinh cách đó không lâu, khiến y cảm thấy y rất may mắn vì chính tay mình đã chụp một bức hình toàn gia đình độc nhất cho nhà họ Ngô. Người nhà họ Ngô, Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, cùng ngồi ăn cơm, dường như là một nhóm rất kỳ quái, nhưng thật ra nếu nghĩ kỹ lại cũng sẽ thấy bình thường. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và người nhà họ Ngô thì không cần phải nói. Nhà họ Mai gần đây dường như cũng năng động quá mức, cũng do thế cục thay đổi gần đây mà thành. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm của nhà họ Mai có người bên hệ đoàn thể, khiến thế lực gia tộc và hệ đoàn thể cũng mềm mỏng đi một ít, cũng là một bước diệu kỳ mà nhà họ Mai đã đi xa hơn những nhà khác. Có Mai Thái Bình ở đây, không khí trên bàn cơm liền khá sinh động. Hơn nữa giữa nhà họ Mai và nhà họ Ngô cũng chưa từng có lúc nào không vui vẻ. Hạ Tưởng cũng có thể nhận thấy được, thái độ của Ngô Tài Dương và Ngô Tài Hà đối với Mai Thái Bình cũng không tồi, chỉ có thái độ của Ngô Tài Giang đối với Mai Thái Bình dường như hơi lãnh đạm. Hôm nay ông cụ Ngô cũng rất vui vẻ, rất tò mò với việc đấu trí đấu dũng giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần. Hỏi rất nhiều tình tiết, đặc biệt lại hỏi rất tỉ mỉ về quá trình Hạ Tưởng thu thập Tứ Tiểu Long trong khách sạn. Nghe được thủ đoạn Hạ Tưởng nhờ việc đánh tàn phế Tứ Tiểu Long khiến Lộ Hồng Chiêm kinh ngạc, ông cụ Ngô rốt cuộc mặt cũng đổi sắc, đập bàn, nói lớn. Hay, có gan có mưu, có lý có chứng, chính là vừa đấm vừa xoa. Ngô Tài Dương cũng đã nghe nói về những gì Hạ Tưởng đã làm ở thành phố Lang, nhưng tình tiết cụ thể thì cũng đến hôm nay mới được nghe, cũng gật đầu liên tục. Lúc quan trọng thì phải có những cử chỉ phi thường, có quyết đoán. Hạ Tưởng, cậu còn dám làm dám chịu hơn so với trong tưởng tượng của tôi vài phần. Trước đây gã cũng ở những tỉnh xa xôi, cũng đã từng có kinh nghiệm chống lại thế lực đen tối, nhưng gã cũng chưa có được bản lĩnh như Hạ Tưởng, nhưng lại có gan làm chuyện nguy hiểm hơn.
Mặc dù gã có thế lực gia tộc để cậy vào, nhưng lúc đầu cũng dựa vào bản lĩnh của mình để tiến từng bước lên vị trí cao hơn, vì vậy nên đối với một người có tố chất tự mình vượt qua thử thách như Hạ Tưởng, gã cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Thì ra Hạ Tưởng cũng có hào khí ngút trời, cũng khiến gã phải nhìn bằng cặp mắt khác. Đối với việc Hạ Tưởng, lừa gạt, Liên Nhược Hạm, cũng dần dần bớt ác cảm. Liên Nhược Hạm đã có một tuổi thơ không hạnh phúc, nếu gã còn khiến cô có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thì một người cha như gã cũng không nên làm rồi. Tùy Liên Nhược Hạm vậy, cô cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Mai Thái Bình cũng nói không ít, nói về những chuyện y hứng thú khi xưa, còn trêu ghẹo Ngô Tài Giang, nói lúc trước y và Ngô Tài Giang là hai công tử nổi danh ở Bắc Kinh, tính tình phong lưu, làm việc phóng đãng, cũng không biết khiến bao nhiêu người ghét. Bây giờ khi đã lớn tuổi, còn được bao nhiêu người còn nhớ những tật xấu của bọn họ thời đó. Chẳng phải bây giờ bọn họ đều là những quan lớn cấp tỉnh đó sao? Thật ra Mai Thái Bình không say, giả vờ say, để nói những lời không phải của người say, mục đích chủ yếu chính là làm cho quan hệ trở nên thân thiết hơn. Hiệu quả sự nỗ lực của y cũng không phải nhỏ, một người nói ít như Ngô Tài Giang cũng nói nhiều hơn, cũng bắt đầu kể chuyện xưa. Hạ Tưởng cũng nhận thấy điều gì đó, Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình đã từng có quá khứ không mấy vui vẻ. Mai Thái Bình muốn mượn cơ hội này để xóa tan ân thù. Sau khi ăn xong, ông cụ bảo Hạ Tưởng dìu đến thư phòng. Tôi cho cậu đến thành phố Thiên Trạch, là muốn cho cậu yên ổn 2 năm. Thành phố Thiên Trạch là một thành phố nghèo, chính vì nghèo, nên không có người ngó đến. Cậu ở đó 2-3 năm, rồi đến một nơi giàu có hơn làm bí thư, thì có thể gần như được bước vào cánh cửa phó bộ rồi. Ông cụ cũng vì trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận Hạ Tưởng, cũng đã quan sát sự giúp đỡ qua lại của Hạ Tưởng và ba nhà Khâu, Phó, Mai. Hơn nữa cũng vì Ngô Tài Dương trước đó cũng dò xét Hạ Tưởng, vì vậy lúc này mới nói một câu. Tôi còn thể sống 8 năm 10 năm, dù sao cũng phải đỡ cậu lên được ngựa, tiễn cậu một đoạn đường. Cũng chính là dọn một con đường làm quan thật rộng rãi cho Hạ Tưởng, chỉ cần Hạ Tưởng bước tiếp theo đó, thì phó bộ chắc chắn nắm chắc trong tay, còn trưởng bộ, thứ nhất xem cơ hội, thứ hai xem năng lực. Không biết vì sao, Hạ Tưởng cứ cảm thấy sát khí trên mặt ông cụ không tồi. Nhưng thực tế lại không bằng được trước kia, khi nói chuyện cũng lộ ra khẩu khí của người đã ở độ tuổi xế chiều. Con người đều là động vật có tình cảm, tiếp xúc nhiều với ông cụ rồi, trong lòng hắn lại yêu Liên Nhược Hạm nhất, trong lòng Hạ Tưởng, cũng đối đãi với ông cụ như ông nội mình vậy. Sức khỏe ông còn tốt lắm, chắc chắn có thể sống thọ 100 tuổi. Hạ Tưởng cũng không biết nói thế nào cho đúng, nên chỉ biết an ủi theo khuôn sáo cũ. Người già rồi, đều mong được sống thọ 100 tuổi. Nhưng mặc dù bây giờ khoa học đã phát triển, thật sự có thể sống thọ 100 tuổi liệu có được mấy người? Những lời lừa mình dối người thì luôn dễ nghe, nhưng trong chính trị, lại không thể có một chút nào lừa mình dối người, tất cả đều phải dựa vào thực lực và thế cục. Ông cụ lại cười khoát tay. Đừng nịnh tôi biết sức khỏe tôi không được mấy năm nữa, có thể sống thêm vài năm này, còn phải cảm ơn Liên Hạ. Ánh mắt ông cụ bỗng nhiên cười, dường như còn có chút trêu chọc. Nếu Liên Hạ có thêm một đứa em trai hoặc em gái, nói không chừng tôi còn có thể sống thêm được mấy năm nữa thật. Khụ khụ. Hạ Tưởng không ngờ ông cụ lại nhắc đến chuyện này, vẻ mặt trở nên ngại ngùng. Quan hệ của hắn và Liên Nhược Hạm dù sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuật, nếu không có nói cũng không sao. Nhược Hạm cũng có ý này, tôi cũng không có ý kiến. Thân là một nam nhi, lại không cảm thấy mệt mỏi, có ý kiến mới lạ. Mặc dù Liên Nhược Hạm không sợ vất vả, ông cụ Ngô cũng muốn đời thứ tư của mình được sinh sôi nảy nở. Hắn cố gắng phối hợp một chút, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chủ yếu là hắn có thể lĩnh hội được tâm tình của ông cụ. Trong 3 đời của nhà họ Ngô, chưa có người nối nghiệp thực sự, vì vậy nên mới mong mỏi đời thứ tư sẽ xuất hiện người tài giỏi một chút, sẽ dễ huấn luyện giáo dục hơn. Không ngờ câu tiếp theo của ông cụ, lại khiến Hạ Tưởng chấn động đến nỗi nín thở. Trong 3 đời của nhà họ Ngô, không ai bằng được cậu. Tôi cứ luôn nghĩ, nếu như giao hết sản nghiệp nhà họ Ngô vào tay cậu, liệu cậu có đồng ý hay không? Để những con cháu đời sau của nhà họ Ngô đều có thể dựa bóng cây lớn. Người trong nước đều có tư tưởng truyền thống nối dõi tông đường, đều biết suy nghĩ rất lâu dài cho con cháu đời sau, ông cụ Ngô cũng không thể ngoại lệ. Nhưng điểm khiến ông cụ quyết đoán là dám cho một người ngoài làm người nối nghiệp cho nhà họ Ngô. Điều này quả thật phải có tầm nhìn và dũng khí khác thường. Phần lớn những người dân trong nước,
tha rằng để sản nghiệp của mình mục nát trong tay con cháu, chứ không muốn chung tay với người khác để cùng phát triển. Các doanh nghiệp gia tộc trong nước đều chờ đến lúc phát triển lớn mạnh, bởi vì phân phối không cân bằng mà sụp đổ, đã không còn là chuyện hiếm. Nói ra Hạ Tưởng cũng không thể hoàn toàn xem là người ngoài, nhưng cho dù hắn là con rể quang minh chính đại của người nhà họ Ngô, thì cũng là khác họ. Thời cổ đại, chính là ngoại tông. Không cùng họ thì không đồng lòng, không ai lại giao sản nghiệp cho con rể, trừ phi là con rể dưỡng lão, nhưng cũng luôn phải đề phòng. Huống hồ nghiêm túc mà nói, Hạ Tưởng lại là con rể mà nhà họ Ngô không thể thừa nhận. Vì vậy cũng có thể thấy được điểm khác người của ông cụ Ngô, ông cụ có thể nghĩ đến việc giao nhà họ Ngô cho Hạ Tưởng, thì cũng phải có dũng khí để đối diện với áp lực thế tục, đồng thời cũng là sự tán thưởng đối với năng lực của Hạ Tưởng và sự tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Sau khi kinh ngạc, Hạ Tưởng rất cảm động, cũng rất trầm mặc. Tôi không thể đảm đương nổi trọng trách gánh vác nhà họ Ngô, ông nội, ông đã nâng đỡ tôi đã rất cảm kích. Hạ Tưởng có chút không biết làm thế nào mới tốt, vì ánh mắt của ông cụ rất kiên định, ngữ khí cũng kiên định. Hắn trấn tĩnh lại một lúc, nhưng cũng khó tránh khỏi bối rối. Trưởng ban Ngô còn trẻ, gã ít nhất cũng còn đương chức được 20 năm, 20 năm sau, đời thứ tư của nhà họ Ngô cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ. Ông cụ Ngô cơ bản không cho Hạ Tưởng cơ hội từ chối, tuy nhiên ông lại thở dài. Cậu cũng không cần nói nhiều nữa, quyết định của tôi không được Tài Dương ủng hộ cũng được, ngay cả Tài Giang và Tài Hà cũng tỏ thái độ phản đối, khiến tôi rất tức giận, đều ức hiếp tôi đã già rồi, nói gì cũng không có trọng lượng nữa. Tôi còn chưa chết, thì lời nói cũng còn có phân lượng. Chuyện này bất luận cậu đồng ý hay không, tôi cũng xem như cậu đã đồng ý. Chỉ cần qua được cửa của cậu, tôi mới có thể nói chuyện tiếp với Tài Dương, Tài Giang. Hạ Tưởng rất khó xử. Hắn có thể đáp ứng ông cụ trước như một kế hoãn binh, dù sao tâm nguyện của một ông cụ cũng không duy trì được bao lâu, bây giờ Ngô Tài Dương đang nổi lên, đợi ông cụ già rồi, gã có thể bứt phá ra. Nhưng với tình hình bây giờ, hắn chỉ cần đồng ý với ông cụ, có thể sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang, thậm chí còn bị nghi ngờ hắn cố ý mưu đồ gây rối. Nhưng không đồng ý, lại không đành lòng khiến nguyện vọng của ông cụ tan biến. Tôi, Hạ Tưởng vẫn dùng kế hoãn binh. Bây giờ đồng ý với ông thì vẫn còn quá sớm, đợi khi nào tôi lên được cấp phó bộ, thì đồng ý với ông cũng không muộn. Với cấp bậc hiện tại của tôi, cũng không thể phục chúng được. Ông cụ Ngô là người am hiểu, mỉm cười hàm xúc. Tôi biết cậu yêu thanh danh, lo rằng Tài Dương và Tài Giang sẽ có cách nhìn không hay về cậu. Được rồi. Không nói nữa, tôi cứ xem như cậu đã đồng ý rồi, công việc phía Tài Dương và Tài Giang do tôi giải quyết. Còn cậu sau này làm chuyện gì cũng xuất phát từ lợi ích của nhà họ Ngô là được rồi. Bắt đầu từ hôm nay cứ xem mình là một thành viên của nhà họ Ngô. Xem mình như là một thành viên của nhà họ Ngô, cũng có nghĩa là lập trường chính trị hoàn toàn hướng về phía thế lực gia tộc, việc gì cũng phải đứng trên lập trường thế lực gia tộc để suy xét. Cũng có nghĩa là hoàn toàn phân rõ giới hạn với hệ thế lực bình dân, đồng thời, lại đứng trên thế đối lập với Thủ tướng. Thủ tướng có thể hiểu được những gì hắn làm hay không, Hạ Tưởng không hề ôm hy vọng gì xa vời. Nhưng nếu ngay cả lão cổ cũng không hiểu được hắn, thì hắn phải làm thế nào để đối diện với sự hoài nghi và trở mặt của lão cổ? Phải thừa nhận, bên trong bốn nhà, thủ đoạn của ông cụ nhà họ Ngô là cao tay nhất, cũng có tính quyết đoán nhất. Nhà họ Ngô có thể giữ vững vị trí đứng đầu trong bốn gia tộc, thật sự có quan hệ rất chặt chẽ với tính quyết đoán này của ông cụ. Với cách nhìn của Hạ Tưởng, Ngô Tài Hà không hề có thiên phú chính trị, càng không cần nói, Ngô Tài Dương tuy có thủ đoạn và tâm cơ, nhưng lại ngay thẳng có thừa, không đủ nhẹ nhàng, dường như không có tố chất rèn luyện của người chuẩn bị bước lên vị trí lãnh đạo. Với phán đoán của hắn, Ngô Tài Dương còn có chút kém hơn Trần Phong, chứ đừng nói đến Tống Chiêu Độ. Còn Ngô Tài Giang lại có thừa sự nhẹ nhàng, không đủ thủ đoạn, hơn nữa dường như cũng không có đủ nhiệt tình với chính trị, đối với việc hướng đến một vị trí cao hơn, lại khá thản nhiên. Có lẽ cuối cùng Ngô Tài Giang cũng chỉ làm đến bí thư tỉnh ủy, sau đó thể diện một chút, rời khỏi với sự đãi ngộ của phó bộ. Còn Ngô Tài Dương có thể sẽ leo đến chức ủy viên chính trị trung ương, nhưng cũng có thể sẽ thất bại. Trong hai đời của nhà họ Ngô, chỉ có Ngô Tài Dương là người duy nhất có hy vọng tấn công vào các vị trí đứng đầu. Nếu gã thất bại, thì chính là nỗi đau mà nhà họ Ngô không thể chấp nhận được. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, ông cụ phòng ngừa rất chu đáo,
làm sao có thể không tính toán cho được. Nếu Ngô Tài Dương không thành công trong việc ứng tuyển vị trí ủy viên thường vụ chính trị trung ương, thì chỉ còn có thể hy vọng vào đời thứ ba có người gánh lấy trọng trách, chỉ e đó chỉ là một tác dụng chuyển tiếp, cũng đã đủ để chống nhà họ Ngô khỏi ngã, thuận lợi kéo dài đến đời thứ tư. Hạ Tưởng càng nghĩ càng khâm phục sự nhìn xa hiểu rộng của ông cụ. Nhìn qua như một khoản kinh phí lớn, nhưng thật ra lại là một cuộc mua bán có lời mà không lỗ. Bởi vì ông cụ Ngô đã nhìn thấu hắn, biết hắn thứ nhất sẽ không ham thế lực của nhà họ Ngô, thứ hai sẽ không ngó ngàng đến tài sản nhà họ Ngô, thứ ba bởi vì giữa hắn và Liên Nhược Hạm tình cảm thật sự sâu sắc, lại có Liên Hạ là kết tinh của tình yêu, cũng chính là đời thứ tư duy nhất của nhà họ Ngô hiện nay, cho dù thật sự giao sản nghiệp nhà họ Ngô vào trong tay hắn, cũng không phải không được. Hạ Tưởng không thán phục cũng không được, trong những lãnh đạo cấp trên mà hắn tiếp xúc, thủ tướng thì hắn hiểu không nhiều, không dám đưa ra kết luận. Nhưng những ông cụ của nhà họ Khâu, Phó, Mai, hoặc thủ đoạn không bằng, hoặc tầm nhìn không bằng, hoặc tính quyết đoán không bằng. Tóm lại, nếu so ba người với ông cụ nhà họ Ngô, quả thật người nào cũng có chỗ thiếu hụt. Bọn họ thất bại dưới tay ông cụ Ngô, cũng không oan uổng. Ông cụ Ngô tuy không trở thành người đứng đầu trong nước, nhưng thủ đoạn và mưu trí của ông, cộng thêm tầm nhìn nhạy bén, trong cảm nhận của Hạ Tưởng, là một người hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu. Lúc rời khỏi nhà họ Ngô, Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đều ra tiễn, đương nhiên không phải chỉ vì tiễn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không có mặt mũi lớn như vậy, mà còn vì tiễn Mai Thái Bình. Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đương nhiên biết Hạ Tưởng bị ông cụ gọi vào thư phòng để bàn bạc những gì. Vẻ mặt Ngô Tài Dương có vẻ thản nhiên, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Trong thần sắc của Ngô Tài Giang, có chút không vui. Hạ Tưởng cũng không thể giải thích gì, chỉ là lúc bắt tay với Ngô Tài Giang, dùng lực mạnh hơn một chút, kiên định nói với gã một câu. Chú ba, nhìn hành động đi. Một tiếng, chú ba, rất rõ ràng, Ngô Tài Giang sắc mặt hơi thay đổi, ngay cả Ngô Tài Dương sắc mặt cũng thay đổi. Mai Thái Bình vốn dĩ không cùng đường với Hạ Tưởng, nhưng lại nhất quyết mời Hạ Tưởng đi uống trà. Hạ Tưởng cũng biết những nghi ngờ trong lòng y, liền nói thẳng với y. Bí thư Mai, thật ra ông cụ Ngô tìm tôi cũng không nói gì, anh cũng không cần tò mò quá. Chỉ là chút việc riêng thôi. Muốn dứt đuôi Mai Thái Bình thật không dễ dàng như vậy, y liền cười. Bây giờ tôi không phải bí thư Mai gì nữa, tôi là Mai Thái Bình, là trưởng bối của cậu, tôi say rồi, cậu cũng nên cho tôi được giải rượu chứ. Hạ Tưởng không thể nói gì nữa, ai mà tin được đường đường là phó bí thư tỉnh ủy lại có bộ mặt vô lại như vậy. Nhưng Mai Thái Bình chính là Mai Thái Bình, từ trước đến nay chưa bao giờ làm cái gì lập dị hay làm ra vẻ. Y muốn thế nào thì làm thế ấy, cứ theo đuôi đến nỗi Hạ Tưởng thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói. Ông cụ Ngô tìm tôi là vì muốn tôi kiên định đứng về phía thế lực gia tộc. Mai Thái Bình tin rằng lời của Hạ Tưởng nói là thật, nhưng cho rằng Hạ Tưởng còn có điều giấu giếm. Chắc chắn còn nữa, không nói cho tôi biết phải không? Không nói cho tôi biết, ngày mai tôi sẽ bảo Hiểu Lâm đến Mai Đình gặp Tào Thù Lê, xem cậu sẽ xử lý thế nào. Hạ Tưởng đành phải đầu hàng. Được, ông lợi hại, ông cụ Ngô còn muốn đời thứ tư của nhà họ Ngô. Gánh vác trọng trách. Ha ha ha. Mai Thái Bình bỗng nhiên thoải mái cười lớn. Chẳng trách ông cụ đích thân ra mặt, Ngô Tài Dương ra mặt mỏng, nhưng cũng không thể nói gì. Mai Thái Bình cười xong, khoát tay áo, mãn nguyện bước đi. Y tự cho rằng mình đã thành công, thật ra lại bị Hạ Tưởng đùa giỡn một vố. Bởi Hạ Tưởng đã nắm được tâm lý của y, buông lỏng căng thẳng, lợi dụng một tin tức có thật về người gánh vác trọng trách, để lừa gạt tính hiếu kỳ của y, từ đó giấu đi một sự thật đích thực. Tiếp theo, Hạ Tưởng và người nhà du lãm một vòng Bắc Kinh, khiến không những Hạ Đông chơi rất vui vẻ, mà còn khiến Tào Thù Lê bình tâm hơn. Kỳ nghỉ quốc khánh đã trôi qua được một nửa, Hạ Tưởng lại gặp mấy người bạn nữa ở Bắc Kinh, dưới sự giới thiệu của Dương Uy, lại làm quen được một số người ở giới công thương. Sau đó hắn cùng hai mẹ con Tào Thù Lê quay về thành phố Yến, bởi Tào Vĩnh Quốc cũng quay về rồi, nói thế nào Hạ Tưởng cũng phải cùng Tào Vĩnh Quốc gặp mặt một lúc. Đương nhiên, cũng rất cần nói chuyện với Tống Chiêu Độ. Tóm lại hành trình ở Bắc Kinh xem như đạt được như mong muốn. Chỉ có một chuyện khiến hắn buồn bực, chính là không thể gọi điện thoại cho lão cổ được. Không phải không có ai nhận điện thoại, mà là gọi không được. Chuyện lạ. Tính cách của lão cổ là cho dù không thích cũng nói thẳng với người khác, lão không thể trốn tránh không gặp mặt, như vậy là làm sao?
Chuyện lão cổ tạm thời gác qua một bên, vừa đến thành phố Yến, vấn đề của tiểu cổ lại bày ra trước mắt. Tuy rằng có người chưa từ bỏ ý định, thông qua một con đường nào đó để tạo áp lực cho tỉnh ủy tỉnh Yến, hy vọng có thể xử lý bớt vấn đề của cổ Hướng Quốc, yêu cầu dùng hết khả năng để làm giảm áp lực tiêu cực, hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu rất không hợp lý. Chương 901, tâm sự, đàm phán. Hạ Tưởng rất không vui. Về cơ bản vụ án đang ở giai đoạn sơ thẩm, nếu còn chưa báo lên tỉnh ủy, còn nằm trong quyền hạn của ủy ban kỷ luật thành phố, sẽ có không ít người biện hộ ra mặt, muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng một khi đã lên đến ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, các cán bộ tỉnh rất yêu quý sĩ diện, sẽ không dễ dàng mở miệng cầu xin. Huống hồ bây giờ vụ án cổ Hướng Quốc đã trực tiếp bước vào giai đoạn tư pháp, còn có người ra mặt biện hộ, thậm chí còn tăng thêm áp lực, còn muốn bảo toàn thanh danh cho cổ Hướng Quốc, đồng thời nêu ra một yêu cầu không hợp lý là phán quyết đối với cổ Hướng Quốc tốt nhất không được quá 10 năm. Bất luận là ai gây áp lực, đều khiến Hạ Tưởng bất đắc dĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Với tội của cổ Hướng Quốc, phán tử hình đều vẫn còn khoan hồng, còn nói không được vượt quá 10 năm, ngụ ý là ngồi tù 1 năm, lại tranh thủ được giảm hình phạt xuống thành 3 năm, lại tìm thêm lý do sức khỏe không tốt, rồi phóng thích ra ngoài điều trị. Quả thực là một yêu cầu xem luật pháp như một trò đùa. Nhưng Hạ Tưởng lại không thể thừa nhận, có nhiều lúc những chuyện trong nước lại xảy ra theo hướng quyền cao hơn pháp. Pháp luật đứng trước quyền thế, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn kích thích. Đừng nói đến cấp trên lên tiếng, chỉ cần một câu nói của Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, Viện trưởng Tòa án Nhân dân tỉnh cũng không thể không đối đãi thật thận trọng. Thậm chí lời nói của Tống Chiêu Độ, gã cũng phải nghe. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Yến, vốn định nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng sau khi nghe được tin này, liền lập tức đến gặp Tống Chiêu Độ. Trong nhà Tống Chiêu Độ, khách quý ngồi chật nhà. Hạ Tưởng, Lý Đình Sơn, còn cả Cao Hải, mọi người khó có được cơ hội ngồi cùng nhau, cùng ngồi trên ban công, gió thu thổi mát mẻ, uống trà ngắm hoa. Trên ban công của Tống Chiêu Độ, có trồng mấy chậu hoa cúc, cúc vàng nở rồi, nhị hoa thơm ngát, Tống Chiêu Độ vừa tưới nước cho hoa cúc, vừa cười nói. Hoa là do Tiểu Phàm trồng, còn giao nhiệm vụ cho tôi, mỗi ngày phải tưới nước 3 phút, nhìn ngắm nửa giờ, không làm đúng theo yêu cầu của nó thì không được. Cậu nói xem tôi đường đường là một chủ tịch tỉnh, bây giờ lại bị con gái mình sai đến nỗi quay vòng, còn ra thể thống gì nữa. Ba, lại nói xấu sau lưng con nữa rồi, bắt đầu từ ngày mai, sẽ phạt ba mỗi ngày tưới nước 5 phút, ngắm hoa 1 tiếng. Tống Nhất Phàm lén lút xông ra, chỉnh Tống Chiêu Độ. Tay Tống Chiêu Độ run lên, bình tưới hoa suýt chút nữa rơi xuống đất. Dừng lại, có người ngoài ở đây, con nể mặt ba một chút đi, nếu không ba sẽ chờ con tốt nghiệp là gả con đi luôn, không cần giữ con lại càng thêm đáng ghét. Hừ, con không lấy chồng, con ngày nào cũng ở nhà để làm ba phiền chết. Tống Nhất Phàm bĩu môi, thở phì phì phản bác một câu. Cô mặc một bộ đồ hoa thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa, trẻ trung mà năng động, giống hệt như Tào Thủ Lê khi xưa. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Thời tiết cuối thu, có cảm giác hơi se lạnh, Tống Nhất Phàm ăn mặc có vẻ mỏng manh, nhưng sức sống trẻ trung của cô khiến cô như một khóm cúc tỏa ánh nắng dưới ánh mặt trời. Duyên dáng mà thướt tha, quyến rũ mà dịu dàng, tràn đầy sức sống của thiếu nữ mới lớn, nhưng lại tràn đầy sự sung mãn. Giống như một quả táo đỏ mà chưa đỏ, no đủ mà hấp dẫn người khác, nhưng lại khiến người ta không nỡ hái xuống. Điểm khác với Tào Thù Lê năm xưa là, Tống Nhất Phàm cao hơn cô một chút, eo nhỏ hơn, chân dài hơn nữa còn khỏe mạnh xinh đẹp hơn. Trên người không hề có khiếm khuyết, cánh tay và bắp chân, đều có vẻ mê người. Tống Nhất Phàm lại giữ chặt Hạ Tưởng. Hạ ca ca, cùng ra ngoài đi bộ với em, không nói những chuyện nhạt nhẽo với những người già này nữa. Ha ha! Lý Đình Sơn và Cao Hải cùng cười hiền, xem Hạ Tưởng làm như thế nào. Hạ Tưởng cũng cười. Tiểu Phàm, lúc anh tới phát hiện đầu phố vừa mở một cửa hàng đồ uống, nghe nói còn có bán kem Haixinda, rất ngon, giúp anh đi mua một cái được không? Không phải chứ, anh là đàn ông, sao lại thích ăn Haixinda? Tống Nhất Phàm vẻ mặt khoa trương nói. Đắt lắm đấy, em không có nhiều tiền như vậy. Hạ Tưởng móc móc túi, lấy ra 500 tệ. Cho em tiền, mấy người ngồi đây, mỗi người một cái. Họ cũng ăn. Tống Nhất Phàm càng không tin. Chà,
bọn họ không ăn đâu, đều già hết rồi, không ăn đồ tân triều đâu. Ai nói, chưa từng thử làm sao biết, em không mua về, làm sao chúng tôi có cơ hội để ăn. Hạ Tưởng lại tiếp tục đùa Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm bị lừa, cầm lấy tiền, vui vẻ đi ra ngoài, vẻ mặt còn rất hứng khởi, dường như ngay một lúc có thể trêu đùa mấy vị cán bộ lớn cấp tỉnh vậy. Tống Nhất Phàm vừa đi, Tống Chiêu Độ cũng than vãn. Lừa gạt cô bé, vẫn là Hạ Tưởng cao tay nhất. May mà nhân phẩm của cậu ấy còn tin được, nếu không nói thế nào tôi cũng không cho Tiểu Phàm và cậu ấy chơi với nhau. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, chủ tịch tỉnh chỉ nói đùa một câu, nhưng hắn thiếu chút nữa mồ hôi đã đổ ra ướt đẫm. May mà hắn và Tống Chiêu Độ quen biết đã mấy năm, quan hệ không phải bình thường, nếu không thật sự không thể đoán được lời nói của lãnh đạo rốt cuộc có ý gì. Lý Ninh Sơn cũng cười. Tiểu Phàm đi theo Hạ Tưởng cũng tốt, không yêu sớm, không trễ nãi việc học hành, bởi vì tầm nhìn của nó đã cao quá rồi, những người bạn cùng lứa tuổi thật sự không thể lọt nổi vào mắt nó nữa. Đúng vậy, chắc chắn chủ tịch tỉnh Tống cũng có suy nghĩ như vậy. Cao Hải cũng phụ họa nói theo. Bây giờ Lý Ninh Sơn là thị trưởng thành phố Thủy Hằng, làm việc ở Thủy Hằng thì sóng yên biển lặng, vô công rồi nghề, cũng khá nhạt nhẽo. Nền kinh tế của Thủy Hằng cũng xấp xỉ như thành phố Yến. Gã cũng không có ý định ở đó mãi, cứ lấy thêm kinh nghiệm vài năm nữa rồi tính. Cao Hải thì hơi khác, ở thành phố Yến gã là phó thị trưởng thường trực, tuy cũng là giám đốc sở, nhưng dù sao cũng không phải chức vụ chính. Mặc dù sau khi Vu Phồn Nhiên tiếp nhận chức vụ thị trưởng, quan hệ với gã cũng coi như khá tốt, đối với công việc của gã cũng khá tán thành. Nhưng Cao Hải ở thành phố Yến nhiều năm, sớm đã muốn tách ra quản lý một thành phố rồi, chỉ đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Bất luận là Lý Ninh Sơn hay Cao Hải, bây giờ nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt nóng bỏng thật sự không thể che giấu được. Nghĩ lại năm đó, khi Lý Ninh Sơn và Cao Hải đều là cục trưởng, Hạ Tưởng ngay cả cán bộ cấp phòng cũng không phải. Sau đó Lý Ninh Sơn từ cục trưởng được đặc cách đề bạt lên giám đốc sở, Hạ Tưởng lúc ấy mới là phó cục trưởng. Nhưng bây giờ, Lý Ninh Sơn vẫn ở chức vụ giám đốc sở mấy năm chưa thay đổi, dậm chân tại chỗ. Cao Hải tuy cũng tiến từng bước, cũng từ phó giám đốc sở lên được giám đốc sở, nhưng so với tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng, thì còn kém nhiều lắm. Tuy nhiên Lý Ninh Sơn cũng tốt, Cao Hải cũng tốt, không hề có ý tưởng ghen tị với Hạ Tưởng. Họ đều mừng thay cho Hạ Tưởng. Bây giờ Hạ Tưởng cũng là giám đốc sở, kém hơn bọn họ 10 tuổi, cũng đã cùng ngồi ngang hàng với họ, tiền đồ thật thênh thang. Thậm chí nói không hề khoa trương, sau này Hạ Tưởng tiến đến cấp tỉnh bộ hoặc cấp cao hơn, bọn họ là người dẫn đường cho Hạ Tưởng, thì mãi mãi cũng giữ một vị trí không nhỏ trong lòng Hạ Tưởng. Người của mình lên thì bao giờ cũng tốt hơn người của người khác lên. Lý Ninh Sơn và Cao Hải cũng lặn lội trong chốn quan trường mười mấy năm, vẫn còn phân biệt được rõ ràng mối quan hệ giữa thân cận và lợi ích. Buổi tụ hội hôm nay, vốn dĩ là một buổi gặp thoải mái hiếm thấy, nhưng vì vấn đề của Cổ Hướng Quốc, nên cũng khiến đề tài có vẻ trầm trọng hơn một chút. Áp lực phía tỉnh ủy rất lớn. Tống Chiêu Độ tưới hoa xong, xoa xoa tay, lại ngồi lên ghế. Vốn dĩ tôi không nên hỏi tiến triển vụ án, nhưng mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều nhận được ám thị phía Bắc Kinh, chuẩn bị liên kết nhau lại để gây áp lực cho Viện Kiểm soát và Tòa án Nhân dân tỉnh. Tình hình không lạc quan lắm. Bí thư Phạm có thái độ thế nào? Điều Hạ Tưởng quan tâm nhất chính là lập trường của Phạm Duệ Hằng. Gã dù sao cũng là nhân vật đứng đầu ở tỉnh ủy. Nếu gã vỗ bàn nói không được xử lý vụ án theo ân tình, thì chắc chắn sẽ có một vài ủy viên thường vụ chùn bước. Không tỏ thái độ. Tống Chiêu Độ hàm xúc mỉm cười. Không tỏ thái độ chính là mặc nhận, bí thư Phạm bây giờ rất khiêm tốn, rất thiết thực. Ở tỉnh Yến, tầng ý nghĩa khác của khiêm tốn và thiết thực chính là theo sát bước chân của Trung ương. Thực tế không có nơi nào trong nước lại giống như tỉnh Yến. Chấp hành rất nghiêm túc bất kỳ mệnh lệnh nào của Trung ương, chưa bao giờ có kẻ mặc cả gì. Những lãnh đạo trên Trung ương có không ít người thích tỉnh Yến, nhưng thích thì thích, nhiều hơn vẫn là lấy tỉnh Yến làm ví dụ, để phê bình những tỉnh không biết nghe lời. Vì vậy trong mắt không ít tỉnh, tỉnh Yến chính là loa truyền thông của Trung ương, đương nhiên trong đó còn có nhiều lời nói rất khó nghe. Hạ Tưởng lại hỏi, chủ nhiệm Lý liệu có đứng vững được trước áp lực này không? Thật ra bây giờ vụ án đã vào đến giai đoạn tư pháp, Lý Ngôn Hoàng thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lực ảnh hưởng của lão đã hạ đến mức thấp nhất. Đương nhiên còn có một điểm,
nếu Ủy ban kỷ luật tỉnh lại nắm giữ được những chứng cứ chính xác nữa, thì có thể dậy lên một làn sóng mới. Tôi và chủ nhiệm Lý trò chuyện cũng không nhiều lắm, suy nghĩ của ông ấy, tôi cũng không rõ lắm. Tống Chiêu Độ dựa vào ghế, vẻ mặt nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý. Hạ Tưởng hiểu ra điều gì đó, cười ha hả nói. Gần đây quả thực mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Ngô đã tiến gần hơn, nhưng mối quan hệ với chủ nhiệm Lý cũng vẫn giống như trước kia, không xa không gần. Tống Chiêu Độ cũng có ý lôi kéo Lý Ngôn Hoàng, nhưng bây giờ ông lại lực bất tòng tâm. Lý Ngôn Hoàng rất độc lập, có cá tính, dường như giữa ông và Lý Ngôn Hoàng chưa từng được xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp nào. Quan hệ với Cao Tấn Chu, Phù Phồn Nhiên thì còn có thể. Giữa người với người cũng còn chú ý đến việc có vừa mắt nhau hay không. Cho dù ông có được nhà họ Ngô coi trọng, Lý Ngôn Hoàng lại không mấy ấn tượng với ông cũng không có cách nào khác. Hơn nữa ông cảm thấy Lý Ngôn Hoàng cũng không hợp tính với mình. Còn có một điểm mà Hạ Tưởng biết rõ, Tống Chiêu Độ mượn việc nhắc đến Lý Ngôn Hoàng để bắt đầu một đề tài khác. Trên lập trường chính trị của Tống Chiêu Độ, càng có chiều hướng nghiêng về hệ bình dân, cũng là một trong những đại diện của hệ bình dân, quan hệ với Thủ tướng rất tốt. Ít nhất trong những nơi công khai, lập trường chính trị của hai người cũng rất giống nhau. Bởi vậy đối với quan hệ thân thiết của hắn với bốn đại gia tộc ở Bắc Kinh, nói có thành kiến thì quá nghiêm trọng, nói có nhận xét chắc chắn cũng là điều bình thường. Trình độ của Lý Đinh Sơn còn chưa bằng Tống Chiêu Độ, nói chuyện cũng không đến nỗi kiêng nể, trực tiếp hỏi thẳng Hạ Tưởng. Vốn dĩ là Thủ tướng giúp đỡ để đưa cậu đến thành phố Lang, bây giờ lại là nhà họ Ngô điều cậu đến thành phố Thiên Trạch. Cậu cũng xuất thân bình dân, sao lại có lập trường chính trị giống với thế lực gia tộc? Hạ Tưởng cũng không biết nên giải thích thế nào, có nhiều khi có nhiều chuyện càng im lặng càng tốt, giải thích càng rõ ràng, người khác ngược lại càng không tin. Hắn cũng tin với tư tưởng chính trị và sự hiểu biết của Tống Chiêu Độ về hắn, chắc chắn sẽ không nghĩ hắn dựa vào thế lực gia tộc là vì đầu cơ trục lợi, là muốn dựa vào cây lớn. Cái này, cũng có một vài nguyên nhân khách quan, và cũng có nguyên nhân chủ quan của cá nhân tôi. Tiến gần hơn với mấy nhà đó, chắc chắn cũng có suy tính về lập trường chính trị, nhưng cũng không hoàn toàn vì nhân tố chính trị, còn có những nguyên nhân khác. Hạ Tưởng liền hàm hồ giải thích vài câu. Việc dứt bỏ lập trường chính trị không nói, mục đích tôi làm chính trị cũng là vì nước vì dân, là vì muốn làm việc tốt và có ích, đồng thời dùng hết sức mình để ngăn cản những người làm việc xấu. Lập trường của tôi thật ra cũng không nghiêng về phía nào, từ trước đến nay vẫn kiên trì theo nguyên tắc của mình. Nếu tôi giấu giếm thậm chí thông đồng làm bậy, thì không bằng làm một thương nhân chẳng phải tự do hơn sao? Nếu người khác nói ra những lời như vậy, Tống Chiêu Độ sẽ xem như người đó nói láo. Lý Đinh Sơn và Cao Hải sẽ cho rằng người đó mạnh miệng, khoác lác. Nhưng những lời này do Hạ Tưởng nói, bất luận là một chủ tịch tỉnh như Tống Chiêu Độ, hay là một thị trưởng như Lý Đinh Sơn, hay một phó thị trưởng thường trực như Cao Hải, đều không hề nghi ngờ. Lại nghĩ về thân thế bây giờ và những gì Hạ Tưởng đã làm mỗi khi nhậm chức, thậm chí còn có vẻ kính nể hắn. Bất động sản Giang Sơn của Hạ Tưởng doanh thu hàng năm lên đến vài trăm triệu, còn có liên nhược hạm sau lưng hắn nắm giữ hơn 10 tỷ đô la. Nếu hắn không làm chính trị, cộng thêm với đầu óc kinh doanh của hắn, xây dựng một công ty buôn bán lớn không thành vấn đề gì, chắc chắn còn thành công hơn Thành Đạt Tài bây giờ. Thành Đạt Tài lại tự do hơn hắn, trong tay y có món tiền lớn, đi đến đâu cũng trở thành thần tài, đều được sự hoan nghênh của chính phủ địa phương, đều mặt cười hớn hở hy vọng y đầu tư. Nhưng Hạ Tưởng ở trong chốn quan trường, chẳng những phải ép mình theo người khác, mà còn phải chịu sự đè nén của nhiều đối thủ chính trị. Những kinh nghiệm trước đây không cần phải nói nữa, chỉ riêng thành phố Lang, đã có mấy lần khảo nghiệm sinh tử, hắn hà tất phải như vậy. Hắn không tham, làm quan không mong tiền bạc, khi đấu tranh với đối thủ chính trị, cũng không thừa cơ trục lợi. Sau khi đánh bại đối thủ chính trị, cũng không kể công. Nếu như hắn không có lý tưởng và khát vọng, làm sao có thể nghênh đón được những phong ba trong chốn quan trường từ trước đến nay? Người, làm chuyện gì cũng có mục đích, đều có dự tính. Trong suốt quãng đường đi Hạ Tưởng đã hạ gục không ít người, hoặc hắn là cái gai trong mắt nhiều người, nhưng nếu không có người gây khó chịu như Hạ Tưởng, quận Hạ Mã liệu có được phồn vinh như ngày hôm nay? Thành phố Lang liệu có được như ngày hôm nay? Cổ Hướng Quốc không ngã, Nga Ni Trần không suy sụp, thành phố Lang liệu có được một cục diện chính trị yên ổn đoàn kết hay không? Tất cả đều là công của Hạ Tưởng. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải thánh nhân, hắn tất nhiên không thể không có mưu cầu gì về chính trị.
hắn đi theo con đường chính trị, vì nước vì dân là một phần còn lại, cũng là lợi dụng quyền lực trong tay mình để những người thân sống thoải mái hơn, để bạn bè phát triển vững mạnh hơn. Nhưng nếu nhìn từ góc độ cao hơn, sự lớn mạnh của bất động sản Giang Sơn, tập đoàn Viễn Cảnh đã cắm rễ ở thành phố Yến, đều phù hợp với sự trưởng thành và phát triển của quy luật thị trường, có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy trật tự thị trường theo chiều hướng tốt hơn. Tống Chiêu Độ, Lý Đình Sơn và Cao Hải hầu như đồng thời nghĩ được rất nhiều vấn đề. Quen biết với Hạ Tưởng mấy năm nay, cũng tận mắt nhìn thấy từng bước phát triển của Hạ Tưởng, nhưng đến hôm nay biết được những suy nghĩ thật của hắn, trong mắt cả ba người, đều đầy vẻ kính nể. Bởi vì bọn họ đều hiểu được một điều, việc bọn họ lợi dụng quyền lực trong tay để trục lợi riêng, còn nhiều hơn Hạ Tưởng nhiều. Còn Hạ Tưởng mặc dù không thể nói hoàn toàn trí công vô tư, nhưng ít nhất tay chân của hắn cũng sạch sẽ, trong tất cả những cán bộ cấp sở mà bọn họ gặp, tuyệt đối chỉ có mình hắn. Thật ra cũng có liên quan đến việc Hạ Tưởng có một nguồn tài sản khổng lồ, nhưng cũng do những phẩm chất tốt đẹp của hắn. Tống Chiêu Độ đứng lên, nâng chén trà, nói. Nào, dùng trà thay rượu, kính Hạ Tưởng một ly. Lý Đình Sơn và Cao Hải cũng đứng lên, cùng nâng chén trà lên. Hạ Tưởng cũng có chút kích động, cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba người này trước tiên không cần nói đến cấp bậc, từ tình cảm cá nhân mà nói đều là trưởng bối của hắn. Hắn nhận không nổi, liền trịnh trọng kính lễ ba người. Chú Tống, chú Lý, chú Cao, các vị kính tôi là hại tôi, chính là không muốn sau này giúp gì tôi nữa. Hạ Tưởng vừa nói xong, cả ba liền cùng cười. Tống Chiêu Độ nói trước. Hay lắm, chúng tôi kính chính là cách làm người của cậu, chứ không phải vì chức vụ hay độ tuổi của cậu. Nào, uống chén trà này rồi, mãi mãi là bạn. Lý Đình Sơn thì không sao. Giữa gã và Tống Chiêu Độ vốn dĩ tâm đầu ý hợp, nhưng Cao Hải nghe xong lại vui mừng vô cớ, dường như Tống Chiêu Độ đã hoàn toàn chấp nhận gã. Gã vẫn luôn cố gắng để thâm nhập vào vòng tròn của Tống Chiêu Độ, bây giờ cuối cùng cũng được như ý muốn, đương nhiên vui mừng rồi. Bốn người cùng nâng chén, uống hết trà. Lần trò chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, không những khiến Hạ Tưởng được xếp vị trí thứ nhất trong lòng Tống Chiêu Độ, mà cũng mang lại ảnh hưởng mang tính quyết định đối với vận mệnh sau này của Cao Hải. Thậm chí có thể nói không hề khoa trương, đối với tiền đồ sau này của cả bốn người, đều có ảnh hưởng lâu dài. Sau đó, lại bàn đến chuyện làm thế nào để đối phó với áp lực của cấp trên. Mỗi người đều nói về cách nhìn của mình, sau đó kết luận cuối cùng là để Tống Chiêu Độ ra mặt thuyết phục Phạm Duệ Hằng, để Phạm Duệ Hằng lên tiếng. Chỉ cần Phạm Duệ Hằng mở miệng, Tòa án Nhân dân tỉnh có thể chịu được áp lực, chấp pháp theo lẽ công bằng. Hạ Tưởng lại hỏi đến An Hưng Nghĩa. Tôi có ý tưởng này, Mã Tiêu còn chưa nói ra, Mai Thái Bình cũng không tiện nói, khó khăn thì có, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Tống Chiêu Độ ăn ngay nói thật. Bí thư Phạm thì còn dễ nói, vấn đề bên ban tổ chức cán bộ cũng không lớn, khó chính là cái gật đầu của Mai Thái Bình. Lý Đình Sơn và Cao Hải liền nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chỉ đành khoát tay. Tôi thử, bí thư Mai bây giờ không giống trước kia nữa. Trước đây ông ấy đều làm theo ý mình, nhưng bây giờ suy xét vấn đề nhiều rồi, không dễ nói như trước đây nữa. Lý Đình Sơn và Cao Hải chỉ cười, không nói gì, ngay cả Tống Chiêu Độ cũng cười nhìn hắn, Hạ Tưởng biết cửa hôm nay không qua được, liền lấy điện thoại di động ra. Tôi hỏi. Điện thoại đã gọi được, Hạ Tưởng hỏi thăm trước, sau đó mới nói ra ý đồ của mình. Mai Thái Bình cười ha hả. Chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ. Nể mặt cậu quan tâm đến Hiểu Lâm và Mai Đình, tôi tiết lộ cho cậu một tin. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, lời nói của Mai Thái Bình mà truyền ra ngoài, người khác sẽ nói y không hề có nghệ thuật nói chuyện của một quan lớn cấp tỉnh, việc công và việc tư sao lại có thể nhập vào với nhau. Cho dù có lẫn lộn, cũng không thể nói ra bên ngoài. Ở Bắc Kinh vài ngày, hắn dành thời gian đi cùng Mai Hiểu Lâm và Mai Đình nửa ngày, thấy Mai Đình càng ngày càng xinh đẹp, gọi tiếng ba cũng rất thân thiết. Trong lòng hắn không phải không có cảm giác gì. An Hưng Nghĩa đến thành phố Lang tôi cũng không phản đối. Sau khi ông ta đi, vị trí phó thị trưởng thường trực thành phố Thiên Trạch, tôi cảm thấy để cho đồng chí Dương Kiếm tiếp nhận, cũng khá thích hợp. Mai Thái Bình không phản đối cũng vì có điều kiện tiên quyết, chính là Tống Chiêu Độ phải ủng hộ việc Dương Kiếm tiếp nhận chức phó thị trưởng thường trực thành phố Thiên Trạch. Dương Kiếm. Tống Chiêu Độ hơi chau mày, ánh mắt liền có vẻ bất mãn. Tính toán của Mai Thái Bình đã quá thông minh rồi. Sao vậy? Hạ Tưởng sững sờ một lúc,
chẳng lẽ Tống Chiêu Độ không thích Dương Kiếm? Chương 902, thỏa hiệp, điều kiện. Dương Kiếm, nam, 45 tuổi, bằng cấp đại học, tốt nghiệp Đại học tỉnh Tương Hệ tiếng Trung, đương nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy, ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy thành phố Thiên Trạch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì phải tới thành phố Thiên Trạch nhậm chức, lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành ủy Thiên Trạch, Hạ Tưởng đều xem qua sơ yếu lý lịch, tên của Dương Kiếm hắn cũng ghi nhớ sâu sắc, bởi vì y là trưởng ban thư ký thành ủy, là nhân vật hết sức quan trọng của thành ủy thành phố Lang, Hạ Tưởng tất nhiên nhớ rất tỉ mỉ. Bình thường xếp hạng ở trong thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy sẽ ở giữa gần cuối, không so được với phó thị trưởng thường trực xếp hạng ở phía trước. Nhưng vị trí trưởng ban thư ký thành ủy cũng rất trọng yếu, phụ trách rất nhiều việc của thành ủy, chuyển tiếp, hơn nữa tiếp xúc nhiều nhất với nhân vật số 1. Nhưng so sánh, nếu luận thực quyền vẫn là phó thị trưởng thường trực lớn, dù sao chính phủ cùng quản công tác, phê duyệt, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, v.v., nhất là phó thị trưởng thường trực lại chủ quản tài chính chính phủ, có thể nói quyền cao chức trọng, trong tay nắm quản rất nhiều hạng mục đại quyền sinh tử, quyền lực lớn, nhiều lợi ích thực tế, dễ dàng có thành tích. Từ trưởng ban thư ký thành ủy chuyển làm phó thị trưởng thường trực, ở mặt ngoài cấp bậc chưa thay đổi, nhưng trên thực tế vẫn là tiến lên một bước nhỏ, chủ yếu là quyền lực lớn không ít. Người làm quan, có chức không có quyền là bi ai, giống như một phó thị trưởng bình thường có khi còn không bằng cục trưởng của một cục lớn, nếu công tác của phó thị trưởng không được thị trưởng gật đầu và khẳng định của bí thư. Lẽ ra yêu cầu mà Mai Thái Bình đề xuất không quá đáng, vì sao Tống Chiêu Độ không vui? Lý Ninh Sơn nói ra nguyên do. Dương Kiếm năm đó ở tỉnh ủy công tác, quan hệ chặt chẽ với Cao Thành Tùng, từng vì Cao Thành Tùng đi theo làm tùy tùng bỏ ra không ít sức lực, tuy nhiên con người anh ta giỏi về chuyển theo hướng gió, vừa thấy Cao Thành Tùng có dấu hiệu rơi đài, liền lập tức sớm rời xa Cao Thành Tùng, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài cũng không bị liên lụy. Thì ra là thế, Hạ Tưởng biết rằng Tống Chiêu Độ chán ghét nhất là người năm xưa ở bên cạnh Cao Thành Tùng, có lẽ đã thành khúc mắc của ông, nhiều năm trôi qua như vậy, Tống Chiêu Độ đã là chủ tịch của một tỉnh. Vẫn là nhớ mãi không quên chuyện xưa năm đó, có thể thấy được là người đều có ngưỡng không qua được. Hạ Tưởng liền suy nghĩ từ trắc diện mà khuyên Tống Chiêu Độ hai câu, thỏa hiệp trên chính trị là chuyện rất bình thường, không có thỏa hiệp thì không phải chính trị rồi, còn chưa mở miệng, cửa vang lên, Tống Nhất Phàm đã trở lại. Tống Nhất Phàm xinh đẹp là xinh đẹp, khi điềm đạm nho nhã cũng có vẻ đẹp trầm tính, nhưng cô hoạt bát lên, thật giống một thằng nhóc, đầu đổ đầy mồ hôi, kéo tay áo, thở hồng hộc. Tóc cũng rối loạn, trên mặt còn có chút dơ, cũng không biết đã cọ ở đâu, mà bởi vì chạy nhảy, áo xốc lên, lộ ra phần eo trắng nõn. Đừng nói, Tống Nhất Phàm càng ngày càng mê người, tuy rằng hình tượng hơi không tốt, nhưng là một mỹ nhân thật sự. Nhưng hiện tại mỹ nhân này đã có chút bộ dáng xấu xa, cầm trong tay vài hộp kem Haixinda đưa cho mấy người Hạ Tưởng, vẻ mặt cười xấu xa. Mau ăn không được, không ăn em sẽ chơi xấu. Dù sao là mọi người kêu em đi mua mà. Tống Chiêu Độ tiếp nhận, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, chúng ta cũng phải theo sát nền bước thời đại, phải nhìn về phía trước. Hạ Tưởng tiếp nhận, dành trước ăn một miếng. Ăn khá ngon, ngon hơn nhiều so với mấy cây kem lúc nhỏ đã ăn, nhưng cũng quá mắc rồi, thỉnh thoảng ăn một miếng còn được, thường xuyên ăn thì ăn không nổi. Chủ tịch tỉnh Tống nói đúng, phải nhìn về phía trước. Chuyện đã qua thì qua rồi, mặc kệ là tốt là xấu, đều giống như cây kem thuở nhỏ, đã tan chảy từ lâu. Tống Chiêu Độ nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, cười ha hả. Còn cần cậu khuyên răn tôi sao? Cậu cũng thật cho rằng tôi là người tính toán chi ly sao? Tôi tức giận là giận Mai Thái Bình, không phải có gì bất mãn đối với Dương Kiếm. Mai Thái Bình không tiết lộ phong thanh trước, còn đánh Mai Phục, thông qua cậu mới cho tôi biết cách nghĩ của ông ấy, thì... Thì cái gì, Tống Chiêu Độ không có nói, ở trên cấp bậc của ông, có những lời không cần nói quá rõ ràng, ông cũng ăn kem Haixinda rất ngon lành. Hạ Tưởng cũng không nói tiếp, quan hệ giữa Mai Thái Bình và Tống Chiêu Độ vẫn không có gì đột phá, phỏng chừng cũng là hai người tính cách bất hòa, có một số việc miễn cưỡng không được, hắn cũng không muốn đứng giữa giật dây bắc cầu. Tuy nhiên mấy người cũng nằm ngoài dự kiến của Tống Nhất Phàm, ăn hết toàn bộ kem Haixinda, khiến Tống Nhất Phàm hô to hối hận. Sớm biết không kích tướng mấy người, để lại cho mình ăn thì tốt biết mấy. Nếu Dương Kiếm từ trưởng ban thư ký thành ủy chuyển làm phó thị trưởng thường trực, gần như là đã định rồi,
vậy thì thành ủy Thiên Trạch sẽ trống ra một vị trí mấu chốt của trưởng ban thư ký thành ủy. Hạ Tưởng liền động lòng, trước mắt sáng ngời. Chủ tịch tỉnh Tống, con người Trần Thiên Vũ này, ngài cảm thấy thế nào? Trần Thiên Vũ. Tống Chiêu Độ cúi đầu suy nghĩ, nghĩ ra rồi. Phó chủ tịch thường trực quận Hạ Mã, tính tích cực trong công tác rất cao, có năng lực, cũng có nhiệt tình. Tống Chiêu Độ đánh giá không thấp, nói rõ có hy vọng, Hạ Tưởng liền mỉm cười. Tôi ở Bắc Kinh gặp qua Trần Khiết Văn, một phụ nữ thế lực rất mạnh, cũng rất có tâm cơ, một mình tôi qua đó, e rằng công tác không dễ khai triển. Trần Thiên Vũ. Tống Chiêu Độ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như thoáng chút suy nghĩ. Chuyện này vẫn là do Tăng Chu ra mặt tốt hơn T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hạ Tưởng biết rằng, Tống Chiêu Độ không có phản đối chính là tán thành, liền gật đầu cười. Kem Haixinda, hôm nay mời rất đáng giá. Lý Ninh Sơn vỗ vỗ vai của Hạ Tưởng. Haixinda cái gì đó không thể coi là cơm ăn, bữa cơm đêm nay, cũng phải do anh mời. Có bao nhiêu người muốn mời Tống Chiêu Độ nể mặt ăn bữa cơm cũng mời không được, Hạ Tưởng có thể mời mấy vị dẫn đường trong quan trường ăn cơm, là ý phải có, liền hỏi. Chủ tịch tỉnh Tống, buổi tối ăn gì? Bánh mì loại lớn cuốn thịt. Tống Nhất Phàm đi lên liền khoát cánh tay của Hạ Tưởng, ngẩng mặt, vẻ mặt khí thế. Thế nào, ba đồng ý thì theo sau, không đồng ý, con cùng Hạ ca ca đi ăn, mặc kệ ba. Được, chủ tịch tỉnh Tống trước mặt người khác uy phong bát diện đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ cười, cũng mặc kệ quy củ quan trường gì đó, đi theo sau Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm, ngoan ngoãn đi ăn bánh mì loại lớn cuốn thịt gì đó. Tào Vĩnh Quốc sau khi trở về, chỉ ở lại thành phố Yến một ngày thì đi Bắc Kinh rồi. Quan cao cấp phó tỉnh, ngày lễ ngày Tết không đến Bắc Kinh tuyệt đối là chuyện không bình thường, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải. Trước khi đi, Hạ Tưởng cùng ba vợ xâm nhập giao lưu tình thế trước mắt, cũng hàm xúc nói tới thiện ý của Khâu Nhân Lễ, Tào Vĩnh Quốc kinh nghiệm quan trường, tất nhiên biết không có chuyện tốt trên trời rơi xuống miếng bánh, cũng liền ngầm hiểu, bật cười ha hả cho qua chuyện. Ba vợ đi hoạt động ở Bắc Kinh, thăm hỏi thủ trưởng, liên lạc cảm tình, Hạ Tưởng tự không cần quan tâm, thời gian ba vợ ở trong quan trường dài hơn hắn, quen biết người cũng nhiều hơn hắn không ít. Tuy nói ba vợ cũng rất vui mừng đối với chuyện hắn sắp nắm quản một thành phố, khen thưởng hắn vài câu, hơn nữa khích lệ hắn không ngừng cố gắng và không kiêu ngạo, không nóng vội, tranh thủ trước 35 tuổi tiến phó bộ, hắn cũng nói vài câu lời nói hùng hồn, thực tế ở sâu trong tâm, đối với chuyến đi đến thành phố Thiên Trạch vẫn là không ôm lạc quan quá lớn. Thành phố Thiên Trạch không có Nga Ni Trần, không có Cổ Hướng Quốc, hơn nữa hắn là nhân vật số 2, thị trưởng của một thành phố, cho dù Trần Khiết Văn đối với hắn có chế ước, cũng có hạn, ở trong sự vụ của chính phủ, hắn có thể một lời mà định, trực tiếp đánh nhịp, quyền uy của thị trưởng vẫn là chân thật đáng tin. Nhưng tình trạng kinh tế của thành phố Thiên Trạch là chỗ để cho hắn lo lắng, hắn cũng không muốn giống như lời của ông cụ Ngô gia, ở thành phố Thiên Trạch lấy 2 năm kinh nghiệm lý lịch. Hắn muốn chính là làm quan một lần tạo phúc một phương. Chẳng sợ chỉ vì một bộ phận người mang đến hy vọng, cũng không uổng làm quan một hồi. Thành phố Thiên Trạch ở phía Bắc Bắc Kinh, là một trong 2 thành phố cấp địa thành phố cấp 3 kinh tế không phát triển nhất của tỉnh Yến, ở trên trình độ lạc hậu giống như thành phố Chương Trình. Bởi vì nguyên nhân ở phía Bắc Bắc Kinh, hơn nữa bản thân không có điểm sáng kinh tế gì, bình thường rất ít được tỉnh ủy chú ý. Tỉnh Yến đều có một nhận thức chung. Chính là ánh mắt của tỉnh ủy bình thường chỉ tới Bắc Kinh, phía Bắc Bắc Kinh thì lựa chọn xem nhẹ. Thành phố Chương Trình và thành phố Thiên Trạch, nghĩa rộng mà nói đều ở phía Bắc Bắc Kinh. Ông cụ Ngô gia điều hắn đến thành phố Thiên Trạch, chỉ sợ còn có một dụng tâm, từ thành phố Lang có thể trực tiếp trở về thành phố Yến, mà từ thành phố Thiên Trạch muốn về thành phố Yến, tất nhiên phải đi ngang Bắc Kinh, ý là khiến hắn về sau phải để mắt nhiều hơn đến Bắc Kinh, suy nghĩ Bắc Kinh trước. Sau đó mới quan tâm tỉnh ủy. Nếu thật sự dựa theo sắp xếp của ông cụ, sau khi hết nhiệm kỳ ở thành phố Thiên Trạch, có lẽ sẽ cho hắn đến Bắc Kinh rèn luyện thêm 2 năm. Trước mặc kệ suy tính trên chính trị như thế nào, trên kinh tế, phải làm gì đó, dù sao là nơi hắn lần đầu đảm nhiệm thị trưởng, không vì dân chúng địa phương làm chút cống hiến, cũng không phải tính cách của hắn. Hạ Tưởng ở nhà nghiên cứu suốt một ngày về triển vọng của thành phố Thiên Trạch, vẫn là không tìm ra manh mối. Không khỏi hơi hơi đau đầu. Mắt thấy kỳ nghỉ quốc khánh 1/10 sắp hết, còn có 3 ngày cuối,
Tào Thù Lê bỗng nhiên đề nghị muốn về thành phố Đan Thành một chuyến, nói muốn thăm cha mẹ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe xong thầm kêu hổ thẹn, rốt cuộc là đàn ông, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ xong thì luôn bận rộn các hạng mục công việc, không ngờ không nghĩ tới phải về nhà thăm hỏi, thật là hổ thẹn làm con trai của người ta. Cũng là cha mẹ luôn mãi dặn dò, nếu bận thì không cần trở về, kỳ thật hiện tại Hạ Tưởng thân là cha của người ta, cũng biết tâm trạng cha mẹ khát vọng nhìn thấy con trai. Hắn lúc này quyết định lập tức trở về thành phố Đan Thành. Hạ Đông nghe nói được gặp ông nội bà nội, cũng rất vui mừng, cho dù ông bà nội đối với nó mà nói chỉ là một khái niệm, nhưng nhìn các bạn nhỏ khác luôn ở cùng ông bà nội, cũng rất ngưỡng mộ. Cả nhà lập tức xuất phát, sau hơn 2 tiếng thì tới Đan Thành. Cả nhà Hạ Tưởng bất ngờ trở về, khiến vợ chồng Hạ Thiên Thành mừng rỡ. Không chỉ có như thế, lập tức dẫn đến chấn động ở viện người nhà ký túc xá Đan Thành nhất kiến. Bởi vì rất nhiều người trước kia đối với Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch quận, bí thư quận ủy gì đó không có khái niệm gì, còn tưởng rằng giống như chủ tịch quận của thành phố Đan Thành, cùng lắm là cấp huyện, sau này Hạ Tưởng tới thành phố Lang đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, nhưng ở trong mắt bọn họ, vẫn là trợ thủ vốn không có thực quyền. Hiện tại thì khác rồi, sắp làm thị trưởng rồi, là nhân vật số 1, tin tức truyền đến Đan Thành nhất kiến, chấn động toàn bộ viện người nhà, người đến chúc mừng Hạ Thiên Thành nối liền không dứt. Ngay cả Tổng Giám đốc của Nhất Kiến cũng mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến thăm Hạ Thiên Thành, và nói Hạ Thiên Thành nhà ở đơn sơ, Nhất Kiến quyết định cung cấp một căn nhà mới 120m² ở khu chung cư mới xây dựng cho Hạ Thiên Thành, giá cả theo giá gốc. Trương Lan hơi động lòng, Hạ Thiên Thành chống đỡ hấp dẫn, khéo léo từ chối, ông còn răn dạy Trương Lan, nói không thể làm mất mặt con trai. Con trai lớn bây giờ là thị trưởng, là lãnh đạo cao cấp, làm cha mẹ không thể làm vướng chân con. Lão nhị Hạ An cũng tới phó cục trưởng, hơn nữa lại ở bên cạnh lãnh đạo thành ủy, càng không thể làm chuyện lộn xộn, mù quáng gây chuyện. Hạ Thiên Thành liền tự hạn chế, ông cũng biết hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ông, phải đề phòng phạm sai lầm. Hạ Thiên Thành cả đời không có được việc, hai con trai lại càng ngày càng có tiền đồ, mới là chuyện khiến ông an ủi nhất lúc tuổi già, đừng thấy ông không có văn hóa gì, cũng không có kiến thức rộng lớn, nhưng cả đời ngay thẳng, và không tham lam. Cũng là tính cách của ông đã ảnh hưởng Hạ Tưởng không ít, Hạ Tưởng trong xương cốt mới có một mặt chính nghĩa và cố chấp. Hạ Thiên Thành liền ước pháp tam trương đối với bản thân, không nhận quà đến nhà, không nhìn vào ân tình mà hứa hẹn lung tung, tất cả ân tình qua lại mọi thứ không gây phiền toái cho con trai làm điều kiện tiên quyết. Hạ Thiên Thành cả đời lấy Hạ Tưởng là niềm tự hào, ông rất rõ ràng, chính là bởi vì Hạ Tưởng, Hạ An mới có địa vị hôm nay, cũng chính bởi vì Hạ Tưởng. Ông già rồi mới nhận thức được cái gì gọi là được người ta tôn trọng. Đối với Hạ Tưởng trước khi lên nhậm chức tranh thủ thời gian về nhà, ông vô cùng vui mừng, cảm thấy con trai làm quan lớn rồi, nhưng càng hiểu chuyện hơn trước kia, làm cho ông cảm thấy rất an ủi khi về già. Đương nhiên, cũng có một mặt rối ren, chính là sự tình tới khá đột nhiên, ông không có chuẩn bị gì, ngay cả thức ăn cũng chưa mua. Còn có một điểm, cũng không biết ai nhiều chuyện cố ý la lên một tiếng. Kết quả toàn bộ viện người nhà đều chấn động, quen biết hay không quen biết, đều ùn ùn chạy ra vây quanh cả nhà Hạ Tưởng chật như nêm cối. Hạ Tưởng trở về chỉ mang theo 2 chiếc xe, hắn một chiếc, mấy người Tiêu Ngũ một chiếc, Tiêu Ngũ là nhất định muốn theo, y lo lắng cho Hạ Tưởng, cho dù Hạ Tưởng trở về thành phố Đan Thành, làm sao có nguy hiểm gì, nhưng y vẫn phải theo tới, Hạ Tưởng cũng bó tay với y. Tiêu Ngũ chính là biểu lộ tình anh em. Hắn không thể coi Tiêu Ngũ là cấp dưới. Hạ Tưởng bị các hương thân vây quanh, cũng chỉ đành xuống xe đi bộ. Tào Thù Lê cũng rất có lễ phép xuống xe, mang theo Hạ Đông chào hỏi các hương thân. Đám người liền hoan hô một trận, có người chật chật khen ngợi, nói là sống lâu như vậy chưa từng thấy qua thị trưởng trẻ như vậy. Cũng có người liên tục cảm thán, thị trưởng tuổi trẻ anh Tuấn, thị trưởng phu nhân tuổi trẻ xinh đẹp, thật sự là giống minh tinh điện ảnh. Hạ Đông thấy nhiều người vây quanh như vậy, chẳng những không luống cuống, còn rất tò mò nhìn xung quanh. Tào Thù Lê bảo nó chào hỏi mọi người, nó liền rất có bài bản mà phất cánh tay nhỏ, bước khoan thai, bộ dáng như vậy, chọc cho mọi người cười to không ngừng, nói là ba không có tướng quan, không có cái giá, con trai thì giống như quan lớn. Từ cửa viện người nhà tới nhà, khoảng 200 mét, Hạ Tưởng đi nửa tiếng, không thấy phiền mà bắt tay với mọi người, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Thái độ rất tốt, nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến mọi người thầm gật đầu,
không phải người mà giàu lên thì sắc mặt thay đổi thành tiểu nhân đắc chí. Hạ Tưởng đứa nhỏ này, không quên cội nguồn. Khi sắp đến cửa nhà, mấy chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi chạy tới, trước là cục trưởng công an thành phố Đan Thành từ trên xe xuống, sau đó là bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Vương Tiếu Mẫn. Hạ Tưởng thấy Vương Tiếu Mẫn vẻ mặt nhiệt tình, đành phải bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, người ta là lòng tốt, nhưng hắn chỉ là trở về nhà thăm hỏi cha mẹ, không cần phải hưng sư động chúng, ồn ào đến cả thành đều biết. Vương Tiếu Mẫn dưới sự hộ tống của cảnh sát, tách ra đám người đi tới trước mặt Hạ Tưởng, cười ha hả. Thị trưởng Hạ, tôi biết cậu không kiên nhẫn, không muốn gặp tôi, nhưng tôi chính là đến phiền cậu cũng không có cách nào. Là không có cách nào, hắn và Vương Tiếu Mẫn là bạn cũ, hơn nữa bí thư thành ủy người ta đến thăm thị trưởng là hắn, cũng coi như là rất nể mặt. Từ khi Hạ Tưởng làm chính trị tới nay cũng về nhà vài lần rồi. Từ trước tới nay không có gây động tĩnh ồn ào giống như lần này, cũng không trách hắn, không chỉ vì hắn là thị trưởng, cũng vì ba vợ là phó chủ tịch tỉnh. Sau khi vào trong nhà ngồi xuống, Hạ Thiên Thành căn dặn Trương Lan đi mua đồ ăn, bị Vương Thiếu Mẫn nghe thấy được, cũng rất là bất mãn nói. Lão Hạ, thị trưởng Hạ tới Đan Thành, tôi không mời cậu ấy ăn cơm, là sơ suất của tôi. Tôi mời rồi, thị trưởng Hạ không đi, chính là cậu ấy không nể tình. Được thôi. Cài thẳng cái mũ to như vậy, Hạ Tưởng đành phải vươn hai tay. Ngài là bí thư, tôi là thị trưởng, ngài là nhân vật số một, tôi phối hợp công tác của ngài. Vương Tiếu Mẫn cười ha ha. Đi, đến khách sạn Đan Thành, không có người ngoài, chỉ mấy người bạn. Hạ Tưởng vốn không muốn đi, hắn trở về là đoàn tụ với ba mẹ, thời gian quốc khánh xã giao đã đủ nhiều rồi, không muốn xã giao thêm nữa, nhưng Vương Tiếu Mẫn thịnh tình không thể chối từ. Hạ An lại là thư ký của y không đi không được. Người trong quan trường, thật đúng là không tự chủ được. Cuối cùng đành phải cả nhà lên trận, cùng xuất động. Tới khách sạn, lại náo nhiệt một phen, mới ngồi xuống. Hạ Thiên Thành hiện tại coi như là kiến thức rộng rãi, không hề luống cuống giống như trước đây, chủ yếu cũng là đủ lòng tin, con trai là thị trưởng, con dâu là thiên kim của chủ tịch tỉnh, lưng của ông cũng cứng hơn nhiều. Vương Tiếu Mẫn mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng, cũng không chỉ bởi vì Hạ Tưởng sau này tiền đồ rộng lớn, y rất có tất yếu phải tiếp tục tăng thêm tình nghĩa cá nhân giữa hai người, đồng thời cũng là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hạ Tưởng, y muốn cùng thành phố Thiên Trạch liên kết tổ chức lễ hội văn hóa du lịch. Năm đó chính là bởi vì sáng ý của Hạ Tưởng, dự án du lịch văn hóa câu chuyện thành ngữ thành phố Đan Thành lên ngựa, là Nghiêm Tiểu thì đầu tư, hiện tại triển vọng còn rất rộng lớn, nhưng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thành phố Thiên Trạch cũng là thành thị truyền thống du lịch, cùng thành phố Đan Thành một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, một nơi bắc nhất, một nơi nam nhất, nếu liên kết tổ chức một lần lễ hội văn hóa du lịch, khẳng định có thể kéo ngành du lịch tiến thêm một bước thịnh vượng. Vốn là công tác thị trưởng nên phụ trách, nhưng Vương Tiếu Mẫn tự nhận cùng Hạ Tưởng quan hệ tốt, thị trưởng thành phố Đan Thành ra mặt, Hạ Tưởng chưa chắc dụng tâm, hơn nữa chiến tích vẫn là rơi vào tay mình thì tốt một chút, y liền đích thân ra mặt. Hạ Tưởng và Vương Thiếu Mẫn ngồi cùng một chỗ, Hạ An ở phía sau tiếp khách. Y nhìn ca ca hiện tại đang cùng bí thư Vương cùng ngồi cùng ăn, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa hạnh phúc, có một ca ca như vậy, là may mắn của y, cũng mang tới áp lực cho y, khiến y cố gắng gấp bội, ra roi thúc ngựa đuổi theo Hạ Tưởng. Cũng là bị Hạ Tưởng ảnh hưởng, Hạ An đối với chính mình yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, cho nên vẫn rất được Vương Thiếu Mẫn tín nhiệm và thưởng thức, y hiện tại đã là phó cục trưởng. Lại thêm 1-2 năm bí thư Vương vừa đi, y thả ra ngoài tới cục thành phố làm cục trưởng, hoặc là đi xuống huyện là chủ tịch huyện, thuận lợi phủ chính, cục trưởng thực chức phỏng chừng vấn đề không lớn. Con đường về sau càng thêm rộng lớn. Nhìn Hạ Tưởng chậm rãi mà nói chuyện với bí thư Vương, Hạ An trong lòng âm thầm tăng sức mạnh, một ngày kia y cũng nhất định có thể giống đại ca, trở thành thị trưởng của một thành phố, làm quan một lần, tạo phúc một phương. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là một bữa xã giao không có ý nghĩa, không ngờ nghe thấy đề nghị của Vương Tiếu Mẫn, lập tức trước mắt sáng ngời, hắn đang lo từ đâu xuống tay đánh vang trận đầu tiên sau khi đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức, Vương Tiếu Mẫn liền đúng lúc đưa lên gối đầu. Đương nhiên, không có chuyện tốt trên trời rơi xuống miếng bánh, Hạ Tưởng cũng không hàm xúc hỏi. Bí thư Vương, có điều kiện gì kèm theo không? Chương 903, kết thúc, ly biệt. Không có. Tuyệt đối không có. Vương Tiếu Mẫn hàm xúc cười, còn nâng ly kính Hạ Tưởng. Nào, kính thị trưởng Hạ một ly.
quy củ quan trường là cấp trên bình thường không kính cấp dưới, nếu kính, cấp dưới nhất định lo sợ vì được sủng ái mà đứng lên, còn phải biểu hiện kinh sợ mới được. Hạ Tưởng và Vương Thiếu Mẫn là cùng cấp, nhưng Vương Thiếu Mẫn dù sao cũng là bí thư, hắn cũng thích hợp mà hạ thấp thái độ, hai tay bưng ly lên nhẹ nhàng cụng ly với Vương Thiếu Mẫn. Bí thư Vương kính rượu, không dám không uống, nhưng uống rượu phải có cái cớ, ngài kính tôi, kính cái gì? Nếu Hạ Tưởng là thị trưởng của thành phố Đan Thành hắn nói như vậy, Vương Thiếu Mẫn nếu không đủ độ lượng, thì có khả năng lập tức bỏ ly xuống. Nhưng Hạ Tưởng là thị trưởng thành phố Thiên Trạch, lại là khách do Vương Thiếu Mẫn mời đến, Vương Thiếu Mẫn cũng không dám ở trước mặt Hạ Tưởng ra vẻ. Cho nên Hạ Tưởng vừa thốt lên xong, những người ở đây thay đổi sắc mặt, e sợ cho bí thư Vương bất mãn với lời nói của Hạ Tưởng. Không ngờ Vương Thiếu Mẫn vẻ mặt bình tĩnh, đừng nói biến sắc, ngược lại hiểu ý mỉm cười. Biết ngay chuyện gì cũng không gạt được anh, Liên Hợp tổ chức lễ hội văn hóa du lịch, tôi quả thật có một điều kiện không lớn không nhỏ. Hạ Tưởng bưng rượu, không uống, cũng không buông, liền cười. Rượu của bí thư Vương cũng không dễ uống, tôi bưng trong tay, cảm thấy phân lượng rất nặng, rượu này có phải đắt quá hay không? Không đắt, không đắt. Vương Thiếu Mẫn thấy Hạ Tưởng đoán được đại khái, cũng không đánh mai phục nữa. Thành phố Đan Thành miễn phí tuyên truyền du lịch cho thành phố Thiên Trạch, thành phố Thiên Trạch cũng tuyên truyền miễn phí du lịch cho thành phố Đan Thành. Hai thành phố liên hợp ở Bắc Kinh và tỉnh Yến tổ chức một loạt hoạt động văn hóa tuyên truyền, khiến lễ hội văn hóa du lịch xâm nhập lòng người. Chỉ là gần đây thành phố Đan Thành tài chính khá khẩn trương, nếu thành phố Thiên Trạch bỏ ra tài chính hoạt động, chuyện này có thể thành. Hạ Tưởng liền biết Vương Thiếu Mẫn đánh chủ ý không tiêu tiền thì muốn thành việc, hẳn là cho rằng bạn bè trong giới công thương của hắn rất nhiều, có thể kéo được tài trợ, liền uống cạn rượu trong ly. Tôi rất muốn làm chút việc cho quê nhà. Lễ hội văn hóa du lịch là hạng mục tốt, chờ sau khi tôi tới thành phố Thiên Trạch, sẽ đệ trình lên hội nghị chính phủ nghiên cứu. Hạ Tưởng cũng không phải nói lời nói quan thoại khách sáo, mà là lời nói thật, hắn dù sao còn chưa chính thức nhậm chức, bây giờ lập tức đồng ý thì có vẻ quá nông cạn. Vương Thiếu Mẫn muốn chính là một thái độ của Hạ Tưởng, y cũng biết chuyện gì cũng không phải chỉ ăn một bữa cơm thì có thể giải quyết ổn thỏa, đương nhiên, y còn có chuẩn bị ở sau. Công việc cụ thể tôi sẽ cho Hạ An tiếp xúc với anh, coi như là một lần rèn luyện cho Hạ An. Quả thực chính là lấy tiền đồ của Hạ An để bắt cóc Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng biết Vương Thiếu Mẫn nửa đùa nửa thật, liền cười nói. Được rồi, Bí Thư Vương, cũng không phải người ngoài, ngài lại là bạn của thị trưởng Trần, Đan Thành lại là quê của tôi, chỉ cần là biện pháp có lợi cho phát triển kinh tế hai nơi, tôi chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ. Vương Thiếu Mẫn ha hả cười, lấy tay chỉ Hạ An. Hạ An theo tôi thời gian không ngắn, cũng nên cho cậu ta thêm trọng trách. Hạ An nghe xong, lập tức trong lòng đột nhiên co rút lại một chút, chẳng lẽ nói, lễ hội văn hóa du lịch thành công hay không, liên quan đến đại kế thả ra ngoài của y có thuận lợi hay không? Y cũng nghe ra được, Bí Thư Vương đang đem y để chiếu tướng Hạ Tưởng, cho dù y khiến Hạ Tưởng khó xử, nhưng cơ hội hiếm có, y vẫn hy vọng Hạ Tưởng giúp y một lần. Hạ Tưởng lại không tiếp lời Vương Thiếu Mẫn, ngược lại chuyển đề tài. Tình hình phát triển kinh tế của thành phố Đan Thành không tồi, dưới sự lãnh đạo anh minh của Bí Thư Vương, thành phố Đan Thành có hy vọng. Vương Thiếu Mẫn liền khoát tay. Tổng sản lượng kinh tế vẫn là xếp hạng thứ tư toàn tỉnh, chênh lệch với hạng ba không nhỏ, nhưng cũng đang gắng sức đuổi theo. Kinh tế tăng tốc cũng xếp hạng thứ hai, gần với thành phố Tần Đường. Hai người anh một câu tôi một câu nói đến tình hình kinh tế toàn tỉnh, đề tài vừa rồi cũng không nhắc tới nữa, Hạ An hơi sốt ruột. Vì sao ca ca một chút cũng không để tâm đến chuyện của y? Dù sao liên quan đến tiền đồ của y, y không khỏi lo được lo mất. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên thấy Hạ Tưởng đưa tới ánh mắt nghiêm khắc, khiến cho y giật mình một cái, lập tức liền hiểu ra. Có lúc càng là liên quan đến lợi ích của bản thân, thì càng phải kiên trì chịu đựng, không thể rụt rè. Nếu không, đồng nghiệp coi thường anh, lãnh đạo cũng không coi trọng anh, tiền đồ của anh coi như xong. Hạ An âm thầm lau mồ hôi. Mới biết được trong quan trường, y tôi luyện không đủ. Hạ Tưởng chỉ ở một ngày tại thành phố Đan Thành thì trở về thành phố Yến, bởi vì hắn phải đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trước, hơn nữa sắp đến thành phố Thiên Trạch nhận vị trí mới. Tuy nhiên trở về thành phố Đan Thành thăm hỏi cha mẹ, thu hoạch không nhỏ, Tào Thù Lê và Hạ Đông mang đến niềm vui cho cha mẹ, trao đổi giữa hắn và Vương Thiếu Mẫn, vì tiền đồ của Hạ An dọn đường.
Ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm thủ tục, mọi thứ đều rất thuận lợi, tuy rằng Mã Tiêu là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng đại bộ phận người vẫn là cấp dưới cũ của Mai Thái Bình, đều quen biết Hạ Tường, cũng biết rõ mạng lưới quan hệ của Hạ Tường ở tỉnh ủy. Bởi vậy, cho dù mọi người đều biết rằng trưởng ban Mã không thích Hạ Tường, nhưng không ai dám lên mặt với Hạ Tường. Ban tổ chức cán bộ thật ra là bộ phận lên mặt nhất, bộ phận khó xử lý sự tình nhất của tỉnh ủy. Hạ Tường ở bên trong thong dong đi một vòng, thoải mái tự nhiên làm xong việc, rơi vào tai Mã Tiêu, sắc mặt của gã liền u tối một chút. Tỉnh ủy quyết định, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thạch Vĩ đưa Hạ Tường đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức. Hạ Tường cũng không ở lại tỉnh ủy, vốn đang muốn cùng Phạm Duệ Hằng gặp mặt, xem như cáo biệt, sau suy nghĩ lại thôi, nếu Phạm Duệ Hằng muốn gặp hắn, cũng đã sớm thông qua Phạm Tranh ra hiệu rồi. Nhưng hai ngày trước gặp mặt Phạm Tranh, chỉ là nói chuyện phiếm, Phạm Tranh không hề nhắc tới Phạm Duệ Hằng, cũng không có khách khí nhường một chút mời hắn đến nhà chơi, Hạ Tường liền rõ ràng lập trường của Phạm Duệ Hằng. Ngày nghỉ Quốc Khánh sắp qua đi, cũng đại diện cho lịch trình của thành phố Lang sắp hoàn toàn chấm dứt. Hạ Tường vẫn là hơi có chút tiếc nuối, đầu tiên, vụ án Cổ Hướng Quốc còn chưa có hoàn toàn kết án, hơn nữa còn có khả năng thay đổi. Tiếp theo, Nga Ni Trần còn chưa bị đem ra công lý, cụ thể là khâu nào xảy ra vấn đề, hiện tại hắn đã rời khỏi thành phố Lang, cũng không tiện hỏi đến. Cuối cùng, tác động với bốn đại gia tộc khiến hắn có thu hoạch lớn, nhưng vẫn không liên hệ được với lão cổ cũng khiến hắn mơ hồ đoán được, hành động của hắn sẽ bị thủ tướng cho rằng hắn hoàn toàn hướng về thế lực gia tộc. Đồng thời, khi gặp mặt Phạm Tranh nói y đã hẹn với Nghiêm Tiểu Thì, nhưng cuối cùng Nghiêm Tiểu Thì lại lỡ hẹn, cũng khiến Hạ Tường trong lòng ít nhiều hơi không vui. Nghiêm Tiểu Thì và hắn càng lúc càng xa cũng không có gì, nhưng hắn cũng không cho rằng phải trở mặt thành thù. Còn nữa chính là hắn không chỉ không liên lạc được với lão cổ, cũng không liên lạc được với Cổ Ngọc, cũng khiến hắn suy đoán nhiều hơn. Cho dù nói ra Cổ Ngọc khẳng định không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Cổ Ngọc đơn thuần mà đơn giản nếu bởi vì nguyên nhân lập trường chính trị mà bất hòa với hắn, cũng không thể không nói khiến người ta bất đắc dĩ. Nếu một chút tiếc nuối không là gì cả, Hạ Tường cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, ngày mai sẽ đến thành phố Thiên Trạch đi nhậm chức, nên thu thập tâm tình, nghênh đón khiêu chiến mới. Buổi tối dọn đồ xong, chuyện nên bàn giao thì bàn giao, điện thoại nên gọi cũng gọi rồi, liền muốn ở bên con nhiều hơn, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không thể đón hai mẹ con qua đó. Buổi tối 8 giờ hơn, di động vang lên, là số điện thoại của thành phố Lang, Hạ Tường liền chần chừ một chút, vẫn tiếp nghe. Thị trưởng Hạ, chúc mừng thăng chức. Giọng nói của Nga Ni Trần già nua nói không nên lời, hơn nữa còn có chút cô đơn bất đắc dĩ. Chúng ta không đánh nhau thì không quen nhau, mặc dù có quá khứ không thoải mái, tuy nhiên đã qua rồi. Tôi đã nghĩ rất lâu, cũng hiểu rõ nhiều chuyện, bại trong tay ngài, bất khuất, tôi nhận thua. Hạ Tường nghe thấy thanh âm bị thua của Nga Ni Trần, ngược lại lập tức không biết nên nói gì, hắn tuy rằng làm quan cũng không ít năm, nhưng bình thường ghét nhất là dở giọng quan, nếu là lãnh đạo khác, chắc chắn sẽ hừ hừ ha ha đứng ở cao độ chính trị giáo dục Nga Ni Trần một phen, nhưng hắn lại khác, hắn không muốn nói những lời vô nghĩa, liền trầm mặc một lát. Nếu ông có thể tự thú, cũng coi như vì những việc sai trái mà bản thân đã làm, có dũng khí dũng cảm gánh vác. Tôi có một chuyện cuối cùng muốn ngài giúp đỡ. Nga Ni Trần giọng điệu rất trầm trọng. Là gì? Hy vọng ngài có thể phái người hộ tống Tiểu Mạt, Tiểu Lệ lên máy bay, bây giờ tôi không tin bất kỳ ai, chỉ tin ngài. Chuyện tới trước mắt, không nghĩ tới từng là đối thủ ngược lại trở thành người gã tín nhiệm nhất, cũng khiến Nga Ni Trần thổn thức không ngừng, gã quả thật chỉ tin tưởng con người của Hạ Tường, cũng chỉ có Hạ Tường có năng lực bảo vệ an nguy của Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nếu là phụ nữ của gia đình bình thường thì cũng không có gì, chỉ đáng tiếc, họ là con gái của Nga Ni Trần, từng vì gã xuất đầu lộ diện làm nhiều việc dẫn người xuống nước, lúc đó rất nhiều người bị ép dưới thế lực của gã không dám làm gì Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, bây giờ đế quốc của gã ầm ầm sập đổ, năm đó người bị Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cố ý dụ dỗ, người có ý tưởng đối với Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, còn có vô số thái tử đảng, nhị thế tổ, VV, đều đối với Hoa Nhài Vàng. Hoa Nhài Bạc thèm nhỏ dãi ba thước. Ngay trong những ngày Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc trở về thành phố Lang, gã còn nhận qua vô số điện thoại uy hiếp, nói là chỉ cần Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc vừa rời khỏi thành phố Lang, bọn họ sẽ trở thành chim trong lồng, thậm chí ngôi sao ca nhạc nào đó ở Bắc Kinh còn cấp bách khó nhịn nổi tới thành phố Lang,
muốn xuống tay, nhưng bởi vì anh Thành và Lịch Phi ra mặt mới khiến đối phương không có hành động thiếu suy nghĩ, xét đến cùng vẫn là uy phong của Hạ Tưởng đang bảo vệ bình an của thành phố Lang. Nga Ni Trần cũng nhìn thấu tình thế, Cổ Hướng Quốc vừa sụp đổ, gã trước sau sẽ bị bỏ tù, bây giờ gã đã không thể rời khỏi thành phố Lang nửa bước, hoàn toàn bị giám sát, sở dĩ còn không chính thức bắt gã, cũng là nguyên nhân thế cục thành phố Lang đại biến, không lo nổi đến gã, gã đã là cá trong nồi, châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không được vài ngày. Tôi đồng ý. Hạ Tưởng cũng không cố ý đắn đo cái gì, trực tiếp đồng ý Nga Ni Trần, chim sắp chết, tiếng kêu cũng thảm thiết. Người sắp chết, lời nói cũng hiền từ. Cảm ơn, cảm ơn. Nga Ni Trần liên tiếp cảm tạ, lại cẩn thận mà nói. Có thể sáng sớm mai thì đón họ tới Bắc Kinh hay không? Được. Hạ Tưởng vẫn đồng ý rất sảng khoái. Trời vừa sáng, tôi sẽ cho Tiêu Ngũ đi đón họ, đưa họ tới sân bay. Được. Có câu nói này của ngài, tôi cũng thật sự yên tâm rồi. Nga Ni Trần giống như dỡ xuống tâm sự thật lớn, thở dài một hơi. Nếu nhân sinh có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ kim bàn rửa tay trong giây phút quen biết ngài. Nhưng bại trong tay ngài, tôi rất may mắn. Nếu tôi bị một tên tham quan lòng tham không đáy đánh bại, tôi phỏng chừng cái gì cũng không đảm bảo được. Cảm ơn ngài, thị trưởng Hạ, hy vọng ngài tiền đồ rộng lớn, mãi mãi có một tấm lòng vì nước vì dân. Không biết vì sao, cúp điện thoại của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng trong lòng luôn cảm giác nặng trịch, luôn cảm thấy Nga Ni Trần có cái gì muốn nói nhưng không có nói ra. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng liền sắp xếp Tiêu Ngũ đến thành phố Lang hộ tống Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc vào Bắc Kinh, sau đó ở Bắc Kinh hội tụ với hắn, lại đi thành phố Thiên Trạch, dưới sự đi cùng của Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy Thạch Vĩ, đi thẳng đến Bắc Kinh. Thạch Vĩ năm nay 50 tuổi. Có lẽ là duyên cớ làm lâu công tác ban tổ chức cán bộ, nói năng thận trọng, ngồi trên xe sóng yên biển lặng, kiểu cách nhà quan còn hơn cả Tống Chiêu Độ, nói chuyện cũng là hừ hừ ha ha, giọng quan vô cùng thành thạo. Tuy nhiên y đối với Hạ Tưởng cũng không dám lên mặt, có lẽ là khi từ tỉnh ủy đi ra, Mai Thái Bình đích thân tiễn một đoạn đường, đương nhiên, cũng có liên quan đến quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ vô cùng mật thiết. Người ở trong tỉnh ủy, không mấy ai biết được quan hệ mật thiết giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, thậm chí có thể dùng kinh nghiệm khảo nghiệm để hình dung. Cũng chính vì thế, Thạch Vĩ tuy rằng quen dùng giọng quan hừ hừ ha ha nói chuyện, nhưng thái độ coi như thân thiện, không có bày ra thái độ cao cao tại thượng. Cũng có liên quan với Hạ Tưởng có lực hấp dẫn không tầm thường, nói mấy câu vừa nói, liền tán gẫu đến việc nhà, nói đến con trai của Thạch Vĩ đi học đại học ở Bắc Kinh, liền khiến Thạch Vĩ lập tức kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng. Đã tới Bắc Kinh, bỗng nhiên mưa to tầm tã, lại từ thành ủy Thiên Trạch truyền đến tin tức nói là đường cao tốc Bắc Kinh thông tới thành phố Thiên Trạch bị chặn đường rồi. Sau khi xin chỉ thị ý kiến của Thạch Vĩ, liền quyết định ở Bắc Kinh một đêm trước, ngày mai lại xuất phát. Sau khi sắp xếp xong phòng khách sạn, không có chuyện làm, Thạch Vĩ liền đến đại học thăm con trai, Hạ Tưởng thì nói điện thoại với Hồ Tăng Chu, tìm hiểu một chút về tình hình đề danh của Trần Thiên Vũ. Sau khi biết được trên cơ bản coi như thuận lợi thì yên tâm rồi. Hắn cũng không nhàn rỗi, mở máy tính lên mạng, nghiên cứu lịch sử và hiện trạng của thành phố Thiên Trạch. Mưa càng rơi càng lớn, không có ý ngừng lại, buổi trưa, đám người Tiêu Ngũ hộ tống Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đi tới Bắc Kinh, sắp xếp xong khách sạn ở lại, liền qua đây đón Hạ Tưởng qua đó. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đi chuyến bay sáng mai. Hạ Tưởng cũng hiểu được có tất yếu gặp mặt Hoa Nhài Vàng. Hoa Nhài Bạc, liền dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngũ, đi tới khách sạn. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc mặc áo gió giống nhau, màu sắc thì có khác biệt, hai người đều có vẻ tiều tụy, nhìn thấy Hạ Tưởng, không thể nói rõ là kích động hay là cái gì khác, ánh mắt phức tạp nhìn hắn vài lần, muốn tiến lên trước vài bước, nhưng cũng không bước ra bước đầu tiên. Hạ Tưởng cũng không có gì đáng nói, chỉ là căn dặn họ ra nước ngoài sinh sống cho tốt, làm người cho tốt, phải tự tôn tự ái. Nói đến tự tôn tự ái, Hoa Nhài Bạc bỗng nhiên giận, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đẩy Hạ Tưởng một phen. Tôi như thế nào không tự tôn tự ái? Tôi đến bây giờ còn là trong sạch, ngay cả một lần yêu nhau cũng chưa từng có, cũng chưa từng cùng đàn ông hôn nhau, tôi làm sao không tự tôn tự ái? Hạ Tưởng không nghĩ tới Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc phản ứng lớn như vậy, phất tay. Các cô là cô gái tốt, ý tự tôn tự ái chính là đừng hành hạ bản thân. Xinh đẹp là may mắn của các cô, nhưng xinh đẹp mãi mãi không phải toàn bộ của một người phụ nữ,
các cô cũng trải qua thay đổi rất nhanh, biết nên như thế nào đi tốt con đường sau này. Chúng tôi đã nghĩ xong rồi. Vẫn là Hoa Nhài Vàng dịu dàng một chút, cô giơ tay kéo Hoa Nhài Bạc, thanh âm dịu dàng. Thị trưởng Hạ, cùng chúng tôi ăn bữa cơm, được không? Không có gì không tốt, mưa như chút nước, dù sao cũng không có chuyện quan trọng, Hạ Tưởng liền đồng ý. Tiêu Ngũ lái xe, bốn người tìm một nhà hàng vô cùng yên lặng, tùy tiện điểm một ít đồ ăn nhẹ, mấy người ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì mưa quá lớn, người không nhiều, thì có vẻ rất im lặng. Nghe bên ngoài âm thanh giọt mưa rơi trên lá cây, vang lên thùng thùng, giống như thiên nhiên diễn tấu một khúc hòa âm. Hạ Tưởng tâm tình khó hiểu có chút trầm trọng. Không khí, cũng nhất thời hơi ngưng trọng. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cúi đầu ăn cơm, rất thục nữ, ăn từ tốn, cũng không ngẩng đầu, nhìn như đang ăn, trên thực tế là tùy ý chọc thức ăn, ăn vào miệng không có bao nhiêu. Hai người có lúc nhìn nhau một cái, có lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt mê ly mà thương cảm. Quê hương khó rời, huống chi bây giờ tiền đồ của Nga Ni Trần một mảnh ảm đạm, hai người đều không muốn đi, nhưng lại không có cách nào. Một là Nga Ni Trần không thể bảo vệ các cô, hai là ở lại đối mặt với sinh ly tử biệt có lẽ càng làm cho người ta khó chịu, không bằng đi cho rồi. Đi là đi rồi, thật có thể xong hết mọi chuyện. Đương nhiên không thể. Chẳng qua các cô dù sao cũng là nữ nhân, tuy rằng cha là đại danh đỉnh đỉnh Nga Ni Trần, là đạo trùm xoay chuyển hắc bạch hai đạo, nhưng trên thực tế chị em các cô vừa không có lòng dạ cũng không có tâm cơ, đơn thuần đáng thương. Cũng thật sự là bởi vậy, mới không có sức lực tự bảo vệ mình. Đối với Hạ Tưởng, các cô càng là yêu hận xen kẽ. Phải đó, Hạ Tưởng ở trong mắt một số phụ nữ, mãi mãi là phức tạp yêu hận xen kẽ. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc phải, Nghiêm Tiểu thì cũng phải, thậm chí Cổ Ngọc cũng phải. Hắn là một người làm cho cô yêu hắn yêu đến tận xương thủy, hận hắn hận đến trong mộng, một đàn ông cực phẩm ưu tú mà hiếm có. Chỉ tiếc, đàn ông cực phẩm hiện tại ngồi ở đối diện, không có một câu an ủi muốn nói, chỉ là vẻ mặt trầm tĩnh, hơi híp mắt, dường như đang nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Thật sự là đáng giận cực kỳ, Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nhìn nhau, hai chị em tâm ý thông nhau, chỉ một ánh mắt liền hoàn thành một lần giao lưu. Thị trưởng Hạ, chúng tôi còn có lời muốn nói với ngài, nếu buổi chiều ngài có thời gian, sau cùng ở cùng chúng tôi, có được hay không? Hoa Nhài Bạc đối với Hạ Tưởng không giả nhan sắc, nhưng hiện tại, vẻ mặt cô hiếm thấy dịu dàng như nước, bên trong hai mắt, hình như có hơi nước lại giống như nước mắt, kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mềm lòng, vô tình chưa chắc hào kiệt thực, Hạ Tưởng không phải hạng người vừa thấy phụ nữ thì bước đi bất động, nhưng đối với Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc, trong thương tiếc lại có một tia áy náy, liền gật gật đầu. Tiêu Ngũ sau khi ăn xong đưa Hạ Tưởng và hai cô về khách sạn, liền rất biết điều mà mượn cớ rời đi. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc quả thật có chuyện phải nói với Hạ Tưởng, nhưng cũng không phải chuyện trọng yếu gì, mà là nói về chuyện vui thời trẻ của các cô, nói Nga Ni Trần sủng ái chị em các cô thế nào, nói một mặt Nga Ni Trần thực tình với người thân, có lúc cười, có lúc khóc. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ làm một người nghe thích hợp nhất. Vô tình bầu trời tối đen, Hoa Nhài Bạc bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, chị em chúng tôi cuối cùng còn có một chuyện cầu xin ngài nhất định phải giúp chúng tôi. Hoa Nhài Vàng cũng đứng lên, hai hàng nước mắt chảy xuống hai má. Ngài không đồng ý, chúng tôi chết đi cho xong. Hạ Tưởng kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Sốt cuộc làm sao vậy? Chương 904, biến chuyển, kết thúc. Mưa suốt cả đêm, đến khi trời sáng mới dần dần ngừng hẳn. Năm rồi ở Bắc Kinh. Vào mùa thu ít khi có mưa lớn như vậy. Sau một trận mưa mùa thu, không khí trở nên mát mẻ hơn, khi đưa Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc trên đường đến sân bay đi được nửa đường tốc độ xe quá nhanh đã bắn nước ven đường tung tóe lên người của một cụ già đi đường. Hoa Nhài Vàng và Bạc vội vàng bảo dừng xe lại, chạy khoảng hơn chục mét đến xin lỗi cụ già và đưa cho cụ mấy trăm nhân dân tệ. Bỗng nhiên Hạ Tưởng liền nhớ tới tình cảnh lúc mới gặp Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc. Hai cô gái gọi người đến cứu gia đình bị rơi xuống nước, họ ra sức và ra của, chạy đôn chạy đáo, cứ như một đóa hướng dương đẹp vô cùng, thuần khiết đến động lòng người. Hạ Tưởng không khỏi có chút thất vọng, nhớ tới đêm qua có một giấc mộng đẹp, trên mặt có chút son thơm, mà lời nói như mê sản của Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc còn vọng bên tai. Ở cùng anh một đêm, là để trả nghĩa,
nhưng không để cho anh đạt được, là muốn trả thù anh đã hại ba tôi. Nhưng anh cũng có thể yên tâm, chị em tôi suốt đời này sẽ không lấy chồng, giữ thân vì anh. Đúng vậy, Hạ Tưởng ở cùng Hoa Nhài Vàng và Bạc một đêm, chính xác mà nói là Hoa Nhài Vàng và Bạc muốn hắn ở cùng với họ một đêm cuối cùng khi còn ở trong nước. Đêm đó, hắn không có làm tổn thương họ, đêm đó, không có gì để dư vị, ba người không nói lời nào, cuối cùng chỉ đến khi trời gần sáng, Hoa Nhài Vàng và Bạc lấy hết can đảm mỗi người hôn lên má hắn một cái. Không phải hôn nhẹ mà là dùng sức hôn lên má, hơn nữa hai người còn rưng rưng nước mắt. Điều khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là khi đến sân bay, lúc sắp lên máy bay Hoa Nhài Bạc vốn luôn lạnh nhạt với hắn thì lại can đảm nhất, đột nhiên chạy đến ôm hắn, hôn lên môi hắn, sau đó thì quay người bỏ đi. Tôi sẽ nhớ anh cả đời, cũng hận anh cả đời. Hạ Tưởng đứng bất động, trong lòng đờ đẫn, mãi đến khi tiếng máy bay vang lên, xác nhận Hoa Nhài Vàng và Bạc đã đi rồi, có lẽ cả đời cũng sẽ không về nước nữa, hắn mới từ tốn nhấc chân bước đi. Cả đời này, hắn chưa từng thấy đau thương như vậy, cũng không biết vì sao trong lòng cảm thấy nặng nề như đám mây u ám trên trời. Tiêu Ngũ đưa tờ khăn giấy, Hạ Tưởng mới giật mình bừng tỉnh, đưa tay lên lau khóe mắt, không rơi lệ. Nét mặt của Tiêu Ngũ rất kỳ lạ, đã nhắc nhở một câu. Trên môi chảy máu kìa. Hạ Tưởng lau môi, mới cảm thấy môi đau như kim châm. Một người phụ nữ càng yêu sâu đậm bao nhiêu thì càng hận sâu đậm bấy nhiêu. Trước lúc rời khỏi còn khắc cốt ghi tâm mà cắn một cái, liền khiến cho Hạ Tưởng hiểu được dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của Hoa Nhài Bạc có một tấm lòng cuồng loạn và cuồng nhiệt. Đi rồi cũng tốt, nếu không lại mắc vào khoản nợ tình cảm thì thật là không có cách để hoàn trả. Hắn vò khăn giấy thành một cục, ném vào thùng rác, liền nhìn Tiêu Ngũ một cái có ý là bây giờ đi về. Không ngờ Tiêu Ngũ lại hiểu sai, hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, y cười hi hi nói. Lãnh đạo cứ yên tâm. Tôi không nhìn thấy gì hết, lúc nãy đang ở ngoài nhìn mưa rơi. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đưa chân đá Tiêu Ngũ một cái. Nghĩ đến việc chính đi, khẩn trương về họp với Bộ trưởng Thạch. Bộ trưởng Thạch hôm qua cũng không có về khách sạn mà ông ta ở cùng với con của mình. Khi Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ đến khách sạn thì Bộ trưởng Thạch còn chưa về, hai người lại ngồi đợi một hồi thì nhận được điện thoại của Bộ trưởng Thạch. Thị trưởng Hạ. Vừa nãy nhận được điện thoại của Thành ủy Thiên Trạch nói là đường còn chưa thông, e rằng phải đợi đến chiều. Như vậy đi, cứ ở lại Bắc Kinh thêm nửa ngày, dù sao cũng không gấp, anh nghĩ sao? Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không vội, cho dù hắn có vội cũng không được, Hạ Tưởng đành phải nhận lời. Tuy nhiên nghĩ lại thấy sự việc cũng thật buồn cười, Bắc Kinh cách thành phố Thiên Trạch chỉ hơn 100 km, đi đường cao tốc chỉ mất khoảng 1 giờ, vào lúc này đường lại chưa thông. Đã đợi ở Bắc Kinh gần 2 ngày rồi, chẳng lẽ nói mở đầu không thuận lợi cho thấy hành trình ở Thiên Trạch sẽ rất gập ghềnh sao? Nếu tạm thời không đi được, vậy thì cứ tiếp tục nghiên cứu tình hình hiện tại ở thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng vừa mới mở máy tính ra, lên mạng đăng nhập vào QQ liền có một tin nhắn. Này, một thời gian nữa em sẽ đến thành phố Thiên Trạch, hứ. Là Vệ Tân. Trong lễ quốc khánh, Vệ Tân ở thành phố Yến bận lo xem nhà mua nhà. Dưới sự khuyên bảo của cô ấy, cha mẹ cuối cùng cũng đồng ý dọn đến thành phố Yến ở. Cô ấy bận rộn kinh khủng, không có dịp gặp mặt Hạ Tưởng, càng rất ít gọi điện thoại. Hạ Tưởng càng bận hơn, cho nên hai người thỉnh thoảng liên lạc với nhau cũng chỉ qua. Nickname của Vệ Tân tên là Nháy Mắt, người khác có lẽ nghĩa rằng là có ý tinh nghịch, Hạ Tưởng lại nghĩ rằng là khi ông trời nháy mắt là muốn trêu đùa hắn. Kiếp trước, khiến cho Vệ Tân nóng ruột gan vì hắn, trong kiếp này, khiến hắn luôn mong nhớ Vệ Tân. Căn bệnh bí ẩn của Vệ Tân rốt cuộc cũng là một vết đau âm thâm trong lòng hắn. Hạ Tưởng mỉm cười, trả lời một câu. Tùy em thôi, anh sẽ dọn dẹp đón chào. Vệ Tân không online, hắn liền bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Vốn nghĩ rằng có thể nhanh chóng kìm lòng lại, tập trung vào công việc, không ngờ xem tư liệu cả nửa ngày trời cũng không vô được chữ nào. Nếu là bình thường thì không thể tưởng tượng được. Hạ Tưởng tự nhận mình biết tự tiết chế hơn người, hôm nay lại làm sao vậy? Lúc này, Hoa Nhài Vàng và Bạc hẳn là đang ở trên không trung cao hơn 1000 mét, bay đến một đất nước xa lạ. Hắn biết, Hoa Nhài Vàng và Bạc còn có gì đó đọng lại trong lòng hắn, mặc kệ là lòng nặng trĩu hay là áy náy, hoặc là tiếc nuối cùng đều khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh được. Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra hít thở không khí trong lành, muốn thả lỏng tinh thần. Vừa mới thưởng thức cảnh sắc của Bắc Kinh sau cơn mưa,
chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Là điện thoại của tỉnh ủy. Hạ Tưởng nhận ra là số điện thoại từ văn phòng của Tống Chiêu Độ, trong lòng liền căng thẳng, vội bắt máy. Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng, còn ở Bắc Kinh hả? Tống Chiêu Độ cũng biết do mưa to làm hỏng việc, khiến cho hành trình của Hạ Tưởng bị kẹt lại ở Bắc Kinh. Vụ án của Cổ Hướng Quốc không mấy lạc quan, tôi đã bàn bạc với Bí Thư Phạm, không có được nhận thức chung. Bí Thư Phạm không chịu ra mặt phối hợp, bên Tòa án Nhân dân tỉnh có tin tức nội bộ được lan truyền ra, e là sẽ xử nhẹ. Hạ Tưởng tức giận đến không nói nên lời, hắn cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được liền nói một câu. Nếu không xử nặng Cổ Hướng Quốc, thì sự công bằng chính trực của pháp luật nằm ở đâu? Trong chính trị Cổ Hướng Quốc đã thân bại danh liệt, có xử nặng hay không thì cuộc sống chính trị của ông ta cũng đã kết thúc. Trong giọng điệu của Tống Chiêu Độ cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không chỉ là Phạm Duệ Hằng làm thì còn đỡ, y còn có thể lên tiếng với tòa án nhưng bây giờ cấp trên trực tiếp tạo áp lực, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Trên cơ bản có thể kết luận, Cổ Hướng Quốc không những có thể thoát chết, mà chỉ bị xử ở tù vài năm. Trong nước có rất nhiều tiền lệ, có người tham ô cả chục triệu thì bị tử hình, có người tham ô mấy trăm triệu, cuối cùng lại vì tự đầu thú, thái độ nhận tội tốt chỉ xử 20 năm tù, trên cơ bản là 5-6 năm thì được thả ra. Thậm chí còn tiêu xài tài khoản công hơn cả tỷ, nhưng bởi vì một câu nói của cấp trên thì có thể che giấu quá khứ, không ai dám nhắc đến. Hiện tượng quyền lớn hơn pháp luật, phỏng chừng trong một thời gian dài cũng khó có thể loại bỏ. Trong lòng của Hạ Tưởng lại nặng trĩu hơn. Nếu cuối cùng Cổ Hướng Quốc chỉ được xử 910 năm, trên chính trị thì có người thắng lợi, nhưng trên pháp luật thì nhà nước đã thua. Là một phán quyết có ý nghĩa sâu xa về việc quyền lực của một người lớn hơn pháp luật của nhà nước, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến thành phố Lang, còn khiến cho pháp luật của cả nước trở nên lạc hậu một cách đáng sợ. Việc này, Hạ Tưởng ngoài việc cảm thấy xót xa ra thì lại thấy bất lực. Xây dựng pháp luật sở dĩ có trách nhiệm nặng nề là vì hiện tượng nhân trị trong nước quá nghiêm trọng, dục vọng quyền lực của một số lãnh đạo rất lớn, bà con xa không bằng láng giềng gần, không đứng ở lập trường bình đẳng khách quan xem xét vấn đề mà xuất phát từ tình cảm cá nhân, nhân nhượng với người bên cạnh mình. Trước những hiện tượng xấu giả vờ như không thấy, bởi vì người làm trái pháp luật đều có hậu phương, có bối cảnh, sẽ không thèm truy cứu. Pháp luật, thậm chí có khi bị xem là trò đùa trẻ con. Muốn làm một số việc thực tiễn trước lực cản trên quan trường là rất khó, nhưng nếu muốn đem một người có bối cảnh ra công lý thì lại càng khó. Phán quyết công chính cuối cùng thì khó lại càng thêm khó. Hạ Tưởng do dự một lát, thì lại gọi điện cho Lý Ngôn Hoàng. Tuy quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lý Ngôn Hoàng không xa không gần, nhưng hắn cũng có tư cách có thể gọi điện cho Lý Ngôn Hoàng. Lý Ngôn Hoàng không cảm thấy ngạc nhiên khi hắn gọi điện đến, giọng điệu thản nhiên. Thôi vậy. Đừng so đo nhiều quá, có một số việc không phải muốn như thế nào là được thế ấy, dù sao Cổ Hướng Quốc ở trong chính trị cũng đã thân bại danh liệt rồi, xử thêm vài năm hoặc giảm vài năm cũng không khác là bao. Theo tôi thì khác biệt rất lớn. Hạ Tưởng cũng không biết làm sao, đột nhiên nói ra suy nghĩ của hắn với Lý Ngôn Hoàng. Cổ Hướng Quốc không phải là một người, ông ta đại diện cho một hiện tượng. Nếu xử nhẹ ông ta, cũng giống như nói cho mọi người biết quyền lực lớn hơn pháp luật. Ý chí quyền lực quyết định tất cả. Pháp luật là giới hạn cuối cùng của người dân, nếu ngay cả pháp luật cũng không bảo vệ được họ thì sẽ có một ngày họ sẽ đứng đối lập với chúng ta. Nếu Cổ Hướng Quốc không bị thân bại danh liệt trong chính trị, trong kinh tế không bị tán ra bại sản, không có ý nghĩ hối tiếc thì như vậy đất nước pháp trị của chúng ta chỉ là một câu nói suông. Lý Ngôn Hoàng im lặng hồi lâu, không biết đã qua bao lâu mới thở dài một tiếng. Thị trường Hạ có lý tưởng có khát vọng là điều tốt nhưng phải dùng đúng chỗ, kích động và nhiệt huyết có thể dùng để đánh nhau, nhưng dùng trong chính trị không những không giải quyết được vấn đề còn khiến cho mình bị sức đầu mẻ chán. Tôi thay Bộ trưởng Ngô nói một câu, anh phải tự thu xếp ổn thỏa. Chính trị trong nước có lúc là như vậy, ai cũng không vì cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là lý tưởng mà đắc tội với cấp trên, trừ phi là chính trị cần phải như vậy. Nếu không sự sống chết của người ngoài cuộc thì đừng nói là Lý Ngôn Hoàng sẽ để ý tới, Tống Chiêu Độ cũng không dám mạo hiểm. Hạ Tưởng đưa mắt nhìn tứ phía, mới phát hiện lúc này đây hắn đang lẻ loi một mình. Hạ Tưởng không phải là người có suy nghĩ viễn vông như John Quixote, những việc trong chính trị, biết rõ là không thể làm mà phải làm cho bằng được, không phải là lời nói hùng hồn chỉ cần có lợi cho đất nước dù phải hy sinh bản thân mình cũng không trốn tránh. Hắn trầm tư một chút rồi lại cười.
lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ 30 sáng, biết lúc này hẳn là đang mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, thảo luận vấn đề điều động nhân sự ở thành phố Lang và thành phố Thiên Trạch. Bởi vì vấn đề của Cổ Hướng Quốc có điều không hợp lý, tin rằng Phạm Duệ Hằng sẽ không cản trở việc thông qua đề nghị. 11 giờ 30, điện thoại của Hồ Tăng Chu gọi đến. Đồng chí Hạ Tưởng, báo cho anh một tin tốt, hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua một loạt bổ nhiệm. Giọng điệu của Hồ Tăng Chu rất bình thản, cũng không quá hưng phấn, bởi vì bổ nhiệm lần này không có ích lợi gì lớn cho y chỉ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng đề bạt cán bộ là chuyện lớn, mặc kệ y có ra sức nhiều hay không, mà đã nhanh chóng gọi điện đến thì cũng là rất nể mặt Hạ Tưởng. Đây cũng chính là đạo lý được mọi người nâng đỡ trên con đường quan trường. Hạ Tưởng tỏ thái độ thành khẩn cảm ơn Hồ Tăng Chu, luôn ghi nhớ trong lòng vì được Bí thư Hồ trân trọng và ủng hộ v.v. Hồ Tăng Chu biết được Hạ Tưởng đã nhận tấm thịnh tình của mình, cũng không đợi Hạ Tưởng nói gì thêm, liền cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, thì điện thoại của Vương Bằng Phi gọi đến. Cả tỉnh ủy đều biết Trần Thiên Vũ từ cục trưởng được lên làm phó giám đốc sở, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ thành ủy, có chức vụ quan trọng trong trưởng ban thư ký thành ủy, phạm vi không nhỏ, sau lưng nhất định là có người giúp đỡ, lại là lời đề nghị của Hồ Tăng Chu tới ban tổ chức cán bộ, người thông minh như Vương Bằng Phi lập tức biết được là việc làm của Hạ Tưởng. Y cũng kịp thời gọi điện đến, chúc mừng Hạ Tưởng, và cũng thông báo quá trình ủng hộ và phản đối trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, ngụ ý là muốn cho Hạ Tưởng biết y đã bỏ phiếu tán thành. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Vương Bằng Phi cũng muốn hắn mang ơn. Hạ Tưởng đương nhiên phải mang ơn. Sau đó, lại có điện thoại của Cao Tấn Chu gọi đến, tán gẫu mấy câu, lại nói đến quá trình trong hội nghị thường vụ. Sau cùng Cao Tấn Chu khuyến khích Hạ Tưởng triển khai tốt công tác ở thành phố Thiên Trạch, có việc gì khó khăn cứ đến tìm y. Tôi sẽ giúp anh giải quyết trước, nếu tôi giải quyết không được, thì anh cứ tìm chủ tịch tỉnh Tống ra mặt. Cách đối nhân xử thế trong quan trường của Cao Tấn Chu thuần thục hơn so với lúc đầu hắn đến tỉnh Yến, Hạ Tưởng rất cung kính mà không mất sự nhiệt tình nói đùa vài câu. Chỉ duy nhất có Tống Chiêu Độ không gọi điện đến, Hạ Tưởng liền gọi đi. Không phải vì Tống Chiêu Độ muốn tỏ vẻ ta đây trước mặt Hạ Tưởng mà là quan hệ của hai người đã không cần phải gọi điện thoại liên để gắn kết tình cảm nữa. Không ngờ Tống Chiêu Độ không có ở văn phòng. Thư ký Trần Thái Trung nói cho Hạ Tưởng biết chủ tịch tỉnh Tống đã vội đến ủy ban kỷ luật, khiến cho Hạ Tưởng trong lòng cảm thấy buồn bực. Lạ thật, chủ tịch tỉnh và ủy ban kỷ luật rất ít khi gặp nhau, Tống Chiêu Độ cũng không thích nhúng tay không đúng chỗ, ông ta đến ủy ban kỷ luật nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì. Hạ Tưởng liền hỏi thêm một câu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thái Trung là thư ký mới của Tống Chiêu Độ sau khi ông ta đảm nhiệm chủ tịch tỉnh. Y không biết rõ về những mối quan hệ của chủ tịch tỉnh Tống, chỉ nghe qua nhưng chưa từng gặp Hạ Tưởng, vừa nãy Hạ Tưởng hỏi vội quá, cũng không nói là ai, y liền bực bội nói. Chuyện của lãnh đạo, làm sao có thể tùy tiện hỏi? Không nên nói đừng nói, anh là ai? Hạ Tưởng cũng chưa thấy qua Trần Thái Trung, chỉ biết con người y hơi ngạo mạn, không coi ai ra gì, liền nén giọng lại nói. Tôi là Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ. Trần Thái Trung liền sửng sốt, Hạ Tưởng là ai? Hạ Tưởng là người mà chủ tịch tỉnh Tống rất coi trọng, là người mà chủ tịch tỉnh Tống ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ tỉnh Yến, đừng xem y là thư ký của chủ tịch tỉnh Tống, nhưng đem so với mối quan hệ mật thiết của chủ tịch tỉnh Tống với Hạ Tưởng thì khác một trời một vực. Y liền hoang mang, đắc tội Hạ Tưởng cũng giống như đắc tội chủ tịch tỉnh Tống, giọng điệu ngạo mạn lúc nãy lập tức hạ thấp lại. Thì ra là thị trưởng Hạ, xin lỗi, tôi thật không biết là ngài. Chủ tịch tỉnh Tống đã đi ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, nghe nói là vì chuyện của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần, Hạ Tưởng lập tức giật mình, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, hắn không màng tới việc phải nói lời khách sáo với Trần Thái Trung, liền vội cúp máy. Kết quả là hành động của Hạ Tưởng khiến cho trong lòng Trần Thái Trung thấp thỏm lo lắng rất lâu, sợ Hạ Tưởng không có ấn tượng tốt với mình, nói xấu mình trước mặt chủ tịch tỉnh Tống, khiến cho y dè dặt hơn gần 2 tháng. Vừa đặt điện thoại xuống. Bên thành phố Lang lại gọi điện đến, điều khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là người gọi điện đến thông báo tình hình sớm nhất lại là Lộ Hồng Chiêm. Thị trưởng Hạ, Nga Ni Trần đã đi đầu thú. Trong giọng điệu của Lộ Hồng Chiêm còn tỏ vẻ không dám tin là sự thật. Thật không ngờ đúng là thật không ngờ, Nga Ni Trần còn có dũng khí đi đầu thú. Nga Ni Trần đầu thú là có điều kiện, yêu cầu Cục Công an thành phố hộ tống ông ta đến Ủy ban kỷ luật tỉnh đầu thú,
nếu không ông ta sẽ không cung cấp chứng cứ quan trọng. Sau khi Lộ Hồng Chiêm xin ý kiến của Ngả Thành Văn, Thành ủy gật đầu đồng ý, ông ta mới quyết định đích thân hộ tống Nga Ni Trần đến thành phố Yến. Việc đầu thú của Nga Ni Trần ít nhiều cũng nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, hắn nghĩ rằng Nga Ni Trần hẳn là kiên trì đến phút cuối cùng, bởi vì xử nặng hay xử nhẹ Cổ Hướng Quốc hoàn toàn liên quan đến tính mạng của gia đình ông ta. Nếu xử nhẹ Cổ Hướng Quốc, căn cứ vào nguyên tắc giảm tối đa mức độ ảnh hưởng tiêu cực thì việc xử lý ông ta cũng sẽ không quá nặng, thậm chí có thể bỏ qua. Bởi vì Hạ Tưởng đã rời khỏi thành phố Lang, không có người chủ trì cục diện để đưa Nga Ni Trần vào chỗ chết, trong thành ủy không ít người có dây dưa với Nga Ni Trần, nhất định sẽ có tâm lý bảo vệ Nga Ni Trần không để xảy ra chuyện, để phòng ông ta quay lại cắn mình. Hơn nữa trước giờ Nga Ni Trần làm việc gì cũng rất cẩn thận, lúc trước phạm phải lỗi gì đều không có đủ chứng cứ hoặc là thời gian đã quá lâu, còn có không ít nhân chứng đã chết không có đối chứng, cho nên rất nhiều người đoán rằng Nga Ni Trần xem như đã tránh được nạn. Ít ra cũng có thể dưỡng già rồi, đương nhiên là nếu những kẻ thù trước kia không trả thù ông ta. Không biết là Nga Ni Trần đã chạm phải sợi dây nào mà đột nhiên đầu thú, còn công bố phải trình ra chứng cứ quan trọng. Nếu là những chứng cứ quan trọng thì e rằng Nga Ni Trần sẽ không thể rời khỏi thành phố Lang, bởi vì có nhiều người lo lắng sẽ bị Nga Ni Trần cắn trả lại, nhưng Nga Ni Trần cung cấp những chứng cứ quan trọng đều là trực tiếp hướng đến Cổ Hướng Quốc. Đúng lúc này từ tỉnh lại phong phanh lan tin Cổ Hướng Quốc có thể sẽ được xử nhẹ, liền khiến cho mọi người lập tức ý thức được Nga Ni Trần lựa chọn lúc này tự ra đầu thú e rằng là có ý muốn đẩy Cổ Hướng Quốc đi vào chỗ chết. Cho nên Ngả Thành Văn mới có thể lập tức gật đầu cho đi, đồng ý cho Nga Ni Trần đến ủy ban kỷ luật tỉnh đầu thú. Một chuyển biến động trời. Hạ Tưởng mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Nga Ni Trần, rõ ràng là có ý gửi gắm. Lại nghĩ đến một đêm hữu danh vô thực với Hoa Nhài Vàng và Bạc, có lẽ họ đã làm theo ý của Nga Ni Trần, muốn hắn chăm sóc họ cả đời trong khả năng của mình. Cùng so chiêu với Nga Ni Trần, mặc dù thủ đoạn của ông ta có lúc bị ổi thậm chí là đê tiện, nhưng những gì mà ông ta làm trong suốt cuộc đời này cùng với lựa chọn cuối cùng thì cũng có thể xem là một người kiệt xuất. Quả nhiên, Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện đến tỉnh ủy để hỏi thăm tình hình thì điện thoại của Tống Chiêu Độ đúng lúc gọi tới. Hạ Tưởng, Trần A đã trình lên cho Ủy ban kỷ luật tỉnh một chứng cứ quan trọng, Cổ Hướng Quốc. Thoát không khỏi, nhưng có một điều, chứng cứ của y đưa ra cũng có liên quan đến bản thân y khó mà tránh khỏi tội tử hình. Nga Ni Trần cuối cùng phải dùng một cách thức lợi hại, vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn cùng Cổ Hướng Quốc đi đến chỗ chết, là muốn tạ tội hay là đã tỉnh ngộ. Hoặc là còn có suy nghĩ gì khác, ông ta không nói, người ngoài cũng sẽ không có cách nào biết được. Coi như là Nga Ni Trần đã báo đáp lại việc Hạ Tưởng đã trông nom Hoa Nhài Vàng và Bạc sao. Có lẽ đúng, cũng có lẽ là không đúng. Một mình Hạ Tưởng đứng bên cửa sổ, một hồi lâu không nói gì, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, trên bầu trời còn xuất hiện cầu vồng. Sau đó, điện thoại lại vang lên, hắn liền biết, hắn phải bước lên một hành trình mới. Chương 905, khúc dạo đầu, thăm dò. Sau khi xe đã chạy hơn một tiếng rưỡi thì đã đến thành phố Thiên Trạch. Chuyện bất trắc ở Bắc Kinh đã làm chậm trễ hơn một ngày, những vấn đề cuối cùng còn sót lại ở thành phố Lang đã hoàn toàn kết thúc, Hạ Tưởng không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại như có cục đá nặng đè trong lòng, cũng không biết rốt cuộc là đang tiếc hận hay đang bất mãn chuyện gì. Tiếc hận vì Nga Ni Trần phải dùng cách cùng đi vào chỗ chết mới khiến Cổ Hướng Quốc bị xử nặng. Hay bất đắc dĩ trước số phận của Nga Ni Trần. Hoặc là cảm thấy đau xót trước trách nhiệm nặng nề trên con đường xây dựng luật pháp của nhà nước. Ngược lại Thạch Vĩ bởi vì bất ngờ được ở lại thêm một ngày cùng con trai nên rất hứng khởi, trên đường đi luôn chủ động khơi dậy chủ đề nói chuyện. Thành phố Thiên Trạch nằm ở phía bắc của Bắc Kinh, ven đường có thể thấy toàn là núi non và thảo nguyên trùng trùng, cuối mùa thu không khí trong lành, trời cao mây trắng, hơn nữa sau mưa không khí vô cùng tươi mát, có thể nói là một chuyến đi không tồi. Không khí ở thành phố Thiên Trạch rất giống với thành phố Chương Trình, vị trí địa lý phía trên giáp với cao nguyên Mông Cổ và đồng bằng Hoa Bắc, mùa đông rét lạnh khô hanh, mùa hè trong sạch mát mẻ, mưa nhiều, là một nơi nghỉ hè nổi tiếng. Thực ra, thành phố Thiên Trạch và thành phố Chương Trình bất luận là kết cấu kinh tế hay cấu tạo địa hình đều rất giống nhau, không có điểm nhấn về kinh tế, cấu tạo địa hình là nhiều núi nhiều thảo nguyên nhưng ít ruộng vườn. Hơn nữa lần nhậm chức này là vào mùa thu. Và cũng hơi giống với tình cảnh Hạ Tưởng lần đầu tiên bước chân vào con đường làm quan đến nhậm chức ở huyện Bá, tinh thần của hắn dần dần thư giãn hơn nhiều.
Từ huyện bá đến thành phố Thiên Trạch, trong nháy mắt đã 7 năm, hắn cũng từ một người bình thường trở thành thị trưởng của một địa phương, trong đời người quả thật có rất nhiều cơ hội kỳ diệu, cũng khiến cho người ta than thở. Thân phận không giống nhau, cấp bậc càng cao, tâm tình cũng khác nhau, nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi là năm xưa hắn đã khiến cho huyện bá có thay đổi lớn, và bây giờ hắn cũng phải cống hiến toàn bộ tâm huyết để phát triển kinh tế ở thành phố Thiên Trạch. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, thành phố Thiên Trạch là nơi đầu tiên mà hắn đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, không thể chỉ trở thành bàn đạp trong cuộc sống chính trị. Cho dù thành phố Thiên Trạch thực sự là nơi tồn tại các hạn chế phát triển kinh tế thì Hạ Tưởng cũng không nản lòng, khát khao có thể triển khai kế hoạch lớn ở thành phố Thiên Trạch. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch không chia ra hai nơi mà có cùng một chỗ làm việc. Tòa nhà thành ủy vô cùng cũ kỹ, bởi vì trời vừa mới mưa nên bốc lên một mùi ẩm mốc giống như một cơ quan cũ kỹ của những năm 90 khiến cho người khác có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ. Hạ Tưởng và Thạch Vĩ vừa xuống xe đã phải đối diện với một vấn đề đáng xấu hổ là trong tòa nhà thành ủy cũ kỹ đã lâu không sửa chữa chỗ nào cũng có vũng nước, tài xế không dừng xe trên vũng nước nhưng không tránh chỗ vũng nước nên Hạ Tưởng và Thạch Vĩ đã đặt chân lên ngay vũng nước. Hạ Tưởng ngược lại không cảm thấy gì, hắn không phải là một lãnh đạo luôn đặc biệt chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt, Thạch Vĩ lại không như vậy, sắc mặt liền tối sầm lại, chân dẫm lên vũng nước, bắt tay với Trần Khiết Văn trước, câu nói đầu tiên lại là: Bí thư Trần, tòa nhà thành ủy đại diện cho bộ mặt của thành phố Thiên Trạch, mặt đất ít nhất cũng phải được san bằng phẳng chứ, nếu có mưa gió thì bụi rác sẽ ở khắp nơi, đừng nói là người dân có ý kiến, kể cả các đồng chí làm việc ở đây cũng không có tinh thần tốt. Người xưa có câu, nhà cửa không dọn dẹp thì làm sao quét được thiên hạ. Cán bộ của ban tổ chức cán bộ trước giờ luôn gặp quan lớn, là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì Thạch Vĩ chỉ là phó giám đốc cấp sở. Tuy nhiên kiểu cách của ông ta giống như là một lãnh đạo tỉnh đến thị sát, nhất là câu nói cuối cùng rất khó nghe, không ít ủy viên thường vụ thành ủy ở đó đều thay đổi sắc mặt. Trần Khiết Văn lại có vẻ mặt tươi cười như không có việc gì. Bộ trưởng Thạch phê bình rất đúng, là sơ sót của tôi. Tuy thành phố Thiên Trạch có hơi nghèo nhưng cũng có tiền để sửa sang lại nơi này, cho dù không có sẽ phát động toàn bộ cán bộ đảng viên đích thân làm thì cũng có thể làm được, tôi phải tự phê bình trước mặt bộ trưởng Thạch. Không thể trách các đồng chí, đều do tôi không có cái nhìn bao quát. Đúng là một người phụ nữ khéo léo, có tâm cơ biết tiết chế lại biết ăn nói, Hạ Tưởng lại có ý tán thưởng Trần Khiết Văn. Thạch Vĩ thấy thái độ của Trần Khiết Văn cũng rất tốt, điệu bộ khiêm tốn, lòng tự trọng của ông ta cũng được thỏa mãn, liền bật cười. Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, không phải là muốn chỉ đạo công việc, bí thư Trần đừng chê cười. Sau đó Trần Khiết Văn giới thiệu từng lãnh đạo của đảng và chính quyền ở thành phố Thiên Trạch cho Hạ Tưởng và Thạch Vĩ biết. Khi Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng bắt tay nhau, nụ cười trên mặt càng tự nhiên hơn. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch công tác. Đồng chí Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, có sức trẻ, có năng lực, tôi tin là dưới sự dẫn dắt của anh có thể khiến nền kinh tế ở thành phố Thiên Trạch bước lên một nấc thang mới. Vừa nói xong, bà ấy lại lung lay tay của Hạ Tưởng. Lần trước ở Bắc Kinh, Tiểu Thụy thật không hiểu chuyện, mong anh đừng để ở trong lòng, lát nữa tôi sẽ thay cậu ta xin lỗi anh. Thái độ rất nhiệt tình, giọng điệu cũng rất tha thiết, khiến cho những ủy viên thường vụ ở đó thầm buồn bực, bí thư Trần và Hạ Tưởng đã sớm quen biết nhau sao? Cách nói chuyện như quen biết đã lâu. Hạ Tưởng tự nhiên cũng hiểu được ý của Trần Khiết Văn, có ý lần đầu gặp mặt muốn mai phục sẵn. Là muốn tạo một dấu tích cho các ủy viên thường vụ có mặt ở đó, khiến cho họ không biết đâu mà lần, đoán không được giữa hắn và bà ấy rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Tâm cơ của Trần Khiết Văn rất sâu xa, bà ấy muốn những người có mặt ở đó không được dựa dẫm vào Hạ Tưởng, họ càng không biết rõ quan hệ giữa bà ta và Hạ Tưởng thì càng không dám bày tỏ lòng trung thành với Hạ Tưởng, e sợ rằng bị rơi vào một kết cục không tới đâu cả. Cô ấy biết rõ thị trưởng nhậm chức thì trong thành ủy sẽ có người thừa dịp dựa dẫm. Bà ấy ở thành phố Thiên Trạch tuy nắm hết mọi quyền hành nhưng cũng có không ít người luôn bất mãn với bà ấy. Thị trưởng nhiệm kỳ trước tuổi đã cao, ở thành phố Thiên Trạch công tác cũng không có gì khởi sắc, không có thành tựu kinh tế gì, trên chính trị thì gìn giữ cái đã có, hầu như đều phải nghe chỉ thị của Trần Khiết Văn, là một thị trưởng đi theo đuôi của người khác. Nhưng Hạ Tưởng nhất định sẽ không như vậy, Trần Khiết Văn không thể nói là hiểu rõ con người của Hạ Tưởng nhưng cũng biết Hạ Tưởng nhất định sẽ là một thị trưởng muốn làm việc lớn. Hắn vừa trẻ tuổi, không thể không có lý tưởng,
hắn có sự quyết đoán, nhất định sẽ không phải việc gì cũng xin chỉ thị của bà ấy. Nhưng căn cứ vào những gì mà Hạ Tưởng đã làm ở thành phố Lang, cùng với lần trước bất ngờ gây xung đột ở Bắc Kinh, bà ấy đã có một kết luận sơ bộ về Hạ Tưởng, kích động có thừa, không đủ điềm đạm, thích hợp với việc làm dứt khoát, đứng hàng xung phong, nhưng đối với những chiêu thức tỉ mỉ cao siêu chưa chắc có thể ứng phó được. Đáng tiếc là Trần Khiết Văn đã đánh giá thấp về trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng xua tay nói to. Bí thư Trần quá khách sáo rồi, không đánh nhau thì không quen biết. Một câu nói không đánh nhau thì không quen biết lập tức khiến cho những nỗ lực lúc nãy của Trần Khiết Văn tan chảy, không ít người đều muốn ổ lên, thì ra đã từng có mâu thuẫn xung đột. Việc tốt, đúng là việc tốt, thị trưởng chưa nhậm chức đã có xung đột với bí thư, liền chứng tỏ một điều thành phố Thiên Trạch sau này, trong tình hình thị trưởng và bí thư cùng cầm quyền e rằng sẽ có một thời gian ồn ào. Sắc mặt của Trần Khiết Văn không thay đổi, tuy nhiên ánh mắt có hơi nhíu lại, cười cười không nói gì thêm. Nghi thức đón tiếp ngắn gọn đã qua, dưới sự chủ trì của Trần Khiết Văn đã mở đại hội các cán bộ lãnh đạo toàn thành phố Thiên Trạch. Trong cuộc họp, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Thạch Vĩ đại diện tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy tuyên bố việc bổ nhiệm của tỉnh ủy. Tỉnh ủy quyết định cho đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức ủy viên Thành ủy thành phố Thiên Trạch, ủy viên thường vụ, phó bí thư, không còn đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực ở thành phố Lang nữa, ủy viên thường vụ, ủy viên. Sau đó, Thạch Vĩ lại có những phát biểu quan trọng, chỉ ra tỉnh ủy sau khi phân tích bộ máy chính quyền và tình trạng cán bộ đã nghiêm túc lắng nghe dựa vào cơ sở ý kiến từ mọi mặt, chủ tính cho sự phát triển của toàn bộ tỉnh, suy xét toàn diện từ nơi làm việc và trao đổi giữa các cán bộ, qua nhiều lần nghiên cứu kỹ lưỡng đã đưa ra quyết định điều đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch nhậm chức. Cuộc nói chuyện của Thạch Vĩ rất đặc sắc, giọng cực cao, hơn nữa còn rất trầm bổng, phối hợp với tay và vẻ mặt. Nội dung cuộc nói chuyện không có gì hay để nói nhưng biểu hiện lúc nói chuyện lại phong phú lôi cuốn. Thạch Vĩ nhấn mạnh chỉ ra, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất coi trọng việc phát triển kinh tế và xây dựng bộ máy lãnh đạo, đội ngũ cán bộ ở thành phố Thiên Trạch. Mấy năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy thành phố Thiên Trạch, ủy ban nhân dân thành phố đã đi sâu vào học tập thực tiễn phát triển một cách khoa học, nghiêm túc thực hiện đường lối, phương châm và chính sách của Đảng và một loạt quyết sách quan trọng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đứng trên những thành tích thực tế đáng mừng mà thành phố Thiên Trạch đã đạt được. Sau đó, Trần Khiết Văn đại diện cho toàn bộ bộ máy chính quyền và tất cả các cán bộ của thành phố Thiên Trạch bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của tỉnh ủy, nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng mới đến Thiên Trạch nhậm chức, tỉnh ủy điều đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch công tác. Nó vừa khẳng định công tác của Hạ Tưởng và cũng khẳng định công tác của tỉnh Thiên Trạch và bộ máy chính quyền ở thành phố Thiên Trạch. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Viện trưởng Tòa án thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố, lãnh đạo quân khu Thiên Trạch. Các đồng chí lão thành đã từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở trở lên. Các bí thư thành ủy, quận ủy của các huyện, huyện trưởng, chủ tịch quận, đoàn thể nhân dân, các đảng dân chủ. Các lãnh đạo chủ chốt của Hội Liên hiệp Công thương nghiệp, người phụ trách chủ yếu của các đơn vị trực thuộc trên cấp cục trưởng, cùng với các lãnh đạo chủ chốt của các phòng ban quản lý trực thuộc cấp cục trở lên và các lãnh đạo chủ chốt của các xí nghiệp lớn trong tỉnh đều tham gia hội nghị. Đương nhiên, cũng giống như những cuộc hội nghị khác, hội nghị bổ nhiệm cũng đạt được thành công mỹ mãn. Nếu không phải vì mưa làm chậm trễ hành trình, theo trình tự sắp xếp thì tuyên bố bổ nhiệm là vào buổi sáng, buổi chiều là họp hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân. Nhưng bây giờ buổi chiều mới tuyên bố bổ nhiệm, không kịp mở cuộc họp hội nghị thường vụ, đành phải rời sang sáng mai. Theo lý mà nói thì nhiệm vụ của Thạch Vĩ đã hoàn thành, đề danh và bổ nhiệm là việc quan trọng trong Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Trạch. Theo quy tắc, buổi tối nhất định sẽ có buổi tiệc đón tiếp, Trần Khiết Văn liền có ý giữ lại, Thạch Vĩ cũng không từ chối liền gật đầu đồng ý thì đồng ý nhưng y lại nói thêm một câu. Đợi sáng ngày mai sau khi dự họp hội nghị Hội đồng Nhân dân xong, buổi chiều mới quay về cũng không muộn. Lúc nói chuyện Thạch Vĩ có bộ dạng rất tùy ý, không thể biết được lời nói của ông ta là vô tình hay cố ý, trong lòng Trần Khiết Văn lại nghĩ thầm, lời nói của Bộ trưởng Thạch có hàm ý khác, chẳng lẽ tỉnh ủy nghi ngờ khả năng nắm giữ đại cục ở thành phố Thiên Trạch. Một mình bà ấy kiêm hai chức bí thư thành ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lời nói của Bộ trưởng Thạch chẳng lẽ nói trong tỉnh ủy có người không tin tưởng bà ấy, lo sợ bà ấy sẽ gian lận trong đợt bầu cử. Bà ta tức giận trong lòng, quá xem thường bà ấy,
cho dù bà ấy đã từng tỏ vẻ hàm xúc với tỉnh ủy bất mãn về việc Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, nhưng không chứng tỏ bà ấy sẽ mạo hiểm phạm sai lầm cản trở không để Hạ Tưởng thuận lợi nhậm chức, bà ấy sẽ không lấy tiền đồ chính trị của mình ra làm trò đùa. Vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Thạch Vĩ sụ mặt lại, đã đi xa, nên bà ấy mới thu hồi lại tâm trí, chẳng lẽ tự mình quá nhạy cảm. Bà ấy lại âm thầm tự giễu, Hạ Tưởng vừa đến đã khiến cho bà ấy có không ít suy nghĩ, xem ra, cho dù có thừa nhận hay không Hạ Tưởng đã mang lại không ít áp lực cho bà ấy. Đương nhiên rồi, là một thị trưởng trẻ tuổi nhất trong toàn tỉnh, cho dù Hạ Tưởng có đến thành phố nào nhậm chức đều sẽ đem lại áp lực cho các bí thư thành ủy ở đó. Tuổi trẻ là áp lực, có thể trở thành một thị trưởng trẻ tuổi ở tỉnh Yến thì không phải hạng vừa. Trần Khiết Văn tự nhận có thủ đoạn thuần thục trong chính trị, lại có đủ kiềm chế và lý trí, Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch đừng nói là muốn ngang hàng với bà ta, cho dù là muốn làm việc gì, muốn mở cục diện mới cũng cần phải được bà ấy gật đầu đồng ý mới được. Không nhắc đến bà ấy đã làm việc ở thành phố Thiên Trạch được 2 năm, với thân phận là nhân vật số 1 ở thành ủy thành phố Thiên Trạch của bà ấy cũng sẽ đem đến hạn chế lớn trong quyền uy của Hạ Tưởng. Tiệc tiếp đón được tổ chức ở khách sạn Hoa Thịnh thuộc hàng xa hoa nhất thành phố Thiên Trạch. Không giống với buổi tiệc tiếp đón ở thành phố Lang, các lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền, thành viên của 4 bộ máy chính quyền của thành phố Thiên Trạch đều đến đông đủ, không ai vắng mặt. Đương nhiên, Hạ Tưởng sẽ không cho rằng vì hắn có nhiều sĩ diện, cũng không cho rằng là danh tiếng của Thạch Vĩ đủ lớn, mọi người đều đến đông đủ không phải là mọi người đều có lòng, mà chứng tỏ một điều là Trần Khiết Văn nắm giữ hoàn toàn đại cục của thành phố Thiên Trạch. Thạch Vĩ ngồi ở vị trí chủ tọa, Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng ngồi ngay hai bên, còn các lãnh đạo thành ủy khác thì theo thứ tự xếp hạng mà ngồi vào chỗ. Sau khi an tọa, Trần Khiết Văn phát biểu diễn văn trước, sau đó mới tới Thạch Vĩ nói. Thạch Vĩ đã công tác ở ban tổ chức đã lâu, tự sẽ biết được cuộc nói chuyện trong buổi tiệc chỉ là nói sơ qua, ai cũng không thèm để ý xem y nói gì, nếu trong buổi tiệc cứ bàn luận viễn vông chẳng những không thích hợp mà còn khiến cho người khác xem thường mình. Thạch Vĩ nói qua quýt vài câu, sau khi nói xong lại mời Hạ Tưởng nói. Sau đây, xin mời đồng chí Hạ Tưởng phát biểu. Ông ta vỗ tay trước, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Hoàn cảnh ở khách sạn Hoa Thịnh cũng không tồi, được trang bị rất tốt, tuy nói thành phố Thiên Trạch là một thành phố nghèo nhưng bởi vì là thành phố du lịch nên trang thiết bị trong khách sạn cũng không tệ hơn thành phố Yến. Hạ Tưởng liền nâng ly lên, thấy mọi người đều có ánh mắt nhiệt liệt, hiếu kỳ và hoài nghi nhìn mình, liền mỉm cười. Tên của thành phố Thiên Trạch rất có khí lớn, rất nhã nhặn, là ông trời giáng ơn trạch xuống đây, quả thật có ý nghĩ không tầm thường. Tôi và Bộ trưởng Thạch đáng lẽ đến từ hôm qua nhưng vì trận mưa lớn nên phải ở lại Bắc Kinh, tôi liền nghĩ, là do ông trời muốn tôi chậm bước, hay là trời mưa để thêm hùng tráng. Trên đường đi tôi cứ nghĩ không ra, mãi đến hôm nay khi đến Thiên Trạch tôi mới hiểu được ẩn ý của trận mưa to đó. Cứ nghĩ là Hạ Tưởng sẽ nói một vài lời nói khách sáo, cho nên có không ít người đều không chú tâm, không ngờ Hạ Tưởng vừa mở miệng lại khác với mọi người, chỉ vài câu nói đã làm mọi người thấy hứng thú. Đều hiếu kỳ vểnh tai lên nghe. Ánh mắt Trần Khiết Văn chớp nháy, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng này cũng hay, nói chuyện rất khôi hài. Một trận mưa đã cho thấy được sơ hở trong công việc của chúng ta, là muốn Bộ trưởng Thạch phát hiện ra những việc làm chưa được tốt của chúng ta. Không ai ngờ tới điểm dừng chân của Hạ Tưởng lại nói đến những ổ gà trên mặt đất trong tòa nhà thành ủy. Tôi đề nghị, chiều mai tổng động viên các cán bộ từ cấp cục trở lên trong Ủy ban Nhân dân thành phố, tự lực cánh sinh. Sau khi tan ca sẽ đi san bằng lại mặt đất. Được lắm, nói cả nửa ngày trời cuối cùng cũng tâng bốc được Thạch Vĩ, Trần Khiết Văn mới hiểu ra, trong lòng suy nghĩ vòng vo mấy lần mới có thể bình tĩnh trở lại. Hạ Tưởng này hay thật, nhìn qua thì còn rất trẻ nhưng suy nghĩ lại rất sâu xa, hơn nữa lại biết âm thầm nịnh bợ. Trần Khiết Văn đã không đoán đúng dụng ý của Hạ Tưởng vốn không phải là vì muốn nịnh bợ Thạch Vĩ, hắn không phải là người a dua nịnh hót. Và lại với địa vị của Thạch Vĩ ở tỉnh ủy còn chưa đủ tư cách để hắn nịnh bợ. Kể cả khi Phạm Duệ Hằng đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi nịnh bợ để thắt chặt tình cảm. Đối với một phó trưởng ban tổ chức cán bộ chưa bao giờ biết nặng nhẹ thì hắn càng không cần phải lo đi nịnh nọt. Dụng ý của hắn rất sâu sắc, kể cả Trần Khiết Văn nhất thời cũng không hiểu ra. Hạ Tưởng vừa dứt lời, Thạch Vĩ liền bật cười ha hả. Đồng chí Hạ Tưởng đừng có bê tôi ra chứ. Tôi chỉ thuận tiện nói một câu thôi, thật không có ý chỉ đạo công việc ở thành phố Thiên Trạch. Rõ ràng là không hài lòng,
nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được sự vui mừng. Hạ Tưởng không nói gì, Dương Kiếm lại kịp lúc thêm vào một câu. Bí thư Hạ đi xa lại gặp mưa to là chuyện tốt, có câu, quý nhân xuất môn gặp mưa gió, hổ gây gió, rồng gây mưa. Bởi vì Hạ Tưởng còn chưa chính thức thông qua sự bổ nhiệm của Hội đồng Nhân dân, xưng hắn là bí thư cũng là hợp quy tắc. Việc Dương Kiếm chuyển nhiệm làm phó thị trưởng thường trực đã được định sẵn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn chưa tuyên bố bổ nhiệm nhưng tin tức đã được truyền ra ngoài. Dương Kiếm năm nay 45 tuổi, mặt to, vai rộng, có một dáng người khôi ngô, tai to, trán rộng, bộ dạng rất phúc hậu, đã gần 50 tuổi rồi nhưng dáng người vẫn còn rất chuẩn, không mập không ốm, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, hơn nữa trên người còn có một khí phách nho nhã, ấn tượng đầu tiên khiến cho người khác rất có thiện cảm. Sau này Dương Kiếm sẽ là một trong số những lãnh đạo thành ủy mà Hạ Tưởng giao tiếp nhiều nhất, vị trí của ông ta rất quan trọng, nếu cùng kết hợp với Trần Khiết Văn thì có thể sẽ gạt bỏ được Hạ Tưởng, nếu cùng kết hợp với Hạ Tưởng thì sẽ làm cho sức ảnh hưởng của Trần Khiết Văn lên thành phố Thiên Trạch giảm xuống mức thấp nhất. Lời nói của y vừa thốt lên liền lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong những ánh nhìn có vẻ suy đoán, có vẻ châm biếm, không quan tâm, cũng có vẻ xem thường. Có người cảm thấy lời nói của Dương Kiếm quá nịnh hót, cũng có người cho rằng Dương Kiếm biểu hiện quá vội vã, Hạ Tưởng còn chưa chính thức nhậm chức, trong bữa tiệc tiếp đón đã tỏ vẻ dựa dẫm rồi sao? Ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Hứa Phạm Hoa ho khan một tiếng. Lần trước bí thư Trần có nói qua, nói phải chỉnh sửa lại tòa nhà thành ủy một cách hệ thống, bao gồm tu sửa lại các thiết bị cũ kỹ, những bàn ghế làm việc bị hư hỏng. Và còn các cửa sổ bị hở, tiến hành san bằng lại mặt đất và cải tạo lại bãi đỗ xe. Ý của tôi là có cần phải tự đưa người ra để san bằng lại mặt đất hay không? Hạ Tưởng liền mỉm cười. Suy nghĩ của bí thư Trần rất toàn diện, vậy cứ theo tinh thần chỉ thị của bí thư Trần mà làm. Trần Khiết Văn lại cười. Đều là chuyện nhỏ thôi, sau này bàn bạc tiếp, bây giờ là tiệc tiếp đón, đừng nhắc đến công việc nữa. Sau đó thì nâng ly lên. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hoan nghênh Bộ trưởng Thạch đã đến đây, và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch công tác. Sau khi vỗ tay, mọi người cùng nhau nâng ly. Buổi tiệc vốn dĩ vẫn rất thuận lợi, khi chuẩn bị kết thúc, đột nhiên lại xảy ra một chuyện không mấy vui vẻ. Chương 906, chấp chính. Chút nhạc đệm vừa rồi nhìn như chỉ là một việc cực kỳ nhỏ, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người cùng tranh nhau kính rượu. Dường như tất cả mọi việc đã được ném ra khỏi đầu. Nhưng thật ra, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được sự kiện san lấp mặt bằng, là quả cầu được Hạ Tưởng nhẹ nhàng đá ra là để thử lập trường của hai nhân vật quan trọng trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Dương Kiếm thì có hơi chút thiên hướng về hắn, mà Hứa Phạm Hoa thì rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về phía Trần Khiết Văn. Ít nhất thì giai đoạn hiện tại là như thế. Hạ Tưởng là nhân vật số 2 của thành phố Thiên Trạch, lại là người trẻ tuổi nhất. Trên thực tế, tuổi tác của những lãnh đạo có liên quan trong thành ủy đều ở khoảng 50, rõ ràng Hạ Tưởng là người rất trẻ tuổi. Nhưng tuổi trẻ thì tuổi trẻ, dù sao cấp bậc vẫn là cấp bậc. Ngay từ đầu thì không khí náo nhiệt xem như diễn ra rất trật tự, sôi nổi thì rất sôi nổi nhưng không có chuyện làm loạn. Lúc mời rượu, theo thứ tự cấp bậc của mình mà những người kia lần lượt kính rượu Hạ Tưởng, bất kể là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu đã 55 tuổi hoặc trưởng ban tuyên giáo thành ủy Thường Hòa trẻ tuổi nhất cũng đã 40 tuổi đều biểu hiện ra đủ sự kính trọng đối với Hạ Tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong quan trường thì phải là như vậy, chẳng sợ việc anh mới chỉ có 30 tuổi, kể cả đối phương là 60 tuổi mà cấp bậc của người đó không cao bằng anh thì người đó vẫn phải kính anh. Bởi vì, việc người đó kính anh không phải là vì anh được bao nhiêu tuổi. Mà là quyền lực trong tay của anh lớn đến mức độ nào. Tuy nhiên, sau khi việc kính rượu diễn ra được 3 vòng thì không ít người đã uống hơi quá chén, có mấy phần cảm thấy say, do đó khi những người này tới kính rượu Hạ Tưởng thì cách thức có một chút tùy ý và vui đùa hơn. Cũng có khả năng việc này có liên quan với việc Hạ Tưởng từ lúc bắt đầu uống rượu đến lúc này khá hiền hòa. Tuy rằng Hạ Tưởng là thị trưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc lên mặt với người khác. Nhất là trong lúc uống rượu với những cấp dưới mà tuổi tác bọn họ đã hơn 50 thì hắn cũng không thể nào nghĩ rằng mình là một thị trưởng có tuổi tác tương đương với bọn họ được, nếu vậy chỉ cần hừ hừ hoặc ha ha mấy tiếng rồi sau đó nâng chén nhấp nhấp chút đỉnh đầu môi là được. Gần như là mỗi lần giơ chén cùng đối phương thì hắn cũng đều uống nhiều hơn đối phương khoảng nửa chén, sau vài vòng như vậy thì ít ra Hạ Tưởng cũng uống vào khoảng nửa bình.
May mà Tửu Lượng của Hạ Tưởng không tệ lắm, nếu nói về uống rượu thì đúng thực là cũng không có được mấy người vượt qua nổi hắn. Có lẽ nguyên do là phong tục của mỗi nơi nên khi tham gia buổi tiệc đón chào thì nhóm lãnh đạo thành ủy đều thích uống rượu, có người còn uống rất nhiều. Hạ Tưởng cũng ít nhiều có thể lý giải được, cũng giống như thành phố Chương Trình thì cái rét lạnh trong mùa đông ở thành phố Thiên Trạch thường kéo dài, bởi vậy nên dân bản xứ đều thích uống rượu, hơn nữa Tửu Lượng rất tốt, cũng giống như người Đông Bắc, độ rượu ở nơi này cũng khá cao, gần như toàn rượu khoảng 60-70 độ. Tại các nơi rét lạnh thì những người sống ở đó đều có Tửu Lượng. Nhưng cho dù có yêu rượu như mạng thì cũng phải tùy vào trường hợp, cho nên hắn cũng không cho rằng trong các buổi tiệc chào mừng như thế này sẽ xuất hiện tình huống có người uống nhiều đến như vậy. Không nghĩ tới, đúng thật là có người uống quá chén, hơn nữa lúc bình thường ông ta rất điềm đạm và chắc chắn, đó chính là cán bộ lão thành, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Lôi Nhất Đại. Lôi Nhất Đại năm nay 57 tuổi. So với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bì Bất Hưu thì lớn hơn 2 tuổi, đã chuẩn bị đến tuổi về hưu rồi. Lúc vừa mới bắt đầu uống rượu thì ông ta vô cùng cẩn thận, chỉ tới cụng ly mời rượu Hạ Tưởng một lần rồi đi sang các bàn khác mời rượu. Lúc gần kết thúc buổi tiệc, ông ta lại tới lần nữa, hơn nữa bộ dạng đã 7 phần say, đầu lưỡi cũng líu lại, không ngừng lôi kéo Hạ Tưởng, mời bằng được Hạ Tưởng uống cùng với ông ta 3 chén liên tục. Bí thư Hạ, tôi cũng sắp về hưu rồi. Đã vì đảng mà cả đời phục vụ công tác, không có công lao thì cũng có công sức. Tuy nhiên, tận trong đáy lòng tôi mà nói, khi lui xuống thì trong lòng vẫn không thoải mái. Đã cả đời công tác cách mạng, khi tới già rồi thì mới phát hiện ra mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ông ta rất có tư thế cậy già để lên mặt, một tay nắm chặt bàn tay của Hạ Tưởng, một tay bưng rượu. Có lẽ ông ta không để ý tới việc này nhưng những người khác ở xung quanh thì thấy rằng hành động xem ra có chút vấn đề. Tuy vậy nhưng ông ta vẫn không biết. Tôi cũng đã lăn lộn mấy chục năm ở trong đảng, một thị trưởng trẻ tuổi như ngài vẫn là lần đầu tiên gặp. Những lời như tuổi còn trẻ thì tiền đồ rất rộng lớn thì tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ muốn uống cùng với ngài 3 chén rượu. Thế nào, ngài có nể chút mặt mũi của người già giống như tôi không? Thể diện thì không phải do người khác cấp cho mình. Mà là do chính mình tạo ra. Vẻ mặt của Lôi Nhất Đại đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, đã từng ấy tuổi rồi mà lại còn uống rượu say khướt, còn chưa nói tới việc chọn thời điểm uống rượu là không đúng lúc. Người ta là lãnh đạo thành ủy, kể cả xem rượu như tính mạng thì cũng không thể không phân biệt được tình huống lúc nào thì nên uống, lúc nào thì không chứ. Hạ Tưởng cũng không muốn uống, nhưng trước mặt mọi người không thể bác bỏ hết mặt mũi của Lôi Nhất Đại được, dù sao đây cũng là đồng chí lão thành. Phải chiếu cố một chút cho tâm trạng người ta. Vì thế, Hạ Tưởng nói. Hôm nay tôi cũng đã uống không ít, mà Tửu Lượng cũng có hạn. Tuy nhiên, chủ nhiệm Lôi đã có lời thì tôi sẽ uống 3 chén. Hạ Tưởng thể hiện ra sự hào sảng thì cũng có người tán thành mà cũng có người khó hiểu. Người tán thành vì cho rằng hắn là người độ lượng, người thấy khó hiểu thì cho rằng hắn là người dễ bị bắt nạt. Ngay cả một chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng có thể ép bức một thị trưởng phải uống rượu được. Như vậy thì còn ra thể thống gì? Tuổi của Hạ Tưởng dù có trẻ đến mấy thì cũng là thị trưởng, cấp bậc so với Lôi Nhất Đại thì cao hơn rất nhiều, ông ta không thể nào ép buộc được hắn phải uống rượu. Hạ Tưởng liền uống vào 3 chén liên tục, không ít người thấy sự sảng khoái của Hạ Tưởng như vậy liền cất lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Không ngờ Lôi Nhất Đại lại mượn rượu để có thêm cam đảm, cũng không biết là bị người khác giật dây hoặc là thấy Hạ Tưởng không hợp mắt mà tiếp tục giơ tay với lấy bình rượu. Thị trưởng Hạ, tôi lại tiếp tục kính ngài 3 chén rượu tiếp, đã làm công tác cách mạng thì không có Tửu Lượng là không được. Có một câu nói không phải rằng nếu có thể uống được nửa bát thì cố gắng uống hơn một bát, một cán bộ như vậy là có thể bồi dưỡng. Sắc mặt của Trần Khiết Văn liền chìm xuống, từ bồi dưỡng là từ ngữ của cấp trên nói chuyện với cấp dưới, vậy mà cấp dưới lại nói từ này thì tỏ ra rất không lễ phép. Vốn Thạch Vĩ định bưng chén đi cùng ly với người khác. Thấy bộ dạng phóng túng của Lôi Nhất Đại liền đặt chén rượu xuống rồi nói. Đúng là không biết kẻ trên người dưới gì cả, già thì cũng đã già rồi mà sao lại không hiểu chuyện như vậy.